Cố Triệt tức giận gào lên, mọi người nghe vậy muốn ra giúp nhưng lại không ai dám tiến lên. Cảm giác thất bại thảm hại như thế nào? Hả anh trai của em? Câu nói này vô cùng lạnh lùng. Nó còn lạnh hơn cả dao, rét hơn cả băng đá, lạnh hơn cả màn sương trong đêm nay. Cổ Triệt nghe vậy thì tim đập lộc cộc một cái. Anh cả, anh có muốn trải nghiệm cảm giác của cái chết không? Sự sợ hãi kéo dài miên man ấy, nó sẽ lan ra khắp người. Cổ Triệt nghe thấy lời nói lạnh như băng của anh ta cảm thấy nổi hết cả da gà da vịt. Vào chính lúc này, anh ta cảm nhận có một thứ lạnh lẽo đang dí lên đầu anh ta. Là súng. Sau khi Cổ Triệt cảm nhận được sự lạnh lẽo của súng, cả người anh ta đều run lên. Cố Gia Huy, anh đừng có làm loạn đấy, anh dám bóp súng cò không? Anh dám ở ngôi nhà này mà nổ súng sao? Cổ Triệt không tin anh thật sự sẽ làm vậy, nếu như anh thật sự muốn giết anh ta thì sớm đã ra tay rồi, hà tất phải đợi tới bây giờ. Anh ta không sợ chết, kích động Cố Gia Huy. Cố Gia Huy cũng không chút do dự, thẳng thừng nổ một phát vào bắp đùi anh ta. Máu bắn ra như hoa nở. A! Cố Triệt phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết, anh ta ôm chặt lấy đôi chân bị thương của mình. Cố Gia Huy chậm rãi thu súng lại, khóe miệng nở một nụ cười khát máu. Hành hạ một người thì có vô số cách, khiến anh chết một cách dễ dàng thì lợi cho anh quá mà. Anh hai quay về định báo cáo chuyện hôn sự của mình với bố ruột anh ấy, bọn họ cũng có cả con luôn rồi, nhưng anh đã làm cái gì hả? Anh hại cả nhà bọn họ chìm trong bóng tối. Cả nhà bị sát hại, tôi cũng phải từ từ mà hành hạ anh. Cố Triệt, anh cứ từ từ cảm nhận cảm giác ngã từ trên cao xuống đi, những ngày tháng như này còn dài lắm. Cố Gia Huy quay người rời đi. Cố Triệt phát ra tiếng kêu phẫn nộ, không quan tâm, nhưng anh ta lại không làm được gì, Cố Gia Huy còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái. Cố Gia Huy thẳng thừng kêu người đưa anh ta đến bệnh viện, căn nhà cũng được sạch sẽ hơn mấy phần. Anh cũng đưa ông nội tới bệnh viện. Hai người ở cạnh nhau thì anh cũng dễ chăm sóc hơn. Ông nội không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là do tuổi tác đã cao rồi, không chịu nổi sự hành hạ như thế này nữa. Nhưng Hứa Minh Tâm lại mãi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra ra được trong não cô có một cục máu đọng nhỏ, có lẽ có liên quan đến vết thương ở thái dương và cái tát kia nữa. Cục máu đó cần được loại bỏ, cục máu này không những phải làm phẫu thuật mở hộp sọ, mà còn vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thể đợi nó tự tan đi mà thôi. Điều này vô cùng nguy hiểm, ngày nào cục máu còn chưa tan thì Hứa Minh Tâm sẽ không tỉnh lại, bác sĩ cũng không nói rõ được thời gian cụ thể. Chỉ có thể đợi. Cố Gia Huy nghe được thông tin này thì chỉ hận không thể giết chết Cổ Lâm ngay lúc này. Anh đứng trước giường, nửa bước cũng không rời. Ngày qua ngày lại qua đi. Ngày thứ hai ông nội nhập viện thì đã dần tỉnh lại, cơ thể cũng có chuyển biến tốt. Ông đã mở cuộc họp cổ đông, đem tất cổ phần giao cho Cố Gia Huy, để anh có quyền quản lý. Cả bên ngoài tin tức đã bay ngập trời, ai cũng đang bàn luận về chuyện nhà họ Cổ thay đổi người thừa kế. Dù sao thì Cố Gia Huy cũng đã có tập đoàn Di, C rồi, hôm nay anh lại tiếp quản tập đoàn Cổ Linh, nếu như hợp hai vào làm một, vậy thì anh dễ dàng có được vị trí quyền lực nhất của thủ đô, những người khác nào dám có lời khó chịu nào. Bọn họ vẫn đang đợi lời phản bác của người trong cuộc. Không ngờ Ngôn Dương lại công khai tỏ ra chúc mừng. Người nhà họ Ngôn cũng thừa nhận rồi, những tập đoàn khác đương nhiên không dám ngò ngoe thêm gì, chỉ xin Cố Gia Huy có thể cho họ một con đường sống. Còn hội nghị cấp cao thì không được đầy đủ cho lắm, bởi vì Cố Gia Huy không đến tập đoàn. Thư ký của chủ tịch đi giao nhận nhưng lại bật âm vô tín, không liên lạc được. Cuối cùng hội nghị không thể không tự tổ chức được. Bọn họ cũng biết được chuyện Cố Gia Huy có vợ tương lai rồi. Thế nhưng vì một người con gái mà lại dám bỏ mặc, không quan tâm tập đoàn lớn như vậy, bọn họ thấy quá đáng lắm rồi. Mấy vị giám đốc cao tuổi là có quyền lực cao nhất, ngay cả Cổ Lôi Đình cũng không dám dễ dàng đắc tội vào. Mấy ông đứng trong phòng bệnh rộng lớn bỗng chốc có hơi chật chội. Chủ tịch mới, anh nên quay về tập đoàn xử lý mọi chuyện đi, tôi biết vợ tương lai của anh vẫn chưa tỉnh, điều này khiến anh rất khó chịu, nhưng anh cũng đâu thể mặc kệ chuyện của tập đoàn được. Từ trên xuống dưới của tập đoàn, tổng cộng có tới hàng nghìn nhân viên, càng không cần nói tới mấy công ty con ở các thành phố khác, tập đoàn không có ai quản lý một ngày sẽ loạn thành nồi cháo cắm mất. Phó chủ tịch khuyên hết nước hết cái, phó chủ tịch cũng là người từng trải, ông biết Cố Triệt đã hoàn toàn thất thế rồi, nên ông cũng không nhất định phải đánh cược liều, theo anh ta phản kích được. Ông ta rất thức thời mà nhờ vào Cố Gia Huy.
Những người còn lại cũng lần lượt gật đầu, người phụ nữ này còn chưa chết, anh lại cứ ở trong bệnh viện bảo vệ cô, nửa bước cũng không rời, thật sự là không ra thể thống gì hết. Hơn nữa, còn chưa biết khi nào thì cô tỉnh lại, ngày nào còn chưa tỉnh là ngày đó anh vẫn chưa xử lý mọi chuyện, vậy nếu như cô hôn mê mấy tháng trời thì sao? Mọi người lần lượt tỏ ra không hài lòng, mồm năm miệng mười. Một đám người ỷ vào việc mình lớn tuổi hơn, có lại lịch hiền hách, cứ thế chỉ trích, khống chế Cố Gia Huy như vãn bối của mình. Nếu như các người còn nói thêm một chữ nào nữa, tôi sẽ cắt hết lưỡi của người đó. Cố Gia Huy lạnh lùng nhìn qua, bởi vì mấy ngày liền không chợp mắt, nên hai mắt anh hẳn rất nhiều tơ máu, nhìn vô cùng đáng sợ, giống như là vừa sống đi chết lại từ trong địa ngục ra vậy. Mọi người chạm phải ánh mắt này, trái tim run lên kịch liệt. Nếu như có ai không tin thì cứ thử xem. Bọn họ nghe thấy câu này, vốn dĩ còn muốn mở miệng ra nói, nhưng bây giờ lại thành anh nhìn tôi nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, không dám mở miệng. Bọn họ nghĩ rằng Cố Gia Huy chỉ là một vãn bối sinh sau đẻ muộn, không quá đáng sợ. Bọn họ còn không sợ cả Cố Lôi Đình, Cố Triệt, sao có thể sợ một người con cháu như này được. Nhưng không ngờ, vừa giao lưu một cái, trên người Cố Gia Huy liền có một khí thể không dễ dây vào, đè ép người xung quanh. Bọn họ đột nhiên ỉu xìu lại, không dám làm phiền, lần lượt rời đi. Ra ngoài cửa lại gặp được Khương Tuấn, anh ta cũng rất vội vàng, bây giờ trên dưới tập đoàn Di, xê chuyện lớn chuyện nhỏ đều do anh ta xử lý hết. Bản thân anh ta giải quyết mọi chuyện thì chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng Cố Gia Huy đã mấy ngày không ăn không uống, không chợp mắt một cái rồi, cứ đứng túc trực ở giường suốt, tiếp tục như vậy thì toi rồi, cơ thể chắc chắn sẽ gục ngã mất. Mấy vị giám đốc vừa chuyện ủy khuất ở chỗ Cố Gia Huy, nhìn thấy Khương Tuấn liền lần lượt kể khổ. Vị chủ tịch mới này cũng thật là, không coi mấy người chúng ta ra gì hết, nếu như không có mấy người chúng ta, sao tập đoàn có thể phát triển tới hiện tại được. Đúng đấy, một người vãn bối đẻ sau mà lại dám kiêu ngạo như vậy, bây giờ tôi liền. Phó chủ tịch, ông đi vào bàn luận với anh ta, chức vụ của ông là cao nhất trong mấy người chúng ta mà. Người kia căn bản muốn nói là mình sẽ đi vào, nhưng đột nhiên nghĩ tới lời Cố Gia Huy nói, ông ta bất giác rét run người, chỉ đành nhìn về phía phó chủ tịch, xúi giục ông đi vào. Phó chủ tịch hung hăng nhìn một cái, ông ta theo Cố Triệt bao nhiêu năm như vậy, không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhưng Cố Gia Huy thì mới vùng lên được bao lâu chứ? Còn chưa tới cả một năm mà đã biển Cố Triệt thành bộ dạng này rồi. Ông ta nhìn thấu được thủ đoạn của Cố Gia Huy. Còn trẻ như vậy mà có thể quản lý một tập đoàn, sao có thể là người lương thiện được? Ông ta còn lâu mới đi vào trong mà làm mồi nhử. Tôi không đi, nếu đi thì ông đi đi. Ý của mấy vị giám đốc tôi hiểu chứ, quả thật là ông chủ nhà tôi lơ là rồi. Nếu như có tài liệu gì quan trọng các vị có thể lấy ra cho tôi xem. Sau khi tôi tính toán xong, cảm thấy ông chủ nhất định phải giải quyết thì tôi sẽ đưa cho anh ấy xem. Các ông cũng thấy rồi đó, trạng thái hiện giờ của ông chủ. Lời ai nói cũng không nghe lọt vào tai được đâu. Các vị vẫn nên quay về đi, tôi cũng chỉ có thể cầu nguyện cô Hứa sớm tỉnh lại thôi. Khương Tuấn bất lực nói, vì một người phụ nữ mà biến thành dáng vẻ này, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Một vị giám đốc trong đó tức giận nói. Lời còn chưa nói xong, ông ta đã bị Khương Tuấn ngăn lại. Giám đốc Triệu, ông phải chú ý lời nói của mình chút, nếu như ông chủ nghe được thì sợ rằng ông sống không yên đâu. Khương Tuấn tốt bụng nhắc nhở. Giám đốc Triệu cảm thấy mình mất hết thể diện, nên có chút không vui, nói. Giám đốc Triệu, tôi cũng hết lời rồi. Nếu như ông không tin thì có thể thử xem sao, ông chủ cực kỳ coi trọng cô Hứa, các ông nhìn dáng vẻ của anh ấy là biết mà. Các ông có thể chỉ trích ông chủ, nhưng cô Hứa thì. Nếu như nói lời khó nghe, hay là lời không nên nói, ông chủ sẽ bao che hết mực. Giám đốc Triệu nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bờ môi khô quắt ấp úng một lúc, cuối cùng phủi tay áo bỏ đi, không nói thêm lời nào. Những vị giám đốc khác cũng lần lượt chuồn đi. Lần này, coi như là họ thất bại thảm hại. Khương Tuấn ở bên ngoài phòng bệnh, lo lắng nhìn Cố Gia Huy, đã là ngày thứ ba rồi. Dường như Cố Gia Huy hoàn toàn không biết đói khát nữa, anh uống nước rất ít, thỉnh thoảng mới đi vệ sinh một lần. Đêm đầu tiên còn có chợp mắt một tí, nhưng căn bản là không nua nổi, cứ túc trực bên giường mãi. Ba ngày liên tiếp như vậy, cho dù là mình đồng ra sắt cũng không trụ nổi. Ông chủ có nghị lực thật khủng khiếp, hơn người. Bởi vì Hứa Minh Tâm không tỉnh lại nên dây đàn trong đầu Cố Gia Huy vẫn luôn căng chặt.
Nếu như cô Hứa xảy ra chút sai sót nào, người đầu tiên không trụ nổi chính là anh ấy. Cô Hứa, cô mau tỉnh lại đi, nếu không thì không phải cô xảy ra chuyện mà là ông chủ nhà chúng tôi xảy ra chuyện đấy. Khương Tuấn âm thầm mong đợi trong lòng, anh ta thật sự rất lo lắng. Dường như ông trời nghe được lời cầu nguyện của anh ta, 4 giờ chiều, ngón tay Hứa Minh Tâm đã có dấu hiệu cử động. Cố Gia Huy lập tức gọi bác sĩ tới, bác sĩ nói cục máu trong não cô ấy đã tiêu tan toàn bộ, chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cố Gia Huy cũng thở phào một hơi, Khương Tuấn khuyên anh đi ngủ một giấc, ăn chút đồ, nhưng anh đã từ chối. Anh nhất định Pa Hie tận mắt nhìn thấy cô mở mắt ra, bình an tỉnh lại, bản thân anh mới hoàn toàn yên tâm. Đều tại anh đến muộn, nếu như anh sớm hạ quyết tâm, diệt trừ tận gốc Cố Triệt thì cô đầu rơi vào nguy hiểm như bây giờ. 4 rưỡi chiều, mí mắt Hứa Minh Tâm đã động đậy. Cô cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong mơ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới giọng của Cố Gia Huy, ngoài ra thì đều là một mảnh yên lặng. Cô cũng không biết mình đang ở đâu, đầu cô rất mơ màng, cô rất muốn tìm ra ngoài theo giọng nói của Cố Gia Huy, nhưng cô đi mãi vẫn lạc quanh đó một vòng. Cô mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa. Trong mũi cũng toàn là mùi thuốc diệt khuẩn ở bệnh viện. Cô đang ở bệnh viện sao? Cô còn chưa hoàn toàn hoàn hồn thì bên tai đã truyền tới giọng nói quen thuộc. Vô cùng khàn, em tỉnh rồi, có gì không thoải mái không? Cần anh đi gọi bác sĩ không? Hứa Minh Tâm nhìn chằm chằm vào một hướng, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Gia Huy, cô vô cùng kinh ngạc. Anh, sao anh lại biến thành dáng vẻ này? Hình như anh gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu đi vô kể. Xung quanh đôi mắt anh đều là sự mệt mỏi kiệt sức, trên cằm cũng mọc rất nhiều râu. Anh nhìn cô, con ngươi đều là tơ máu, ngoại trừ sự mệt mỏi thì phần nhiều là sự vui mừng. Anh rất vui vẻ, lâu lắm rồi cô không nói chuyện, miệng khô không khốc, khó khăn nói ra một chữ. Một giây sau, Cố Gia Huy lập tức ôm lấy cô. Cũng may em không sao, nếu không thì bỏ mình anh ở lại, anh phải làm sao đây? Lời này rơi vào tai cô, khiến cô thấy ấm áp, trái tim như có dòng nước ấm chảy vào. Cô khôi phục lại chút sức lực, cục máu đông hoàn toàn tan biến, cô đã không sao rồi, vết thương ngoài da sớm đã khép lại, hồi phục kha khá rồi. Nghiêm trọng nhất là tai, tai cô vẫn còn chưa nghe được rõ hết, nhưng vẫn nghe được một chút. Không điếc hoàn toàn là may lắm rồi, bàn tay nhỏ của cô vỗ lên lưng anh, nhẹ nhàng an ủi. Xin lỗi, em lại khiến anh lo lắng rồi phải không? Đều là em không tốt. Không có là anh không tốt, để anh ôm em đi. Hứa Minh Tâm gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ thể Cố Gia Huy đè xuống hết người cô không trụ nổi, vội vàng gọi tên anh, nhưng không có ai đáp lại. Cô lập tức điên cuồng gọi tên anh. Bác sĩ thấy cảnh tượng này, lập tức đẩy một xe giường tới, đặt Cố Gia Huy lên trên. Sau đó họ thay quần áo bệnh nhân cho anh, lập tức tiêm dung dịch dinh dưỡng vào. Anh ấy sao vậy? Hứa Minh Tâm vội vàng hỏi. Bác sĩ nói, anh cổ đã túc trực bên giường 3 ngày 3 đêm, không ngủ một chút nào, anh ấy cổ đợi tới lúc cô tỉnh 10 ngất đi, thật sự không dễ dàng gì. Cơ thể anh ấy bị tổn thương nghiêm trọng, quá yếu ớt rồi, có lẽ phải nghỉ ngơi mấy ngày, có khả năng sẽ sốt nhẹ, nhưng chắc không có vấn đề gì đâu. Sao lại như vậy? Vào chính lúc này, Khương Tuấn đi vào, nhìn thấy cảnh này, anh ta lo lắng hỏi. Quả nhiên, Hứa Minh Tâm vừa tỉnh lại, dây đàn của ông chủ liền đứt rồi. Anh ta bất lực nói, khoảng thời gian này ông chủ rất khó chịu, anh ấy tự trách mình mềm lòng nên mới khiến cậu Lâm làm hại cô. Anh ấy đã hứa với ông nội sẽ không làm đổ máu nữa. Như vậy thì làm sao có thể trách anh ấy được? Đúng vậy, nhưng ông chủ không thể nào nghĩ như vậy được. Anh ấy cảm thấy mình không bảo vệ tốt cho cô, nếu như cô không tỉnh lại, tôi sợ rằng ông chủ không trụ nổi, sợ rằng anh ấy sẽ xảy ra nguy hiểm tới tính mạng luôn rồi. Hứa Minh Tâm nghe vậy, đau lòng nhìn Cố Gia Huy đang hôn mê. Sao anh lại ngốc như vậy? Anh đâu phải thần tiên, sao có thể làm được tất cả mọi chuyện? Hứa Minh Tâm làm kiểm tra toàn thân xong, không có vấn đề gì hết, chỉ là thính lực tại trái khó mà khôi phục lại như thường được. Chỉ cần cô có thể còn nghe thấy được âm thanh là tốt rồi. Đêm, Cố Gia Huy hơi sốt nhẹ, anh nhíu mày lại, dường như mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng. Hứa Minh Tâm để Khương Anh Tú giúp đẩy giường hai người vào làm một. Cô nắm lấy tay Cố Gia Huy, hy vọng có thể cho anh sức mạnh.
Cố Gia Huy, anh đừng sợ, em sẽ ở bên cạnh anh. Giọng nói cô rất nhỏ, rất nhẹ, giống như đang dỗ trẻ con vậy. Một tay trống khác của cô xoa lên mi tâm anh, nhẹ nhàng làm nó giãn ra. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô, Hứa Gia Huy thật sự yên tĩnh lại. Ban đầu là Hứa Minh Tâm nắm tay anh, nhưng không biết từ khi nào, anh lại nằm lại bàn tay nhỏ của cô, không để cô rời xa. Hứa Minh Tâm nằm xuống, dựa vào người anh. Trong khoang mũi truyền tới hơi thở của anh, chớp mắt khiến cô vô cùng yên lòng. Nửa đêm, cổ Thetenhatep Chung đã hạ sốt, anh ngủ thẳng tới 10 giờ ngày thứ hai mới tỉnh lại. Mở mắt ra, trong phòng bệnh nào có bóng hình Hứa Minh Tâm. Trong lòng anh lục bục một tiếng, anh lập tức nhảy khỏi giường, ngay cả dép cũng không đi vào. Khương Anh Tú đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Cố Gia Huy. Ông chủ, Hứa Minh Tâm đâu? Cô Hứa xuống lầu mua hoa rồi, cô ấy nói trang trí lại phòng bệnh như vậy sẽ khiến tâm trạng bệnh nhân tốt hơn chút. Cố Gia Huy nghe vậy thì đẩy anh ta ra, lập tức chạy về phía thang máy. Hứa Minh Tâm đã có thể xuất viện rồi, có thể thay quần áo bệnh nhân ra. Cô muốn mua chút hoa tươi về, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa tươi cũng giúp ích cho sự hồi phục của bệnh nhân. Nếu như Cố Gia Huy tỉnh lại, nhìn thấy một đống hoa tươi, anh nhất định sẽ rất vui. Cô vừa chọn xong, còn chưa kịp gói lại, phía sau đã truyền tới giọng nói quen thuộc, Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm quay người nhìn qua, chỉ thấy Cố Gia Huy mặc quần áo bệnh nhân, anh đứng ở cổng bệnh viện đối diện với đường lớn. Cơ thể anh vẫn còn yếu ớt, vậy nên bước đi của anh không được ổn định cho lắm. Thậm chí ngay cả dép anh cũng không kịp xỏ vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim cô thắt chặt lại. Cô đang định lao qua, nhưng Cố Gia Huy lại gọi cô lại. Em đừng động đậy, đứng ở đó, anh đi qua. Anh vội vàng nói. Sau đó anh nhìn xe ở hai bên đường, xuyên qua hàng người, băng qua đường. Tốc độ đi của anh không phải quá nhanh, những mỗi bước chân đều có thể nhìn ra được sự gấp gáp. Cuối cùng anh cũng đi tới trước mặt cô, ôm cô vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, dường như sợ cô sẽ lập tức biến mất trong một giây vậy. Trái tim cô mềm nhũn lại, bàn tay nhỏ cũng ôm lại anh. Cố Gia Huy, sao anh lại xuống đây? Anh không nhìn thấy em nên rất lo lắng. Cố Gia Huy nói từng câu từng chữ. Anh ôm cô rất lâu, cuối cùng Hứa Minh Tâm đẩy anh ra trước. Cơ thể anh vẫn còn rất yếu, nên nhanh chóng quay về giường nằm thôi. Cô lập tức thanh toán người bán hoa còn cười nói, vợ chồng nhỏ hai người đúng là ân ái mặn nồng gớm nhỉ, đúng là ngưỡng mộ quá mà. Hứa Minh Tâm nghe vậy, mặt đỏ bừng lên, cô hơi ngại ngùng. Cô dìu Cố Gia Huy về phòng bệnh, sao ngay cả dép anh cũng không đi mà lại chạy ra ngoài thế hả? Hứa Minh Tâm hơi nổi giận nói. Cô lấy giấy ướt ra lau cho anh, sau đó dìu anh lên giường. Cô đang định quay người đem hoa đi cảm, không ngờ Cố Gia Huy lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, anh nghĩ cô muốn rời đi. Đôi mắt anh sẫm lại, nhìn cô, ánh mắt hơi nóng bỏng. Tơ máu ở mắt anh vẫn còn chưa tan hết, có thể nhìn thấy anh rất mệt mỏi. Trái tim Hứa Minh Tâm mềm nhũn lại, cô nhẹ nhàng nói, em chỉ đi cắm hoa thôi mà. Cố Gia Huy nghe vậy thì mới buông tay cô ra. Cô lẩm bẩm một câu đói rồi, Cố Gia Huy lập tức kêu Khương Tuấn chuẩn bị đồ ăn. Thức ăn của hai người khá thanh đạm, một người vừa khỏi bệnh, một người cơ thể còn rất yếu, ba ngày không ăn gì, vậy nên chỉ có thể ăn tạm vài món dễ tiêu trước. Tốt xấu gì ba ngày này cô cũng được tiêm dịch dinh dưỡng vào người, còn anh chỉ uống có mấy ngụm nước, có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi. Khương Tuấn chuẩn bị cháo thịt gà, còn có một ít bông cải xanh, trứng hấp. Cô nhìn thấy Cố Gia Huy lặng lẽ gắp thịt gà trong cháo vào bát của cô. Anh nhớ cô thích ăn thịt, Hứa Minh Tâm nhìn thấy cảnh này, sống mũi hơi cay. Anh ăn của anh đi, gắp cho em làm gì? Không phải em thích ăn sao? Cố Gia Huy ngẩng đầu lên nhìn cô, lời nói mang theo sự hiển nhiên. Chỉ cần cô thích, chỉ cần anh có, tất cả đều cho cô hết. Cố Gia Huy, anh là tên ngốc hả? Anh như vậy mà còn đòi chăm sóc em. Lúc này em hay rồi, còn phải chăm sóc cho anh nữa. Anh không biết trước khi chăm sóc người bệnh thì phải chăm sóc cơ thể mình tốt nhất hay không? Em giận rồi sao? Cố Gia Huy dịu dàng nói, vậy anh xin lỗi em, có được không? Chỉ cần cô bình an, khỏe mạnh đứng bên anh, bắt anh làm gì cũng được hết. Lần này, anh thật sự rất sợ cô không tỉnh lại nữa. Anh hỏi rất nhiều bác sĩ, họ đều nói nếu cục máu đông không tiêu tan hết,
nếu còn tiếp tục phát triển nữa thì sẽ thành người thực vật. Vừa nghĩ tới Hứa Minh Tâm có thể sẽ không nhảy múa, cười đùa trước mặt anh nữa, trái tim anh như bị một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào vậy, vô cùng đau đớn. Anh không dám rời đi, chỉ muốn ở mãi bên cạnh cô. Hy vọng cô vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh. Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, cũng không biết nên tức giận hay không nữa. Cô giận anh không chăm sóc tốt cho mình, không phải muốn anh xin lỗi, anh cũng chẳng có lỗi gì. Cố Gia Huy, em không thích dáng vẻ không có chừng mực này của anh tẹo nào hết. Hứa Minh Tâm không nhịn nổi, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Cố Gia Huy không biết chừng mực chẳng đẹp trai chút nào cả, anh trở nên rất yếu ớt, chẳng ra gì hết. Ở trong lòng em, anh luôn là một siêu nhân, mãi mãi không ngã xuống. Thế nhưng lần này, em xảy ra chuyện, anh giống như biến thành một người khác, anh khiến em trở nên rất buồn. Cho dù em chết rồi, anh cũng đừng biến thành dáng vẻ này. Cố Gia Huy, thảo nào ban đầu Trịnh Hoa nói em sẽ trở thành tảng đá cản chân anh, thì ra em thật sự là. Em không thích dáng vẻ này của anh, mặc kệ em có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng mong anh luôn mạnh mẽ, sáng suốt nghĩ kế như lúc làm việc. Cố Gia Huy yếu ớt sẽ bị ốm, sẽ ngã xuống, sẽ trở nên không còn lý trí nữa. Cô cố gắng như vậy là không muốn liên lụy đến anh, nhưng cô vẫn khiến anh trở thành bộ dạng này. Cô còn nghe Khương Tuấn nói, ban quản trị cũng tới đây rồi, họ liên minh lại với nhau trách mắng Cố Gia Huy vì một người phụ nữ mà mặc kệ sự sống chết của hàng nghìn nhân viên ở tập đoàn. Những tập tài liệu trong phòng của Khương Tuấn đều đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi. Cố Gia Huy như vậy, nếu như người xấu tới, anh nhất định không phản kích lại được. Cố Gia Huy, anh có thể đồng ý với em không? Hay coi em là hậu thuẫn mạnh nhất của anh chứ không phải là điểm yếu làm liên lụy đến anh? Sau này, em có gặp chuyện không may anh cũng đừng trở nên như vậy, có được không? Hứa Minh Tâm. Cố Gia Huy trầm mặc tới hiện tại, cuối cùng cũng đã có lời đáp lại. Cô lập tức gật đầu, thể hiện mình đang nghe. Cô cho rằng anh sẽ đồng ý với mình, nhưng không ngờ giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh lại vang lên. Anh không làm được, Pahia làm sao đây? Lời này, giọng điệu của anh kéo dài ra, mang theo chút bất lực. Sau đó, anh ôm cô vào trong lòng, ra sức ôm lấy cô. Lời em nói quá nhẹ nhàng rồi, đối với anh mà nói nó lại rất khó. Anh cho rằng anh cũng có thể im lặng, bình tĩnh lại, có thể một lòng một dạ, chuyên tâm làm chuyện của mình được. Nhưng khi nhìn thấy em nằm trên giường, không cử động, không quấn lấy anh, không cười với anh, không làm loạn với anh sẽ hoảng loạn. Hứa Minh Tâm, em bình an chính là sự hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của anh rồi, nếu như em ngã xuống, anh sẽ sụp đổ mất. Cố Gia Huy TN, giọng nói lộ ra mấy phần bất lực, nhưng lại không chút hối hận. Anh biết Hứa Minh Tâm sẽ trở thành điểm yếu của anh bằng lòng để cô trở thành vậy. Nghe thế, cô mở miệng ra, định nói lời phản bác, nhưng nửa chữ cũng chẳng nói ra được. Trong đầu cô cứ vang vọng mãi câu nói đó của anh. Nếu như em ngã xuống, anh sẽ sụp đổ mất. Anh không phần thần tiên, anh cũng có thất tình lục dục, cho dù trái tim có băng giá cũng sẽ có nơi mềm yếu nhất định. Tất cả sự dịu dàng của anh đều cho cô hết, cô không cách nào báo đáp được. Vậy nên, đừng nói với anh những lời này, nếu như ngay cả em cũng mặc kệ, khuyên anh như thế, vậy anh sẽ đau lòng lắm, chỉ còn mỗi cái thân xác này thì sao sống được. Cố Gia Huy. Anh nói lời này, em không biết nên phản bác lại sao nữa. Không cần phản bác lại, đây là bệnh không thuốc nào chữa nổi. Vậy anh phải đồng ý với em, sau này anh không được khiến bản thân mệt mỏi vậy nữa, Cố Gia Huy mặt đầy dâu xấu chết đi được. Bằng rất xấu. Cố Gia Huy nghe vậy thì nhíu mày lại, anh đẩy Hứa Minh Tâm ra, lập tức xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Cố Gia Huy nhìn thấy mình trong gương. Mấy ngày nay anh vốn dĩ không soi gương lần nào, căn bản không biết dáng vẻ lúc này của mình. Ba ngày này anh gầy đi rất nhiều, quầng thâm trên mặt còn chưa tan hết, Cố Gia Huy mặt đầy râu thật sự rất xấu. Cô vốn dĩ nhìn không giống chú gì hết, nhưng bây giờ thật sự là có hơi giống một ông chú trung niên yếu ớt rồi. Sao lại biến thành như vậy? Anh vậy mà lại để Hứa Minh Tâm nhìn thấy dáng vẻ dọa ma này của mình sao? Hứa Minh Tâm thấy anh đi vào lâu vậy mà vẫn chưa ra. Cô hơi lo lắng, cơm canh đều sắp nguội rồi. Cô THNHTEP chung, anh ở trong đó làm gì đấy? Có ổn không đấy? Em đừng vào, cho anh 5 phút. Cố Gia Huy nhanh chóng nói. 5 phút? Rốt cuộc anh ở trong đó làm gì vậy? Cô đợi một lúc, Cố Gia Huy đẩy cửa ra,
anh đã rửa mặt, cạo hết râu trên mặt đi. Nhưng nhìn vào dấu cạo của anh, có những chỗ bị cạo trượt, còn có thể nhìn thấy chút vết máu nữa. Đầu tóc được làm gọn lại, cũng hiện rõ mấy phần điển trai. Cho dù là ông chủ thì cũng là một ông chú rất quyến rũ, khí chất sa sút trên người cũng rất mê hoặc lòng người. Bây giờ còn xấu không? Cố Gia Huy hỏi. Hứa Minh Tâm không nhịn được mà cười tủm tỉm, từ khi nào mà anh lại để ý tới vẻ bề ngoài như vậy thế? Bình thường không phải luôn bày ra bộ mặt khó coi, đăm đăm khó chịu của người 40 tuổi hay sao? Đó là khi chưa có vợ, bây giờ không giống trước nữa, em chỉ cần nhớ dáng vẻ tuấn tú của anh là được, phải quên sạch bộ dạng xấu xí kia của anh đi. Cái này, sợ rằng hơi khó đấy, nó đã in đậm trong tâm trí em rồi, em nghĩ cả đời này em cũng khó mà quên được, không ngờ Cố Gia Huy cũng có lúc như vậy đấy, ha ha ha. Hứa Minh Tâm không nhịn được mà cười tới nỗi gập bụng lại, trên bụng còn có vết bầm tím, còn khá đau, nhưng cô không nhịn nổi nữa. Cố Gia Huy nghe vậy thì con ngươi sẫm lại, anh bước tới trước mặt cô, ôm lấy eo cô, khóa chặt cô trong lòng mình. Hứa Minh Tâm không chút phòng bị, cứ thể bổ nhào vào lòng anh. Sau đó, cô cảm thấy đôi môi mỏng cử thể ập xuống, cướp không khí trong miệng cô, điên cuồng gặm nhấm. Đây, căn bản là ép người quá đáng, không nói một lời nào mà. Hứa Minh Tâm vùng vẫy, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Anh rốn như bức tường bằng đồng bằng sắt, không chút lung lay. Hứa Minh Tâm chậm chậm từ bỏ, bởi vì cả người cô đã hơi mềm nhũn lại, cô không thể không khuất phục kỹ xảo thuần thục của anh được. Người đàn ông này, sao có thể mê hoặc người khác như vậy chứ? Đôi mắt mơ màng của cô có thể nhìn thấy làn da mịn màng của anh. Anh na hôn mắt, hôn quên trời quên đất. Rất lâu sau, hai đôi môi mới tách ra, hai người thở hồng hộc. Đỉnh đầu anh dán vào đỉnh đầu cô, cánh mũi chạm vào nhau. Môi hìa người cách nhau không xa, đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nhau. Anh hít sâu một hơi, ôm chặt lấy cô. Bé ngốc, anh thật sự sợ em sẽ không tỉnh lại. Anh không nỡ bỏ em lại, hơn nữa mấy lần trước Diêm Vương cũng không lấy mạng của anh, lần này cũng sẽ không đâu. Vậy thì ông ấy thật sự đang thương hại anh, nên mới không đưa anh đi đấy. Cố Gia Huy không nhịn được, hạnh phúc nói. Một người đàn ông từ trước tới giờ không tin vào ma quỷ thần thánh lại vì một người phụ nữ mà tin vào tất cả những điều này. Anh nguyện ý thành kính trong lòng, ngày ngày thắp hương cúng bái, chỉ hy vọng có thể khiến Hứa Minh Tâm bình an, trò dò có cắt giảm tuổi thọ của anh cũng được. Bây giờ, em còn nhớ dáng vẻ xấu xí của anh không? Còn, xem ra vừa nãy anh hôn còn chưa đủ mạnh rồi. Cô chủ mới nói một chữ, cả câu còn chưa nói xong hết thì đôi môi anh lại ập tới lần nữa. Đây chỉ là viện cớ mà thôi, anh chỉ muốn hôn cô, ôm cô, lưu luyến hương thêm trên người cô, trầm luân trong cơ thể mềm mại, ấm áp của cô mà thôi. Nếu như thời gian có thể dừng lại vào lúc này, trở thành vĩnh hằng, như vậy thì tốt biết bao. Hứa Minh Tâm cũng cảm nhận được khát vọng của anh, cô hơi an ủi anh, cũng không vùng vẫy nữa mà ra sức kiễng chân lên, ôm chặt cổ anh, ngờ nghịch đáp lại. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, nụ hôn như lửa đốt. Một khi bộc phát là không thể thu hồi lại. Vào đúng lúc này, Khương Anh Tú đẩy cửa đi vào, anh ta vừa đi vào, còn nói to một câu, ông chủ, cô Hứa, hai người chắc ăn xong rồi nhỉ, tôi tới dọn bát đũa. Khương Tuấn còn chưa nói xong, anh ta nhận ra trên giường trống rỗng, còn nhà vệ sinh ở bên cạnh thì. Hả? Hai người, Khương Tuấn ngây người. Khoảnh khắc Hứa Minh Tâm nghe thấy giọng Khương Tuấn. Cô lập tức dùng sức lực trên người đẩy Cố Gia Huy ra. Cố Gia Huy không chút phòng bị, cả người suýt chút nữa thì đập vào tường. Một cú đẩy này, mạnh thật đấy, lồng ngực anh còn hơi đau nữa. Hứa Minh Tâm như đứa trẻ làm chuyện xấu bị giáo viên bắt được vậy, bàn tay nhỏ đan lại vào nhau, hai má đỏ bừng. Khương Tuấn là người thông minh, sao anh ta không hiểu hai người bọn họ vừa làm gì được chứ? Cái đó, tôi chỉ tới xem. Anh ta cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh. Mang theo hơi thở chết chóc đang nhìn anh ta chằm chằm, anh ta cảm thấy rất áp lực. Chúng tôi vẫn chưa ăn xong. Như vậy hả? Biết rồi còn không đi ra, sao nào? Anh muốn ở lại cùng ăn. Khương Tuấn nhận ra mọi chuyện, anh ta lập tức chuồn đi. Cửa vừa đóng lại, ngực anh đập phập phồng. Hỏng rồi, vậy mà lại quên đi ra. Hứa Minh Tâm cũng hoàn hồn, cô nói, chúng ta... Ăn cơm đi. Cơm canh đều nguội rồi,
nhưng bây giờ khắp người Hứa Minh Tâm đều nóng, cô không buồn để ý đến điều này nữa. Cô cúi đầu, ăn cơm rất nhanh, chị sợ không thể nhanh chóng ăn xong bữa cơm này. Ngượng chết đi được. Hai người ăn cơm xong, Hứa Minh Tâm thu dọn sạch sẽ bát đũa. Sau đó, Cố Gia Huy liền về biệt thự. Anh ở nhà không được bao lâu thì đã lập tức đến tập đoàn Cổ Linh nhận chức rồi. Lần này, anh còn đưa cô theo nữa. Trong phòng họp rộng lớn, toàn bộ đều là người, ai ai cũng đã hơn 50, đều là những bô lão lão luyện. Cổ Lôi Đình cũng ở đây, mặc dù trước đó ông đã chuyển giao quyền lực rồi, nhưng Cố Gia Huy không có mặt tại hiện trường. Bây giờ ông tới để gặp mặt trực tiếp, sau đó công bố trước báo chí. Ban quản trị đã sớm có mặt, đợi 10 phút sau, Cố Gia Huy mới đưa Hứa Minh Tâm chậm chậm đi tới. Mọi người đợi lâu như vậy, vốn dĩ họ đã hơi khó chịu rồi, không ngờ người đàn ông này còn dẫn theo một cô gái tới, mọi người càng khó chịu hơn. Ai cũng chỉ trò trò, nói họp sao có thể đưa người nhà tới được, đúng là trẻ con quá mà. Lại có người nói mặc dù Hứa Minh Tâm là con gái nuôi nhà họ Ngôn nhưng cũng là người nhà họ Hứa. Cháu trai cưới con gái lớn, người chủ này lại đi cưới cháu gái, ra cái thể thống gì chứ? Tin này mà đồn ra ngoài, đúng là làm trò cười cho người khác mà. Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này, mặt cô hơi tím lại. Người ngoài không đứng về phía bọn họ cũng thôi đi, không ngờ người của tập đoàn Cổ Linh cũng không tán thành cho bọn cô nữa. Vậy cô cố gắng lâu như vậy, tất cả những khổ cực cô bỏ ra không phải đều trở nên công cốc rồi hay sao? Hứa Minh Tâm nắm chặt tay lại, mồ hôi chảy ròng ròng, mà Cố Gia Huy cũng nhíu mày, quay đầu cho cô một ánh mắt trấn an. Cô không biết Cố Gia Huy đưa cô tới đây là vì cái gì, nhưng cô biết, anh làm như vậy chắc chắn là có chủ đích của mình. Cố Gia Huy không kêu bọn họ yên lặng lại, những người đó cứ thế bàn luận mãi. Cuối cùng giám đốc Triệu cũng đập bàn. Chủ tịch Cố, anh có ý gì đấy hả? Bây giờ đang phải quan tâm đến chuyện lớn của tập đoàn, tại sao anh lại đưa người ngoài tới? Người phụ nữ này có hiểu gì đâu, đưa tới phòng họp, lẽ nào anh không cảm thấy hoang đường sao? Đúng đấy, chủ tịch tiền nhiệm, ông nói một câu đi, tiếp tục như này, tôi thật sự lo lắng cho cảnh tượng về sau của tập đoàn lắm. Chủ tịch Cố, chuyện tình cảm cá nhân của anh, chúng tôi không quan tâm đến, nhưng hiện giờ. Chuyện này, trong phòng họp cấp cao của chúng ta có người ngoài xuất hiện. Thật sự là không được thích hợp. Chủ tịch Cố, đúng là không được hay cho lắm, thân phận của anh. Nếu như chuyện tình cảm của chủ tịch Cố bị lộ ra ngoài, tôi sợ rằng cổ phiếu sẽ có biến động lớn, đúng là hoang đường quá mà. Mọi người cứ mồm năm miệng mười nói. Cố Lôi Đình không tiếp lời, ông chỉ nhìn Cố Gia Huy, ông nghĩ anh nhất định có cách nghĩ của riêng mình, nên bản thân ông cũng không có quyền can thiệp. Ông tin Cố Gia Huy nhất định sẽ quản lý tốt tập đoàn Cố Linh. Bởi vì đây là con trai của anh hai, anh nhất định sẽ rất để tâm. 10 phút trôi qua, phòng họp đã loạn cả lên. Cuối cùng, một cái đập của Cố Gia Huy đã chấm dứt tất cả. Anh đập mạnh một cái lên bàn, phát ra một tiếng trầm thấp nặng nề, dọa tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại. Bọn họ lần lượt nhìn về phía Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm ngồi trong lòng anh, không dám cử động dù chỉ một cái, cô cảm nhận được dường như ánh mắt của những người kia có thể giết người vậy. Dọa cô tới nỗi dựng cả tóc gáy. Thật ra cô muốn đứng dậy, nhưng bàn tay to lớn của Cố Gia Huy cứ giữ chặt eo cô, khiến cô không động đậy được. Rõ ràng có nhiều chỗ trống như vậy, tại sao cứ khăng khăng bắt cô ngồi lên đùi anh, là anh đang muốn khiến cô thành bia đỡ đạn sao? Sợ chết đi được. Bọn họ đang nhìn Cố Gia Huy hay là nhìn mình vậy, đáng sợ quá, dường như họ đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ cô đã bị giết tới hàng nghìn lần rồi. Các vị nói xong chưa? Chủ tịch Cố, hôm nay anh nhất định phải cho chúng tôi một lời công bằng, nếu không thì lão già như chúng tôi sẽ không cam tâm bỏ qua đâu. Giám đốc Triệu là người đầu tiên đứng ra bày tỏ thái độ, những người còn lại cũng lần lượt tiếp lời. Ông muốn lời công bằng như nào? Thứ nhất, đây là phòng họp cấp cao của tập đoàn Cổ Linh, một người ngoài tới đây không được thích hợp. Thứ hai, chủ tịch Cố đúng là trẻ con quá rồi. Vì một người phụ nữ mà không quan tâm đến chuyện của tập đoàn, bây giờ lại còn làm ra chuyện hoang đường như vậy nữa. Giám đốc Triệu nhìn hai người ngồi cùng nhau, đúng thật là chướng mắt mà, chuyện này mà truyền ra ngoài, đúng là bị thiên hạ cười cho thối mũi. Chuyện này giống như màn kịch phóng hảo ở cổ đại vậy, vì một người phụ nữ, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Còn gì nữa không? Cố Gia Huy vô cùng nhẫn nại,
tiếp tục hỏi. Đương nhiên là còn, thứ ba, quan hệ của hai người thì không nên yêu nhau, cô ta và Hứa An Kỳ là chị em, chị gả cho cháu trai, em gái sao lại gả cho chú được, đúng là không có luân thường đạo lý, phản đạo đức, chuyện này mà truyền ra ngoài, truyền thông sẽ nhìn chúng ta ra sao? Tập đoàn Cố Linh chúng ta có danh tiếng trăm năm, không thể bị một người phá hoại như thế được chứ. Nói xong rồi, đây chính là ba điểm tôi muốn nói, những giám đốc khác còn có gì muốn nói không? Hết rồi, ông Triệu đã nói hết rồi, chúng tôi không còn lời nào nữa. Vậy chủ tịch tiền nhiệm thì sao? Cố Gia Huy khách sáo nói, ở nơi này, ông ấy không phải bố anh mà là chủ tịch tiền nhiệm. Tôi cũng không có gì để nói cả, vợ anh ấy là do tôi mời tới. Tôi không ngờ mọi người lại có ý kiến như vậy, quả thật là tôi đã không suy xét kỹ càng, không để ý tới quan hệ chú cháu chị em này. Con tự mình xử lý đi, bây giờ con bé là người phụ nữ của con, các con lại còn là tự nguyện với nhau nữa, không phải bố ép các con kết hôn. Cổ Lôi Đình nhàn nhạt nói. Mọi người nghe thấy câu này, họ đột nhiên cảm thấy có một áp lực vô hình. Thì ra nàng dâu này là do Cố Lôi Đình tìm. Mặc dù lời này không phải nói với bọn họ nhưng cũng cho bọn họ sức ép. Bọn họ nào dám giận chủ tịch tiền nhiệm chứ? Mọi người nhìn nhau, trầm mặc không nói, họ đều đang đợi câu trả lời của Cố Gia Huy. Bây giờ mọi người đều nói xong rồi, cũng tới lượt chủ tịch mới tỏ thái độ rồi. Về ba điểm mà giám đốc Triệu nói, tôi sẽ từ từ giải thích. Thứ nhất, cô ấy là vợ tương lai của tôi chứ, chẳng qua là chưa báo với bên ngoài thôi, nhưng đây là sự thật. Không có gì nghi ngờ cả. Sau này cô ấy cũng là vợ của tôi, là vợ của chủ tịch tập đoàn. Tập đoàn Cố Linh là sản nghiệp cả nhà họ Cố vẫn luôn chiếm vị trí đầu, đương nhiên cũng không thể nào phủi bỏ sự giúp đỡ của các vị giám đốc được, nhưng mọi người cũng đừng quên, tập đoàn này vẫn mang danh nhà họ Cố. Mặt khác, nói tôi trẻ con, tôi lại không cảm thấy vậy, cô ấy là vợ tôi, thứ tôi có cô ấy cũng có một phần, tập đoàn Cố Linh cũng có một nửa là của cô ấy. Cô ấy tới xem đồ của mình thì có gì quá đáng. Khoảng thời gian này tôi ở bệnh viện, mọi người đều chỉ trích, vậy được, sau này vợ con người thân các người nằm viện, không cho phép các người nghỉ phép, nếu như các người cảm thấy có thể chấp nhận được, vậy thì bây giờ tôi xin lỗi ngay. Cái này, mọi người đột nhiên bị hỏi tới nghẹn họng, không nói được lời nào. Ý của tôi là, có thể tới bệnh viện trông nom nhưng đâu thể bỏ mặc tập đoàn được. Giám đốc Triệu đính chính lại ý của mình. Một người đàn ông, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì còn bàn chuyện sự nghiệp làm gì. Nếu như sau này vợ tôi lại ốm nữa, tôi cũng sẽ bỏ mặc tất cả để chăm sóc cô ấy, lời này tôi xin nói ngay tại đây. Chuyện này, đây không phải anh là người cuồng vợ hay sao? Xem trọng vợ đến như vậy, một đám già của chúng tôi thành cái thể thống gì? Giám đốc Triệu không hài lòng nói. Tôi chính là kẻ cuồng vợ đấy, thì sao nào? Cố Gia Huy rất thẳng thắn trả lời, không chút phủ nhận, nói đến nỗi khiến giám đốc Triệu ngây người. Người đàn ông khác nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ phản bác, cảm thấy mất mặt. Không ngờ Cố Gia Huy lại mở miệng thừa nhận, dáng vẻ rất hiển nhiên. Mọi người đột nhiên ngây người. Tôi có thể chăm lo tốt cho tập đoàn, sẽ không khiến mọi người thất vọng, tôi cũng sẽ không coi trọng bên khinh bên nhẹ giữa tập đoàn và GC. Cứ nhìn mà xem, tôi có thể phát triển tập đoàn, GC trong thời gian ngắn như vậy, tôi nghĩ năng lực của tôi mọi người đều nhìn rõ được. Vậy nên tôi biết rõ tôi đang làm gì, tập đoàn Cố Linh đối với tôi mà nói rất quan trọng, còn cô ấy với tôi cũng quan trọng như vậy. Tôi sẽ trở thành một chủ tịch tốt của mọi người, cũng sẽ làm một người đàn ông tốt chăm lo cho gia đình, lời này các người có ý kiến gì không? Không, bọn họ yếu ớt nói. Người đàn ông lo cả sự nghiệp và gia đình, quả thật khiến người ta không còn lời gì để nói. Năng lực của Cố Gia Huy đã bày rõ ở đây rồi, căn bản không cần lo lắng cho tương lai của tập đoàn Cố Linh, chắc chắn sẽ ngày càng phát triển hơn. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Cố Gia Huy đang bày tỏ rõ thái độ của mình. Tôi là người cuồng vợ, tôi là người chiều vợ, các người không vừa mắt với Hứa Minh Tâm thì tôi cũng khó chịu với các người, có gan thì tới đánh tôi này. Đây chính là thái độ của anh. Rất mạnh mẽ, rất bá đạo, không cho người ta chút đường lui. Đúng là tam sao thất bổn, mà tam sao này lại còn là đốt cho Hứa Minh Tâm nữa, bọn họ không chỉ sợ Cố Gia Huy, mà ngay cả Hứa Minh Tâm được đưa tới này cũng sợ nốt. Sau này nếu như có gặp thì nhất định phải khách sao, không dám nói lời linh tinh. Vậy quan điểm thứ ba của tôi thì sao?
Giám đốc Triệu không còn hùng hổ như vừa nãy nữa, ông ta cẩn thận hỏi. Hai điểm đầu tiên đã được nói, nhưng điểm thứ ba vẫn chưa được nói ra. Bây giờ Hứa Minh Tâm và gia đình nhà họ Hứa đã không còn bất cứ quan hệ nào, không thành lập vào ngày thứ ba, ai dám nói không, chính là kẻ thù của Cố Gia Huy tôi. Câu nói cuối cùng, lạnh lùng từ miệng thốt ra, khiến cho người ta kinh ngạc. Làm kẻ thù của Cố Gia Huy, vậy chẳng khác nào là kẻ thù của tập đoàn Cổ Linh và tập đoàn JNC sao? Không ai là kẻ ngốc, tự nhiên sẽ suy nghĩ đến trọng lượng của lời nói này, sau này thêm lần nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tất cả mọi người đều rối rít hùa theo. Cố Gia Huy cũng làm rõ, tập đoàn này sau này sẽ giao cho Cố An Nhiên, bản thân cũng sẽ không ở lâu. Đây là việc duy nhất anh có thể làm cho anh hai. Hội nghị kết thúc, nhóm lão gia này đều rời đi. Cố Gia Bảo cũng đứng dậy rời đi. Ông không nói nhiều, chỉ là vỗ thật mạnh vào vai Cố Gia Huy. Đợi đến khi mọi người rời đi, Hứa Minh Tâm thở ra một hơi dài. Thực là đem cô dọa đến chết rồi, cô thực sự sợ mấy vị lão gia này một lời không hợp liền đứng dậy đánh. Khi bọn họ tranh cãi, đến đỏ mặt tía tai, nhưng một chút cũng không giống với những cụ già, người nào cũng giống như những chàng trai 20 tuổi, nộ khí tràn đầy. Tất cả các mũi nhọn đều hướng về bản thân, làm cô sợ đến nỗi toàn thân đều căng cứng cả lên. Bây giờ mọi người rời đi rồi, cơ thể cô cũng giãn ra, yếu ớt vô lực nằm bò trên bàn. Từ trên người Cố Gia Huy cô muốn đứng lên, cô cần phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cho đỡ sợ, nếu như lúc này có một lon coca lạnh, một ít đồ ăn vặt, thì không còn gì bằng. Nhưng khi cô vừa đứng lên, người đàn ông liền ôm lấy eo của cô. Đi đâu? Em muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ngồi trên chân của anh không phải là ngồi sao? Kỳ, kỳ cục. Hứa Minh Tâm có chút ngượng ngùng nói, cái vị trí này, có chút không tốt, làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng. Cố Gia Huy sau khi nghe xong, nhịn không được bật cười. Bàn tay lớn của anh nâng lên, trực tiếp nâng cô đặt lên bàn hội nghị, cô sợ tới mức cả người đều run lên. Cô giống như một tên trộm thông thường, lập tức nhìn bên ngoài. Phòng hội nghị này được làm bằng thủy tinh, phần dưới là một lớp thủy tinh mờ, phần trên là lớp thủy tinh thông thường. Có thể vẫn còn có người lui tới. Còn có thành viên của ban hội đồng quản trị đi tới đi lui. Cô muốn nhảy xuống, nhưng mà Cố Gia Huy không cho. Ngồi đây, không có ai dám nói em đâu, vừa rồi ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng, em là người của anh, tập đoàn Cố Linh cũng có phần của em đây chính là vợ của ông chủ, sợ cái gì chứ? Nhưng mà, lời này nói như vậy cũng không sai, nhưng mà đây không phải một quán nhỏ, mà là một tập đoàn lớn, cô làm sao dám làm cản chứ? Anh không sợ người khác sẽ tức giận sao? Ngộ nhỡ làm cho bọn họ không hài lòng, tất cả kháng nghị, cái chức tổng tài này của anh cũng sẽ không làm tiếp được rồi. Bọn họ không dám đâu. Tại sao? Hứa Minh Tâm nhìn anh đầy nghi hoặc, anh tại sao lại có dáng vẻ như đã tính trước được mọi chuyện, lẽ nào lại chắc chắn đến vậy? Bởi vì anh người đàn ông của em có thực lực tuyệt đối, bọn họ làm bất cứ việc gì, đều luôn suy nghĩ cân nhắc mức độ nặng nhẹ. Hứa Minh Tâm sau khi nghe xong, nghĩ cũng là, bây giờ trong tay Cố Gia Huy có hai tập đoàn lớn, đảm bảo vị trí hàng đầu Đà Nẵng, còn sợ cái gì nữa chứ? Những người đó lấy lòng còn không kịp, làm sao còn dám có ý kiến gì được chứ? Chỉ là, vẫn không nên quá tự phụ. Cô vẫn là nhảy xuống, tuy là nói như vậy không sai. Nhưng em không muốn bọn họ là vì sợ sệt anh mới nghe lời của anh, cũng không hy vọng bởi vì em, mà bọn họ tức giận nhưng không dám nói. Đây không phải là điều mà em muốn thấy, em muốn nhìn thấy bọn họ thật sự thật lòng khâm phục. Mặc dù em bây giờ không có bản lĩnh đó, nhưng mà sớm muộn có một ngày em sẽ khiến bọn họ nhìn với cặp mắt khác. Tiểu nha đầu có chi khí như vậy. Đơn nhiên, em chính là Hứa Minh Tâm, người phụ nữ đã chinh phục được Cố Gia Huy, có thể là nhỏ lâu la được sao? Vậy thì anh rất kỳ vọng, em khi nào mới có thể chinh phục anh từ trong ra ngoài. Cố Gia Huy tiếp cận thân thể, đôi môi mỏng áp vào tai cô. Lời nói trầm thấp lọt vào tai. Vừa hay là lọt vào tai phải hoàn hảo không thiếu sót, cho nên nghe đặc biệt rõ ràng. Một lời không hợp liền lái xe. Khuôn mặt nhỏ của Hứa Minh Tâm ửng hồng, không bằng lòng liếc mắt một cái. Anh nói bậy cái gì vậy, em đang cùng anh nói chuyện nghiêm túc. Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em, lẽ nào không phải sao? Anh,
anh rõ ràng là đang đùa giỡn giở trò lưu manh. Cái này gọi là đùa giỡn giở trò lưu manh sao, vậy thực sự nếu ngày đó đến, vậy thì phải làm sao? Anh, Hứa Minh Tâm cảm thấy máu huyết toàn thân đều dồn lên trên đỉnh đầu, rõ ràng mấy phút trước vẫn nói chuyện rất nghiêm túc, làm sao? Một giây sau liền biến thành không đứng đắn rồi. Cô tự biết nói không lại Cố Gia Huy, anh vừa rồi có thể làm cho một đám lão già thông minh có thể đã trở thành tinh một câu cũng không nói ra được. Không nói với anh nữa, em muốn về nhà, cô An Nhiên vẫn đang ở nhà đấy. Ừ, anh bảo Khương Tuấn đưa em về. Anh ở đây vẫn còn chút việc cần phải xử lý. Vậy anh chú ý sức khỏe, nếu như mệt không được uống cà phê, lá lách và dạ dày của anh bây giờ vẫn còn yếu. Nếu như mệt rồi, thì phải nghỉ ngơi, không được cố tỏ ra mạnh mẽ. Buổi tối cũng nhất định phải sớm về nhà, em làm đồ ăn ngon cho anh ăn. Được, anh nhớ rồi. Cố Gia Huy tiễn cô ra khỏi phòng hội nghị. Vào lúc này, có một phu nhân mặc bộ Âu phục, người phụ nữ thân hình đẹp đi đến, trong tay cầm mấy tập văn kiện. Đó là thư ký A Lâm, là từ hải ngoại du học đến, đã từng là thư ký của Cố Triệt, năng lực đàm phán không tồi, nhanh chuẩn tàn nhẫn, một điểm cũng không giống tác phong làm việc của phụ nữ. Cô ấy bước đến nói, Cố Tổng, đây là khoản đầu tư trước đây cho các dự án nghiên cứu và phát triển, cần anh xem qua, mới có thể tiếp tục thi công. Xin chào cô Hứa. Sau khi báo cáo xong, cô ấy vẫn không quên chào hỏi với Hứa Minh Tâm, rất có lễ phép. Hứa Minh Tâm ngẩng đầu tò mò liếc mắt một cái, một cô gái vô cùng xinh đẹp, trang điểm trông hơi cổ điển, nhưng lại không lộ vẻ chừng chạc, ngược lại lộ ra hào quang. Khác với những người phụ nữ trẻ trung và dịu dàng, cô ấy tỏa ra hào quang mạnh mẽ, một nữ cường nhân đúng chuẩn. Nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng rất bình tĩnh và mạnh mẽ. Hướng cô khẽ cười, mặc dù không hề dịu dàng, nhưng cũng không làm cho người khác cảm thấy quá lạnh lùng. Người phụ nữ thật xinh đẹp. Hơn nữa thân hình cũng rất đẹp. Được che đậy trong một bộ Âu phục và váy, eo thon mông nở, lập tức đều được phơi bày ra. Trời, cô ấy làm cho mình có chút áp lực, thân hình của hai người quả thực quá khác biệt rồi. Cô thực sự trưởng thành rồi sao? Thân hình này, làm sao vẫn chưa dậy thì được chứ? Hay là nói, không thể dậy thì được. Hứa Minh Tâm vô thức vòng tay trước ngực, muốn che đậy, nếu không rất dễ dàng sẽ bị người khác nhìn thấy sự chênh lệch. Cô muốn trong tình thế bất lợi này đem bản thân che đậy chắc chắn. Cái đó, em không làm phiền nữa, em đi trước đây, anh nhớ về sớm. Hứa Minh Tâm chán nản quay bước đi. Theo sau đó A Lâm cùng Cố Gia Huy bước vào trong, cô ấy đặt văn kiện xuống. Khi nghiêng người, làm lộ ra cảnh xoan. Cô ấy nhìn thấy Cố Gia Huy hung hăng nhíu mày, lập tức bưng kín ngực. Thói quen của cô là luôn thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Cố Triệt sẽ không mê muội nữ sắc, nhưng Cố Tử Vị thường xuyên đến công ty, cô ấy ăn mặc hơi hở hang, cũng là vì để lấy lòng Cố Tử Vị. Rất dễ nhận thấy, vị cấp trên mới này không thích những cảnh xuân cũng như mối quan hệ bất chính. Lâm Thanh Huyền là một người phụ nữ thông minh, biết lấy lòng phục vụ người khác, biết có thể đối đãi tốt lúc nào. Cô lập tức nói, Cố Tổng, tôi ngày mai sẽ thay một bộ áo quần mới, anh hãy yên tâm. Cố Gia Huy nghe thấy lời này. Hơi hơi có chút không ngờ. Anh rất sớm đã điều tra tài liệu những chuyện trước đây của tập đoàn, có biết đến sự tồn tại của Lâm Thanh Huyền. Có thể nói đây là trợ thủ đắc lực của Cố Triết, rất nhiều chuyện quan trọng đều giao cho cô ấy đi xử lý. Mặc dù chỉ là một thư ký, nhưng ở trong tập đoàn lời nói lại có ảnh hưởng rất lớn, bởi vì cô ấy làm việc rất quyết đoán, tàn nhẫn, một điểm cũng không dây dưa. Cố Triết cũng sẵn lòng tín nhiệm cô, rất nhiều hạng mục đều từng qua tay của cô ấy. Thậm chí cô ấy đã từng xem qua, thậm chí là tình trạng của mỗi một hạng mục. Nền tảng của Lâm Thanh Huyền rất sạch sẽ, là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, nhận được sự giúp đỡ của người khác để học đại học, mỗi năm đều có thể lấy được học bổng, hơn nữa còn ra nước ngoài du học. Cô ấy tìm được sự giúp đỡ của cặp vợ chồng, nhận được không ít thù lao. Trong nhà đối phương có cậu con trai không tồi, nhưng Lâm Thanh Huyền lại từ chối. Lý do rất đơn giản. Ân huệ giúp đỡ suốt đời khó quên, nhưng mà cô ấy sẽ không lấy cuộc sống của mình ra trả giá, cũng sẽ không chịu áp bức về mặt đạo đức. Cô ấy có thể trả lại tiền, thậm chí gấp 10 lần trăm lần. Do đó, sau sự ồn ào của gia đình nhà đã giúp đỡ, cô ấy đã gánh vác bồi thường hết sức. Nhưng người phụ nữ này rất lợi hại, trong vòng 2 năm ngắn ngủi, đã trả hàng triệu khoản bồi thường.
điều này đối với một người phụ nữ vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh mà nói là rất khó. Sau này, cô ấy đến tập đoàn Cố Linh, chỉ có công việc trong đầu, Cố Tử Vị cẩn theo đuổi cô ấy. Nhưng Cố Chiết cũng biết cách dùng người, vẫn luôn kiểm soát chặt Cố Tử Vị, mà Lâm Thanh Huyền cũng không đồng ý cùng với Cố Tử Vị một tay ăn chơi trác táng như vậy ở cùng một chỗ, căn bản là tự hủy tương lai. Dựa vào đàn ông, mãi mãi cũng không tìm thấy cảm giác an toàn, chỉ có dựa vào bản thân mới là thực tế. Cố Chiết quan sát tò mò liếc mắt một cái, ánh mắt rất chân thực, không có nhiều tâm tư phức tạp. Anh ấy cũng không lo cô ấy là người phụ nữ dựa vào mỹ sắc để thăng tiến, nếu như thật sự như vậy, vậy cô ấy sẽ lấy lòng Cố Chiết rồi. Cô thật sự rất thông minh. Cố Gia Huy cũng không tiếc mình khen ngợi. Lâm Thanh Huyền có chút thụ sùng nhược kinh, điều này đối với cô ấy mà nói thực sự phi lý. Không dám, tôi thân quần áo này chỉ là vì để lấy lòng Cố Tử Vị, tránh để anh ta tìm tôi gây phiền phức mà thôi. Nhưng mà bây giờ đã thay đổi người lãnh đạo trực tiếp, tôi cũng phải suy nghĩ cho cấp trên. Cấp trên không cần lo lắng tôi sẽ quyến rũ anh, nếu như anh bị tôi quyến rũ thành công, vậy bên cạnh Cố Tổng cũng không có thể chỉ có một người phụ nữ là cô Minh Tâm. Đây không phải là vô lý, rất rõ ràng là tôi gánh vác rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Tôi xem tư liệu của cô rất thông minh, vẫn luôn nhảy cấp. 2 năm đại học liền hoàn thành tất cả các học phần. Trước 22 tuổi thì kết thúc nghiên cứu, bây giờ làm việc được 2 năm. Tôi nói không sai chứ? Không có. Có đối tượng chưa? Cố Gia Huy nhịn không được hỏi. Lâm Thanh Huyền sau khi nghe xong liền giật mình. Ông chủ đây là đang điều tra tình cảm cuộc sống của nhân viên sao? Cố Gia Huy làm sao cũng không giống người sẽ nói những lời này, không thể nào lại có hứng thú với tình cảm cuộc sống của mình. Không, không có, xem ra tôi phải sắp xếp cho cô một cuộc xem mắt rồi, dù sao cô cũng là nhân tài hiếm có. Lâm Thanh Huyền nghe xong câu này, trong nháy mắt nhớ đến một người. Thư ký Khương sao? Cô cảm thấy như thế nào? Không biết là, tôi vẫn không biết anh ta thực lực như thế nào, nhưng xem ra cũng không tệ, dù sao có thể làm việc bên cạnh Cố Tổng nhiều năm như vậy. Nhưng tôi cũng không yếu, tôi không thích tìm người đàn ông năng lực thấp hơn tôi, điều đó khiến tôi không có cảm giác an toàn. Nếu như không mạnh hơn tôi, vậy tôi khuyên Cố Tổng, không cần tốn sức. Vậy chúng ta nhất định phải làm quen rồi, gặp mạnh lại thêm mạnh. Cố Gia Huy cười nói. Thật cũng không có cứng ngắc nghiêm túc như thế. Lâm Thanh Huyền có điều tra qua Cố Gia Huy, tiếng đồn của người này ở trên giới kinh doanh nhất định là Tu La Diêm Vương, kẻ cực kỳ hung ác tàn nhẫn, từ trước đến nay đều nói năng nghiêm túc. Nhưng mà bây giờ xem ra, lại hòa nhã dễ gần như vậy sao? Cô ấy nhìn Cố Gia Huy, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cô có chút bàng hoàng. Nhìn tôi làm cái gì? Cố Tổng, với tôi là có điều tra, có chút không nhất quán. Không nhất quán chỗ nào. Cố Tổng không nên điềm tình như vậy. Làm sao, còn quan tâm đến tình cảm của nhân viên chứ? Cố Gia Huy sau khi nghe lời nói này, thần sắc khóe miệng không nhịn được trở nên ôn nhu. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, điềm tĩnh quá mức không phải rất tốt sao, không khí trầm lặng, không có nhân tình ý vị. Thuộc hạ làm việc dưới tay tôi, không cần phải thận trọng, chỉ cần làm tốt việc là được rồi. Nếu không có việc gì nữa cô đi trước đi. Tôi còn muốn sớm bận xong, về nhà ăn cơm. Được. Lâm Thanh Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, thì ra là công trạng của Hứa tiểu thư. Vẫn là rất lợi hại, có thể làm cho trăm luyện thép này biến thành mềm mỏng, trên thế giới này chắc không có người có bản lĩnh như vậy. Có điều như vậy cũng tốt, môi trường công việc lại thoải mái hơn nhiều. Cố Gia Huy bận xong, Khương Tuấn đưa anh về nhà. Trên đường, Cố Gia Huy mở miệng nói. Khương Tuấn. Anh định khi nào cưới vợ? Khương Tuấn nghe xong câu này, không khỏi kinh ngạc, vẫn cho rằng là bản thân xuất hiện ảo giác, Cố Gia Huy làm sao lại đột nhiên nói chuyện này với anh ấy được chứ? Ông chủ, tình trạng của tôi anh vẫn không biết sao. Một người cô đơn, nữ nhân bình thường tôi cũng gai mắt, quá yêu tú tôi cũng thấy gai mắt. Tôi cũng không sốt ruột, ông chủ cũng chưa có kết hôn mà. Nhưng mà tôi đã có vợ chưa cưới rồi. Cho nên, chúng ta không giống nhau. Lời này làm hỗn loạn trái tim rồi. Khương Tuấn cảm thấy bản thân mình như đã nhận được 10.000 lần sự tấn công. Cậu đã gặp qua Lâm Thanh Huyền chưa? Gặp rồi, giao tiếp công việc, năng lực làm việc rất cao, làm tôi không thể không bái phục. Tôi cho rằng nữ thư ký đều là bình hoa di động, sau khi nhìn thấy cô ấy,
mới cảm thấy như vậy mới là điều nữ thư ký nên có. Vậy cô ấy trông như thế nào? Xinh đẹp, cũng biết cách ăn mặc, có thể mặc một bộ đồ tây phục vô hồn thật đẹp như vậy, thật sự là một mỹ nữ. Đợi sau khi kết thúc đoạn thời gian bận rộn này, chủ động hẹn cô ấy đi ăn cơm, chung sống với nhau thật tốt. Sau này không cần phải oán trách tôi giao việc cho cậu quá nhiều, làm cậu không có thời gian tìm đối tượng. Cố Gia Huy trêu ghẹo nói. Khương Tuấn nghe xong câu này, có chút kinh ngạc. Anh ấy phanh mạnh xe, quay đầu nhìn Cố Gia Huy. Ông chủ, anh là đang đùa tôi sao? Cậu cảm thấy tôi là đang đùa sao? Anh thực sự có thể phát triển văn phòng tình cảm sao? Anh sẽ không truy cứu trách nhiệm của tôi, trừ thưởng Tết của tôi chứ? Tôi trong mắt cậu là như vậy sao? Cố Gia Huy hơi hơi nhướng mày, một khuôn mặt vừa nãy vẫn còn ý cười, thời khắc này lạnh lùng có chút dọa người. Khương Tuấn nuốt nước miếng, không nghĩ qua là những lời nói trong đầu đều nói ra hết. Anh ấy vội vàng sửa lại giọng điệu, nói, không phải, không phải, là tôi nói thiếu suy nghĩ. Còn muốn tự mình cố gắng, có thể hay không ôm được mỹ nhân, thì phải xem bản lĩnh của cậu. Tôi đã vì cậu thăm dò qua rồi, người ta thích người đàn ông lợi hại hơn bản thân, cậu được sao? Ông chủ là nói năng lực, hay là cái đó? Cố Gia Huy sau khi nghe xong, khuôn mặt liền trở nên tối sầm. Cái đó, là khi dễ bản thân mình đến bây giờ còn không có trải nghiệm sao? Thật không ngờ Khương Tuấn đối tượng đều không có, vậy mà. Cậu muốn chết sao? Cố Gia Huy âm chắc nói, cảm thấy bản thân nhận được thương tổn. Khụ khụ. Khương Tuấn sau khi nghe xong biểu hiện bản thân rất bất đắc dĩ, anh ấy cũng không muốn tổn thương Cố Gia Huy, thực tại là tốc độ của anh ấy quá chậm rồi, anh ấy đều có chút nhìn không được. Ông chủ, trước đây làm sao không phát hiện tôi là một người cô đơn? Khương Tuấn cố ý giới thiệu. Cố Gia Huy sau khi nghe xong, sắc mặt một mảng đen khịt, giống như đáy nồi. Cho cậu một cô vợ nhỏ cách nhau mười mấy tuổi, thử đi, tôi mấy lần đều có một loại cảm giác cầm thú. Ông chủ, anh không phải rất tàn nhẫn sao? Làm sao lại mềm lòng được? Cầm thú chính là cầm thú, vậy còn tốt hơn không bằng cầm thú. Cố Gia Huy nắm chặt tay im hơi lặng tiếng, đôi mắt phượng mang theo lệ khí, lạnh lẽo rơi sau gáy của Khương Tuấn. Anh ấy hình như đang nhục mạ ông chủ, nói anh không bằng cầm thú. Khụ khụ, ông chủ ý của tôi là, việc kìm hãm như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của anh. Anh như thế này không phải là ngày một ngày hai, mà là hai năm rồi, làm người quan trọng là vui vẻ, hà tất phải cố chấp như vậy. Khi cậu thực sự yêu một người, cậu sẽ cảm thấy việc nhẫn nại đều là xứng đáng. Không nôn nóng, từ từ đến, tôi đợi cô ấy lớn lên, như vậy càng tốt. Cô chủ nhà ta mới trưởng thành, có lẽ chính là ý này. Khương Tuấn chú ý đến nụ cười yếu ớt trên miệng Cố Gia Huy, khi đề cập đến Hứa Minh Tâm, rõ ràng là hạnh phúc, một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Ngày trước, Cố Gia Huy uy phong lẫm liệt, bầy mưa lập kế, đã hoàn toàn bị ăn mòn bởi điều kỳ diệu của tình yêu. Ông chủ, tôi rất hiếu kỳ, anh hối hận sao? Khương Tuấn do dự một chút, hỏi. Hối hận cái gì? Sau khi có được cô Hứa, anh làm việc rõ ràng đều bó tay bó chân, không thể giống như trước đây vậy không lo lắng do dự chút nào. Không tốt sao? Tôi chỉ là lo lắng ông chủ sau này có nguy hiểm, rất dễ dàng sẽ bị người khác nắm lấy được điểm yếu. Khương Tuấn từ từ lắc đầu, giọng nói có chút thận trọng. Tôi biết, cho nên tôi sẽ không cho bọn họ có cơ hội. Cố Gia Huy nói xa xăm, thu hồi dáng vẻ tươi cười trên mặt. Về đến trong nhà, Hứa Minh Tâm đã làm xong buổi tối, nhìn thấy anh quay về thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ sợ anh bận nên quên rồi. Lần này cô ấy nấu canh sườn, đun sôi trong hơn một giờ, mở nắp ra mùi thơm lan tỏa, cô nhịn không được cử động ngón trỏ của mình, nhưng vẫn chịu đựng không uống, muốn đợi Cố Gia Huy quay về nếm thử miếng đầu tiên. Nhìn anh quay lại, cô lập tức chạy đến nói, anh quay về rồi, lần này quay về rất sớm, xem ra rất nghe lời. Ừ, nấu đồ ăn xong cả rồi. Đúng vậy, anh mau nhanh đến. Hứa Minh Tâm kéo tay anh, hướng đến phía nhà bếp. Khương Tuấn đi theo phía sau, nhìn thấy màn này, nhịn không được bật cười. Có yêu có nhược, từ sau khi Hứa Minh Tâm xuất hiện, ông chút rõ ràng trở thành ôn nhu hơn nhiều, lộ rõ rất có tình người. Cũng chỉ có Hứa Minh Tâm mới có thể khiến anh trở thành như vậy. Hứa Minh Tâm đưa cho anh một bát canh, bảo anh mau mau uống. Một bên Dì Hạnh nhịn không được xen vào nói, ông chủ,
cô hai chính là đợi ngài quay về. Cô ấy trông chừng nồi canh đôi mắt trong ngóng rất lâu, cuối cùng chỉ ăn một miếng cầu kỳ, chính là đợi ngài quay về nếm thử miếng đầu tiên đó. Dì Hạnh, nội tình của tôi đều bị dì vạch trần ra hết rồi. Hứa Minh Tâm có chút không vui, rất ngon, em cũng nếm thử đi. Anh không phải là đang lấy lệ em đấy chứ? Làm sao có thể chứ, thực sự là rất ngon, trong nhà anh có ba đầu bếp nữ, cái này nhỏ nhất và xinh đẹp nhất, tay nghề tốt nhất, mọi người nói có phải không? Đúng, đầu bếp nhỏ nhất tay nghề tốt nhất. Những người còn lại đều lựa ý hùa theo. Hứa Minh Tâm có chút ngượng ngùng. Trước đây trong nhà này, quan hệ chủ tớ rất rõ ràng. Ăn cơm chỉ có một mình Cố Gia Huy, những người khác sẽ không xuất hiện ở nhà bếp. Đợi Cố Gia Huy đi nghỉ, hoặc là đến phòng sách làm việc, bọn họ mới có thể ăn no bụng. Hơn nữa tách biệt với bộ đồ ăn của chủ nhân trong nhà, nếu không sợ sẽ mất vệ sinh. Nhưng mà bây giờ, việc cùng với bọn họ cùng nhau ăn cơm là thường xuyên. Bọn họ vốn dĩ vẫn lo lắng vấn đề vệ sinh sức khỏe, Cố Gia Huy cũng kiểm tra miễn phí cho bọn họ, một tháng một lần kiểm tra định kỳ. Họ không phải là chủ sở hữu và người sử dụng lao động, càng giống như là người nhà. Cố Gia Huy cũng không nói gì nhiều, mọi việc đều dựa vào Hứa Minh Tâm. Sau khi ăn xong, đồ ăn rất phong phú, Hứa Minh Tâm sớm đã không nhịn được rồi. Cô khó lắm mới được xuất viện, có thể ăn đồ ăn ngon, làm sao có thể kiềm chế bản thân mình. Bắt đầu ăn, bắt đầu ăn. Có Hứa Minh Tâm ở đây, bầu không khí của nhà ăn rất hòa hợp, những người còn lại cũng không phải thận trọng như vậy. Mới đầu Cố Gia Huy không hay cười. Lúc đó anh vẫn chưa biết thế nào là vẻ mặt ôn hòa, đặc biệt là đối với một người giúp việc. Anh quay lại 4 năm, người làm trong nhà và các đầu bếp nữ đều là chú An tuyển vào, anh chưa từng hỏi qua. Rất ít thay đổi người, có người đã làm ở đây hơn 4 năm. Anh mỗi lần quay về, người làm đều nhìn thấy, sẽ cung kính hô to một tiếng ông chủ. Anh ngay cả đáp cũng không đáp một tiếng, hơi hơi gật đầu, liền đi lên lầu, cuộc sống vẫn luôn đơn điệu như thế. Sau này, anh học theo Hứa Minh Tâm, đối với bọn họ hơi cười, chào hỏi với bọn họ, sau đó cũng sẽ hỏi thăm. Dần dần, ngôi nhà này trở nên hòa thuận vui vẻ hơn. Trước đây anh vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người cô độc, ở đây đối với bản thân mà nói, chỉ là một ngôi nhà băng mà thôi. Người bên cạnh làm bạn lâu nhất là chú An còn có Khương Tuấn, trừ hai người đó ra anh rất ít khi giao tiếp với người ngoài. Bây giờ anh trở thành quen thuộc. Tính tình cũng trở nên ôn hòa một cách đặc biệt tốt. Loại cảm giác này, rất tốt, làm anh cảm thấy rất thoải mái. Trong nhà rất ấm cúng, có nói có cười, có vẻ rất náo nhiệt. Sau khi ăn xong buổi tối, Khương Tuấn thuận đường đưa Ôn Mạc Ngôn về. Hứa Minh Tâm đưa Cố đi ngủ trước. Cô biết cô sống trong viện, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao chuyện này nói với trẻ con cũng không tốt. Vẫn may cơ thể của Côn vẫn còn trong sạch. Nếu không bản thân cô cũng không biết nên làm như thế nào. Mặc dù Cố Gia Huy không ghét bỏ, nhưng mà bản thân cô không cách nào chấp nhận được. Trên bụng của cô, còn có một khối hồng ban, chỗ ấy tụ huyết nghiêm trọng, ở dưới lớp da, đã không thể phân tán được nữa. Dấu vết này, vẫn luôn lưu lại trên cơ thể. Giống như là đang nhắc nhở cô, sự tra tấn mà bản thân phải chịu ngày hôm đó thật tâm thường. Cô vẫn may là hôn mê bất tỉnh. Nếu không sợ là muốn cắn lưỡi tự sát. Nếu như chết rồi, cũng không nhìn thấy được Cố Gia Huy. Cô rất nhanh đã ngủ, Cố Gia Huy vẫn chưa rời khỏi phòng đọc sách. Cô đi xuống giường, đi đến phòng vệ sinh, vén vạt áo lên, nhìn thấy khối hồng bàn trên bụng bóng loáng bằng phẳng. Đâm vào, đã không còn đau nữa, nhưng không thể phân tán được. Rất xấu. Cố Gia Huy cũng không biết, không ghét bỏ. Cô còn nhớ có 4 cái cuồn cuộn. Nhưng Cố Gia Huy nói chỉ có 1, cô cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô rất ảm đạm buồn bã, rất sợ Cố Gia Huy ghét bỏ bản thân. Cô đang miên man suy nghĩ, không ngờ rằng cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở ra. Cô vừa rồi đang suy nghĩ miên man, đều không chú ý tiếng bước chân bên ngoài. Cô nhìn thấy Cố Gia Huy trong gương, trong lòng hỗn loạn, luống cuống tay chân kéo áo xuống. Anh đến rồi, là muốn tắm rửa xa vậy em nhường anh là được rồi. Cô ba chân bốn cẳng muốn rời khỏi, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay. Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt, trực tiếp đem cô đặt ở nơi sạch sẽ trên chỗ rửa tay. Lưng cô áp vào mặt gương lạnh, trái tim thoáng chốc run nhẹ. Anh,
Cô còn chưa nói xong thì bàn tay to lớn của Quý Ghia Huy đã sắp vén vạt áo của cô lên. Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, giữ chặt lại. Đừng, xấu lắm. Cô có chút khổ sở nói. Cố Gia Huy nghe thấy vậy, ngón tay liền cứng đờ lại. Để anh xem, được không? Giọng anh vô cùng dịu dàng, sợ rằng hù dọa đến cô. Cô hơi do dự, nhưng nghĩ rằng sau này chắc chắn anh cũng sẽ thấy. Cô gật đầu, buông lỏng bàn tay nhỏ bé không có sự giúp đỡ. Anh vén một góc áo lên, nhìn thấy vết bầm đỏ ở bụng dưới. Lúc đó cú đá của Cố Lâm chắc chắn đã dùng lực rất mạnh, nếu không không thể nào xuất hiện vết máu bầm lớn như vậy, hiện ra màu xanh tím. Cô nhất định đã rất đau, nhất định cũng đã khóc. Cô là một đứa trẻ không thể sợ đau. Anh phế đi hai chân của hắn ta, để chút giận cho em. Giọng Cố Gia Huy âm u nói, từng câu từng chữ, lạnh lẽo vô cùng, giống như âm thanh của La Sát từ trong địa ngục vọng ra. Cô nghe thấy câu nói tràn đầy tàn độc kia của anh, bị dọa sợ toàn thân run rẩy. Cái này ngược lại không cần thiết, phế bỏ hai chân có phần cũng quá tàn nhẫn, đánh một trận là được rồi. Chỉ là, anh ghét bỏ sao? Xấu xí như vậy, nếu như chỉ là một chút xíu thì cũng không sao, nhưng đằng này vết bầm lại lớn như vậy. Một câu cuối cùng Hứa Minh Tâm cẩn thận dè dặt nói. Sao có thể, chỗ nào của em anh cũng đều yêu, Hứa Minh Tâm, anh yêu em, là yêu toàn bộ con người này của em, anh có thể nhìn ưu điểm của em, cũng có thể nhìn khuyết điểm của em. Yêu một người, là yêu toàn bộ con người của cô ấy, chứ không phải là xác thịt. Cho nên đừng hỏi anh những lời vô nghĩa như vậy. Nhưng con gái thì lại thích hỏi những vấn đề nhàm chán như vậy, chẳng hạn như mặt mộc và trang điểm thích cái nào hơn, em cùng mẹ anh rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước. Hứa Minh Tâm tách bàn tay ra, đang cẩn thận liệt kê những câu hỏi mà những tên trực nam trả lời thì sẽ chết ngay, không ngờ thân hình to lớn của Cố Gia Huy đã trực tiếp đè lên. Bàn tay to áp vào bên hông cô, đè nặng lên mặt gương. Sau đó, môi mỏng mang theo hơi thở nóng bỏng, cướp đoạt không khí. Hứa Minh Tâm chống đỡ không nổi, thở hổn hển. Nhưng mà cái tư thế này thật xấu hổ quá đi. Hai chân của cô đều. Cô vừa mới tắm xong, đang mặc một chiếc váy ngủ, bên trong là nội y heo nhỏ Peppa màu hồng phấn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hô hấp cô dồn dập, còn anh thì lưu luyến không rời. Cô vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn vào mắt anh. Cô cũng nhìn thấy mình trong gương. Hai má ửng đỏ, giống như là uống say vậy. Màu hồng nhạt lan dần đến tận cổ, đến mang tai, lan ra khắp nơi toàn thân. Trong đôi mắt cô cũng đã nhuốm màu dục vọng, trở nên mơ mơ màng màng. Hứa Minh Tâm nhìn đôi môi hơi đỏ và sưng tấy của mình, lỗ tai đỏ đến nhỏ ra máu. Trời ơi, đây vẫn là mình sao? Lẽ nào sau mỗi nụ hôn, dáng vẻ của cô đều là ý loạn tình mê như vậy sao? Vậy chẳng phải là rất mất mặt? Hứa Minh Tâm ngay lập tức tỉnh táo trở lại, nhanh chóng đẩy Cố Gia Huy ra, nhảy xuống, sửa sang quần áo lại. Cô lấy hai nắm nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt, để làm tan bớt cơn nóng lúc nãy. Sao vậy? Cảm thấy bản thân thật dâm đãng và thật xấu hổ, sao lại có thể lộ ra vẻ mặt sắc tình như vậy? Không được, không được, em muốn tỉnh táo một chút. Là sức quyến rũ của anh không đủ lớn sao? Chỉ cho phép em mê hoặc anh thần hồn điên đảo, còn không cho phép anh làm em ý loạn tình mê sao? Cố Gia Huy bước tới buộc cô phải lùi lại phía sau vài bước, cuối cùng thân hình gầy yếu của cô đụng vào tấm thủy tinh trên cửa. Anh, lời này của anh là cái logic gì chứ? Em không có chút phản ứng nào với anh, lẽ nào là không yêu anh hay sao? Hai người yêu nhau, phải hấp dẫn lẫn nhau, em bây giờ như vậy mới đúng. Thật sao, nhưng em cảm giác rằng em gần như không phải là chính mình nữa. Em cũng khao khát anh, có đúng hay không? Cố Gia Huy cười xấu xa nói. Khao khát, hai chữ này giống như là tiếng sấm rền, oanh tạc sâu trong tâm khảm cô, khiến cho cô xấu hổ vô cùng. Tại sao lại nói thẳng ra vậy, anh không thể nói uyển chuyển một chút được sao? Cô là một con gái đó, không cần mặt mũi nữa rồi. Khát khao cái đầu anh đấy, mau mau tắm rửa ngủ đi. Hứa Minh Tâm nổi đóa, dẫm mạnh lên dép lê của anh rồi thở phì phì xoay người kéo cửa bỏ đi. Cố Gia Huy nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận kia của cô, không khỏi mỉm cười. Anh thực sự đã lấy được một người vợ tốt, ngay cả tức giận cũng đều đáng yêu như vậy. Hứa Minh Tâm chui vào trong chăn, hận không thể tự đào một cái hố để chôn mình.
cô cũng khao khát Cố Gia Huy sao? Mặc dù cô xác thực đối với loại chuyện đó có chút mong đợi, nhưng cũng tràn đầy sợ hãi. Chuyện chưa từng trải qua, đương nhiên vô cùng tò mò. Nhưng mà .ans cũng không thể nói thẳng ra như vậy, làm bản thân giống như là một sắc nữ vậy, chẳng nhẽ còn thèm muốn sắc đẹp của anh sao? Hình như, cô thực sự thèm muốn, dù sao thì anh lớn lên trông rất đẹp trai, dáng người chuẩn, cao lớn, nhìn cực kỳ có cảm giác an toàn. Bị sắc đẹp mê hoặc, có lẽ chính là ý nghĩa này. Kể từ sau khi Hứa Minh Tâm xuất viện, Cố Gia Huy tiếp quản tập đoàn Cổ Linh, liền đem Cố Lâm thả ra. Cô chưa nhìn thấy dáng vẻ của Cố Lâm, nhưng mà nghe Khương Tuấn nói đã bị đánh không ra hình người rồi, đoán chừng phải nghỉ ngơi dưỡng thương ít nhất 1 năm rưỡi, nếu không thì không thể tốt lên được. Cố Triệt đưa con đến công ty chi nhánh thành phố Tuyến 2 phía dưới, chất lượng rất ít, căn bản không có bao nhiêu béo bở, giống như đại quan thời cổ đại bị giáng chức vậy. Cố Triệt không cam lòng, nhưng lại không thể chống cự, ngay cả phó tổng cũng lâm trận phản chiến, càng không có người giúp anh ta nói chuyện. Lần này ông cụ cũng thật nhẫn tâm, trên thực tế ông làm như vậy cũng là để bảo vệ Chu Toàn cho cha con Cố Triệt. Nếu như lại tiếp tục như vậy, Cố Triệt đang buộc Cố Gia Huy phải ra tay đổ máu. Ông cụ đã mất một đứa con trai, không muốn hai người bọn anh lại xảy ra chuyện nữa. Cố Triệt đã rời khỏi Đà Nẵng, vĩnh viễn không thể quay lại, lúc nào cũng có cơ sở ngầm nhìn chằm chằm. Anh ta vừa biến mất, cô có thể tự do đi lại, ít nhất ở Đà Nẵng sẽ không có người nào trăm phương ngàn kế tính toán làm tổn thương cô bé. Cố Gia Huy vừa mới tiếp quản nhà họ Cố, bận rộn đến mức không thể tách rời ra, cô liền xin nghỉ phép đưa cô Cố ra ngoài chơi, tối về lại làm bài tập bổ sung. Bây giờ là học kỳ 2 của năm 3 đại học, bài tập về nhà cũng không quá chặt chẽ. Vừa nãy cô đưa cô đi công viên giải trí thì nhận được điện thoại của Bạch Thư Hân, nói muốn ăn lẩu. Nhưng mà có trẻ em, nên đã đổi sang ăn cơm Tây, đặt một phần ăn trẻ em cho cô. Bạch Thư Hân đã bận bịu xong chuyện của trường học, chỉ đợi qua đoạn thời gian này trở về bảo vệ luận án là xong. Ngày mai cô ấy cũng phải đi làm như bình thường. Cho nên hôm nay hiếm khi tranh thủ lúc rảnh rỗi mà vội vàng tụ tập. Hứa Minh Tâm nghĩ về đối tượng xem mắt kia của cô ấy, đã lâu không nghe cô ấy nhắc đến. Cậu và anh lính đó thế nào rồi? Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dựa theo mức độ phát triển lúc này mà nói, tháng 6 đợi anh ấy có kỳ nghỉ trở về thì có thể đính hôn được rồi. Khu khụ, khi Hứa Minh Tâm nghe thấy điều này, bị một ngụm nước trái cây làm cho sặc sụa và ho khan dữ dội. Minh Tâm, chị không sao chứ? Cô quan tâm hỏi. Không, không sao, Thư Hàn làm chị sợ. Những lời này của Minh Trậu rất dọa người sao? Không sao, em tiếp tục ăn của em đi. Dù gì cũng là một đứa trẻ, đối với việc đính hôn còn không biết là cái gì. Hứa Minh Tâm kinh ngạc nhìn Bạch Thư Hân, cậu đang nói đùa với tớ sao? Đầu tháng 4 mới quen biết nhau, tháng 6 liền đính hôn. Ừm, có vấn đề gì sao? Lời nói của Bạch Thư Hân rất bình thản, như thể chuyện này là điều đương nhiên vậy. Nhưng Hứa Minh Tâm bị những lời này làm cho hoảng sợ, cô khẩn trương nắm lấy tay Bạch Thư Hân, dùng sức nắm chặt, gấp gáp nói, Thư Hàn, tớ biết để quên đi một người là điều rất khó khăn, nhưng cậu cũng không thể chọn cách cực đoan như vậy. Nếu cậu không thích người ta, một khi đã đính hôn, vậy thì sẽ rất phiền phức. Dựa theo cái tốc độ này, tớ cảm thấy trong năm nay tớ sẽ phải tham gia hôn lễ của cậu rồi. Tớ nghe nói quân hôn không thể tùy tiện ly hôn đâu. Thực ra thì, tớ đã suy nghĩ rất lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Thư Hân biết Hứa Minh Tâm đang lo lắng điều gì, quả thực có chút vội vàng, nhưng mà cô ấy cũng không cảm thấy gì cả. Tớ sẽ không yêu Nguyễn Doanh nữa, tớ nghĩ tớ rất khó để yêu một người khác. Con người Lý Hải Long rất không tệ, vô cùng chân thành, cũng không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, tớ đối với anh ấy ấn tượng cũng khá tốt. Mà anh ấy đối với tớ cũng tương đối vừa lòng. Cho nên kết hôn muộn hơn một chút hay kết hôn sớm hơn một chút đối với tớ mà nói, không có quá nhiều sự khác biệt. Nhưng mà kết hôn vội vàng như vậy, cậu không hối hận sao? Ngộ nhỡ sau này cậu tìm được người mình thực sự thích thì sao? Chuyện sau này còn là một ẩn số, ai mà biết được. Ngộ nhỡ không tìm được, tớ cũng không thể để vuột mất một đối tượng kết hôn thích hợp, có phải không? Bạch Thư Hân cười vui vẻ. Chỉ là trong khuôn mặt tươi cười của cô ấy có thêm mấy phần bất lực và chua xót. Hứa Minh Tâm còn muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị cô ấy ngăn lại. Ăn đi,
nói nữa thì cậu phải thanh toán đấy. Tớ có thể thanh toán sao? Hứa Minh Tâm yếu ớt hỏi. Hôn nhân là chuyện cả đời, sao lại có thể quyết định đơn giản như vậy? Thực sự quá trò trẻ con mà. Nằm mơ, mau ăn đi, ăn xong rồi đi loanh quanh dạo mấy vòng, hiếm khi cô cố mới có thể ra ngoài. Cả bữa ăn này Hứa Minh Tâm đều ăn không vui vẻ, đợi sau khi đi dạo phố tìm cơ hội khuyên ngăn Bạch Thư Hân. Nhưng mà cô ấy căn bản không hề nghe, cuối cùng Bạch Thư Hân cũng không muốn đi dạo phố, Hứa Minh Tâm thậm chí còn đuổi tới chung cư của cô ấy. Không ngờ Ôn Mạc Ngôn cũng ở đó, cô trực tiếp ném cô cố qua cho anh ta, sau đó liền đi theo Bạch Thư Hân vào phòng. Ôn Mạc Ngôn nghi ngờ nhìn cô cố, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ cãi nhau sao? Cháu cũng không biết, cậu đính hôn là cái gì, có thể ăn được sao? Đính hôn, ai muốn đính hôn? Ôn Mạc Ngôn cau mày hỏi. Thư Hàn muốn đính hôn, Minh Tâm đang khuyên ngăn Thư Hàn, nói rằng Thư Hàn không thích người đó, đừng đính hôn cái gì đó sớm như vậy. Nhưng mà Thư Hàn căn bản không nghe Minh Tâm. Hai người dọc đường đi cứ nhắc mãi, đầu của cháu đều sắp to ra rồi. %3D cháu nói Bạch Thư Hân muốn đính hôn. Với ai? Lẽ nào là cái đối tượng xem mắt kia? Ôn Mạc Ngôn ngay lập tức trở nên căng thẳng trở lại. Anh ta đặt cố cố xuống, không đợi câu trả lời của cô bé, đi qua đi lại trong nhà. Nếu đã không thích thì tại sao còn bên nhau? Như vậy không cảm thấy đã hy sinh bản thân sao? Anh ta đều đã đồng ý sẽ cùng cô diễn kịch, tại sao cô còn suy nghĩ không thông như vậy? Bạch Thư Hân rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Cô cố nhìn cậu nhà mình giống như bị thần kinh ở trong phòng khách đi qua đi lại, cô bé nhìn đến mức đầu sắp choáng váng đến nơi rồi. Cậu, người có thể đừng đi nữa được không? Cô cố sắp nôn rồi, cậu. Nhưng mà Ôn Mạc Ngôn căn bản không nghe thấy cô cố đang nói cái gì, trong đầu anh chỉ toàn là chuyện Bạch Thư Hân sắp đính hôn. Không lâu sau, Hứa Minh Tâm đi ra ngoài, chuẩn bị là bị Bạch Thư Hân đuổi ra ngoài. Cô khuyên nhủ không có kết quả và bị chặn ngoài cửa. Hứa Minh Tâm đành phải đến đón cô cố và rời đi. Ôn Mạc Ngôn căng thẳng hỏi, cô Tâm, Bạch Thư Hân rốt cuộc là làm sao vậy? Cô ấy thật sự muốn đính hôn sao? Thư Hàn cảm thấy bản thân sau này sẽ không yêu được người khác nữa, nếu như đã tìm được người thích hợp, thì liền kết hôn vậy. Cô ấy bây giờ ngay cả lời của tôi cũng đều không nghe. Xem ra quả thực là đã xác định rồi. Người đàn ông đó có thích Bạch Thư Hân không? Thư Hàn nói không có cái gì cơ sở tình cảm, anh ta cũng cảm thấy Thư Hàn thích hợp để kết hôn, cho nên. Hai người không có tình cảm, cũng có thể nói kết hôn sao? Ôi, tôi cũng không biết, trong lòng tôi bây giờ cũng rất rối rắm, tôi đưa cố cố về đây. Hứa Minh Tâm giống như một con gà trống bị rụng lông, đầu rũ xuống, yếu ớt. Cô đưa cố cố rời đi. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ôn Mạc Ngôn đứng trước cửa phòng Bạch Thư Hân do dự hồi lâu, nhưng không dám gõ cửa. Anh đi tới đi lui khoảng 5 phút, không ngờ Bạch Thư Hân lại mở cửa trước, trong tay cầm một chai rượu đỏ và hai chiếc ly để cao, khi nhìn thấy Ôn Mạc Ngôn thì có chút kinh ngạc. Sao anh lại ở trước cửa nhà em? Anh tới thăm em. Em không sao, vừa vặn muốn tìm anh đi uống rượu. Nếu đã như vậy, anh vào đi. Em cũng lười đi sang nhà bên cạnh. Ôn Mạc Ngôn nhìn chai rượu, muốn nói con gái vẫn nên uống ít rượu thôi, nhưng đoán chừng sau khi anh ấy nói ra lời này, Bạch Thư Hân chắc chắn sẽ đem anh nhốt ngoài cửa, hơn nữa vài ngày còn không thèm để ý đến anh ấy. Anh ấy vừa nghĩ đến điều này, không khỏi cười lên. Bạch Thư Hân đưa anh vào, sau đó đóng cửa lại, nhìn thấy anh đang cười không khỏi kinh ngạc. Sao anh lại cười? Anh vừa rồi nghĩ muốn khuyên em con gái không nên uống rượu. Anh nói lắp, quay đầu sang một bên, nói, nhưng mà anh nghĩ nếu như anh nói ra điều này, em nhất định sẽ đem anh nhốt ngoài cửa, hơn nữa rất nhiều ngày sẽ không để ý đến anh. Đúng không? Đúng là như vậy, em ghét nhất bị người khác giảng đạo lý. Cho nên anh đã không nói, làm người làm việc chủ cần vui vẻ là tốt rồi, là anh quá nghiêm túc. Sao sự giác ngộ tư tưởng của anh đột nhiên lại cao hơn nhiều như vậy? Nhìn không ra đấy nha. Bạch Thư Hân không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, Ôn Mạc Ngôn trong ấn tượng của cô là rất ngốc, thật không ngờ lại nói ra được những lời này. Cô đi đến bàn ăn, mở chai rượu vang ra và rót cho anh một ly. Em đi chuẩn bị chút đồ ăn nhắm rượu, bụng rỗng uống rượu cũng không tốt. Để anh đi, anh nghĩ kỹ năng nấu nướng của anh phải tốt hơn nhiều so với em. Trong phòng bếp có bò bít tết không? Làm chút đồ Tây. Có. Lần trước đi siêu thị có mua.
Trong tủ lạnh của cô có rất nhiều đồ ăn đông lạnh, cho vào trong ngăn đông, khi muốn ăn trực tiếp giã đông. Nếu như có Lệ Nghiêm ở đây, anh ấy nhất định sẽ vứt hết đồ trong tủ lạnh của cô, sau đó sẽ đi chợ bán thức ăn mua rau mua thịt tươi. Thậm chí còn có thể róc xương một con gà nguyên vẹn không thiếu sót gì và làm cho cô ấy một món gà hầm vô cùng ngon. Thực ra cô không thích, cô nghĩ mình yêu Lệ Nghiêm cũng không thể đến bước không thể cứu chữa. Bằng không, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không cách nào theo thói quen sinh hoạt của ấy được. Cô luôn tự an ủi mình là bởi vì cô không học ngành y cho nên không thể hiểu được lối sống lành mạnh của anh ấy. Cô cũng tự mình đi đọc một số sách y về dưỡng sinh và sự thật đã chứng minh ngày hôm sau cô vẫn làm theo cách của mình. Bây giờ cô muốn buông tay, cũng không còn nỗi đau thống khổ xé lòng hàng đêm. Mặc dù thỉnh thoảng nghĩ đến trong lòng buồn bực, có vài phần không thoải mái lắm, nhưng cũng không đến mức đau muốn chết đi sống lại. Vết sẹo do Lệ Nghiêm để lại là một cái gai nhỏ ở trong lòng của cô. Nghĩ đến, hơi đau, nhưng không rút ra được, rất khó chịu. Cô đi vào phòng bếp, nhìn thấy Ôn Mạc Ngôn thuần thục đeo tạp dề lên. Chiếc tạp dề kia mua về, đến chính mình còn chưa từng dùng. Cô là một người tùy tiện, làm việc gì cũng không cẩn thận, ngoại trừ hạch toán tài vụ là coi như làm được. Không ngờ một ông lớn như Ôn Mạc Ngôn lại đeo lên trước. Cô cho rằng khi anh mặc lên nhất định trông rất nữ tính, nhưng không ngờ anh vẫn là một hán tử. Anh thuần thục giã đông bò bít tết, còn nấu mì ý. Trong chảo đang chuẩn bị xào cà chua và thịt vụn. Cô không khỏi nghĩ đến một đêm trước cô ở biệt thự nhà họ Cố, lúc anh làm món mì ý thịt bò tiêu đen cũng chuyên tâm như vậy. Mọi người đều nói người đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, quả nhiên là sự thật. Cô đợi khoảng 20 phút, Ôn Mạc Ngôn đã làm xong hết tất cả. Hai người ngồi ở trên bàn cơm, uống rượu vang đỏ, ăn cơm tây, cảm giác bầu không khí cũng không tệ lắm. Cô vốn dĩ định tìm người uống chút rượu, thả lỏng một chút, không ngờ hiện tại lại được thưởng thức một bữa tối tinh xảo. Anh vừa nãy đứng ở trước cửa nhà tôi như vậy là muốn làm cái gì? Tôi, Ôn Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thư Hân, ánh mắt hơi thâm thúy. Anh nói ra một chữ, yết hầu hơi thắt lại. Anh hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. Sau đó có chút chốc chắc nói. Hứa Minh Tâm nói cho tôi biết, em muốn đính hôn với đối tượng hẹn hò của mình. Bạch Thư Hân nghe vậy, có chút kinh ngạc, ngược lại không phải bởi vì Hứa Minh Tâm nói cho anh biết điều này, mà là anh vậy mà có thể nhìn mình nói ra một câu hoàn chỉnh đến thế. Tuy rằng hơi dừng lại, nghe có chút không được tự nhiên, nhưng so với trước kia thật sự là khá hơn nhiều. Anh, tật nói lắp của anh. Hiện tại không phải lúc bàn luận về tật nói lắp của tôi. Không phải em nói, nếu tôi nói chuyện như thế này, giả vờ làm bạn trai em, sẽ bị chú em đánh chết sao? Vậy tôi bây giờ thì sao? Tôi coi như chấm COI như anh đang nói đùa. Bạch Thư Hân không ngờ anh còn nhớ rõ, còn cô gần như không để ở trong lòng. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Không, không nghiêm trọng như vậy chứ. Hiện tại Bạch Thư Hân lại nói lắp, bởi vì Ôn Mạc Ngôn đột nhiên lại tích cực. Đây là đang làm cái gì vậy? Hy sinh chính mình tới cứu vớt cô sao? Cô không cần lòng tốt thái quá của anh. Vì sao em phải gả cho anh ta? Vì sao anh ta muốn cưới em có thể nói cho tôi không? Coi như là, nể tình chúng ta đã từng ở bên nhau. Tôi thật sự coi em như một người bạn, tôi muốn tôi cũng giống như cô Tâm, đều quan tâm em. Em không được coi tôi là kẻ thù, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ bảo vệ em. Lời này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, Bạch Thư Hân không khỏi cười cười. Thật là một người đàn ông tốt trong thế kỷ 21 mà. Vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, một con người tràn đầy nhiệt huyết. Cô vốn dĩ không định nói, nhưng nghe thấy những lời thành khẩn như vậy, cô cũng không tiện từ chối. Cô cười khổ một chút, sau đó nói, lý do tôi gả cho anh ta rất đơn giản, anh ta thích hợp để kết hôn, chú tôi vô cùng vừa lòng với nhà anh ta. Mà mấy ngày này ở chung tôi và Lý Hải Long cũng vô cùng hòa hợp, không hề xảy ra tình huống tam quan không hợp, sở thích hứng thú không hợp. Tôi cần một người bạn trai, để anh ấy an tâm, để anh ấy cho rằng tôi có thể sống thật tốt, rời khỏi anh ấy, tôi có thể yêu bản thân, cũng có thể yêu người khác. Mục đích Lý Hải Long cưới tôi cũng rất đơn giản, nhà họ Bạch là danh môn mấy đời, không phân cao thấp với nhà họ Lý, có thể nói là cường cường liên thủ. Quân hôn thật ra rất khó tìm đối tượng. Đặc biệt là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, bởi vì quân nhân bất cứ lúc nào cũng có thể đi làm nhiệm vụ,
không tùy ý giống như cảnh sát. Cho nên Lý Hải Long cũng không phải đi tìm một người bạn gái tình đầu ý hợp. Anh ta cũng thấy tôi thích hợp, cho nên hai người ăn khớp với nhau, chỉ đơn giản như thế. Bạch Thư Hân, tôi không muốn em hối hận, tôi tin tưởng chắc chắn mỗi người đều có thể chờ được đúng người. Ôn Mạc Ngôn, anh chưa từng yêu một người, anh không biết đó là một cảm giác gì. Chờ được đúng người, nói dễ hơn làm. Sao anh luôn nghĩ hiện thực lại lãng mạn như vậy? Đàn ông không phải rất thực tế sao? Bạch Thư Hân hơi đau đầu nói. Cho nên, em tuân theo hiện thực. Bạch Thư Hân, em có thể đừng coi tôi thành một thằng nhóc được hay không? Tôi lớn hơn em 4 tuổi đấy. Ôn Mạc Ngôn có chút tức giận nói. Bạch Thư Hân nghe vậy lập tức vui vẻ. Anh còn biết mình lớn hơn cô 4 tuổi. Vậy vì sao lần nào cô cũng cảm thấy cần phải dạy cho người bạn nhỏ này một ít nhân sinh đạo lý vậy? Ôn Mạc Ngôn nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, khuôn mặt ngượng ngùng. Anh đẩy đẩy mắt kính trên mũi, cảm thấy bản thân cần phải làm chút gì đó mới có thể cứu vớt hình tượng của mình. Anh đột nhiên đẩy ghế ra đứng dậy, bước đến trước mặt Bạch Thư Hân. Anh làm cái gì? Không phải em nghi ngờ tôi sao? Cho nên anh muốn chứng minh cái gì? Bạch Thư Hân có chút nghi hoặc nhìn anh. Chỉ thấy anh tháo mắt kính xuống, đôi tay ấn trên tay vịn ghế dựa của cô, thân mình dần dần tới gần. Ôn Mạc Ngôn tháo mắt kính xuống, giống như là giáo sư hào hoa phong nhã bỏ lớp áo khoác ngoài, chỉ chốc lát biến thành cầm thú. Chân mày đen của anh khẽ nhíu lại, phía dưới là một đôi mắt rất sáng. Trước kia vẫn luôn cách một tấm kính, cũng chưa từng có thể chú ý tới đôi mắt này thật kỹ, không ngờ đôi mắt đó lại đẹp và tĩnh mịch như vậy. Diện mạo của anh cũng không âm u, cũng không nữ tính, thật ra vẫn tương đối cường tráng, chỉ là hành sự tác phong của anh cùng với tính cách thói quen, khiến cô vẫn luôn đối xử với anh như cún con, không ngờ anh, vậy mà cũng có lúc xoái khí bức người như thế. Sống mũi thẳng tắp, cánh môi mỏng. Hơi thở còn bất chợt nóng lên, phả vào làn da cô, khiến má của cô chậm rãi đỏ bừng bừng. Anh làm cái gì vậy? Bạch Thư Hân đột nhiên khẩn trương, không biết anh muốn làm cái gì. Đây là người đàn ông em muốn sao? Bộ dáng này, phụ nữ mới thích phải không? Anh đè thấp giọng nói trầm thấp dễ nghe, chất giọng giống như tiếng pháo nổ ầm. Trời ơi! Sao giọng nói có thể dễ nghe như vậy? Trái tim cô cũng bắt đầu đập thình thịch không ngớt. Anh, sao anh? Cô rất muốn hỏi anh, sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Đây vẫn là người đàn ông EQ thấp mà cô biết kia sao? Ôn Mạc Ngôn tuy rằng EQ thấp, nhưng chỉ số thông minh từ trước tới nay lại không hề thấp. Anh nói chuyện với con gái quả thật sẽ đỏ mặt nói lắp, anh cũng chưa từng gặp được người mình thực sự thích, cho nên điều này chưa bao giờ được cải thiện. Anh không thích bản thân miệng lưỡi trơn tru, để khiến cho phụ nữ vui vẻ, sau đó lừa lên giường rồi không giải quyết được gì. Tình cảm mà anh tin tưởng là một thứ tình cảm thuần khiết không tì vết. Giống như trong giáo đường kia, cha xứ chúc phúc. Giống như viên kim cương lục giác kia không hề có tạp chất. Giống như chiếc áo cưới trắng tinh kia, không chấp nhận được bất kỳ vết xước nào. Anh nhìn thấy Ôn Thanh Vân nhiều năm như thế, chỉ chấp nhất yêu một người. Mưa dầm thấm đất, anh cũng đã nhận ra vài điều. Quan điểm về tình yêu của anh và Ôn Thanh Vân giống nhau, chỉ mong một đời một thế một đôi người. Anh không vội kết hôn, vẫn luôn tìm đối tượng, vẫn một mực đợi đúng ngà nếu anh biến mất vô tung vô ảnh giống như tác phẩm hình người Trường Ninh Ca, vậy anh cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Sẽ giống như Ôn Thanh Vân, sẽ tiếp tục lặng lẽ chờ đợi. Cho nên, anh không thể tán thành hành vi của Bạch Thư Hân. Anh đặc biệt quan tâm tới cô, không muốn cô sau này sẽ hối hận, lại chưa từng có suy nghĩ sâu xa, vì sao bản thân lại có tình cảm khác biệt với một mình cô, thiên vị cô nhiều như vậy. Tôi biến thành như vậy, em không thích sao? Anh dựa vào rất gần, hô hấp của nhau cũng có thể cảm nhận được. Anh chẳng qua chỉ muốn dọa cô mà thôi. Đừng tưởng rằng bất kỳ một người đàn ông nào cũng là người tốt, dù sao, dục vọng của đàn ông là sinh ra đã có sẵn, vứt đi cũng không được. Nhưng, anh nhìn đôi môi mỏng gần trong gang tấc, vậy mà có một loại xúc động, rất muốn lúc đó cúi người xuống, hôn lên cánh môi cô, nhấm nháp một chút mỹ vị của cô. Anh nghĩ, nhất định rất ngọt ngào. Cái ý tưởng này một khi bắt đầu xuất hiện lập tức bị anh ngăn cản. Trong lòng anh hoảng loạn, nhanh chóng rời đi. Cầm lấy mắt kính trên bàn đeo lên. Trong chớp mắt anh rời đi kia, gương mặt đã đỏ ửng lên. Một giây trở lại nguyên hình, anh nói, tôi chỉ là muốn chứng minh, thật ra tôi cũng có thể giống như những người đàn ông khác,
chỉ là tôi không thích những lời như vậy mà thôi. Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh, Bạch Thư Hân còn có chút ngốc nghếch. Gò má cô ứng đỏ, hơi thở thở ra nóng bỏng. Cái quỷ gì vậy? Đột nhiên trêu chọc cô một chút, chỉ là vì chứng minh bản thân. Cô vội vàng uống hai ngụm rượu vang đỏ để đè nén sự kinh sợ. Ôn Mạc Ngôn cũng lập tức trở lại chỗ ngồi, khẩn trương vùi đầu bắt đầu ăn. Không khí lập tức trở nên vi diệu. Hai người không nói một lời, rót rượu liên tục. Bạch Thư Hân cảm thấy vẫn vô dụng, từ quầy rượu lấy ra một chai rượu tequila lâu năm. Cô hiển nhiên không hiểu về rượu, cũng không biết rượu như vậy uống với đá có ngon hơn không. Ôn Mạc Ngôn im lặng đi đến phòng bếp, lấy đá ra, đi lại tới lui trong nhà cô rất tự nhiên. Bạch Thư Hân dựa theo phương pháp của anh uống một ly, cảm thấy rượu trước kia rất khó uống, lập tức trở nên ngọt lành mỹ vị, còn có chút mát lạnh thoải mái, nhất thời mê rượu liên tục uống liền vài ly. Một chai rượu kia cũng uống đến một nửa, lúc này Ôn Mạc Ngôn mới lên tiếng ngăn cản, cái kia, tác dụng của rượu này rất chậm, tôi sợ em say. Có anh ở đây, tôi không sợ, anh là chính nhân quân tử, đúng hay không? Ừ, đúng vậy. Ôn Mạc Ngôn bất đắc dĩ nói. Nhưng em có thể uống say ở trước mặt tôi, không được uống say ở trước mặt người đàn ông khác. Phụ nữ say rượu, có hại đều là phụ nữ, em hiểu chưa? Bạch Thư Hân nghe vậy, lập tức nghĩ tới đêm hoang đường hôm đó. Thật ra Lệ Nghiêm không hề làm điều gì sai, đều là do chính mình chủ động. Lúc ấy, ý thức của cô còn rất thanh tỉnh, rõ ràng có thể đẩy anh ta ra, nhưng cô không ngăn cản, mà để cho sự sai lầm đẹp đẽ này phát triển. Nếu không có một đêm kia, có lẽ Lệ Nghiêm cũng sẽ không tồn tại khúc mắc trong lòng đối với cô. Cô cũng không có hối hận, cũng không có bất luận điều tiếc nuối gì. Chỉ là, về sau cô không bao giờ có thể thoải mái chè chén với anh ta nữa. Cô nghĩ tới điều này, ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều, ngửa đầu rót một chén rượu xuống bụng. Cô ngồi trên sofa, vì uống quá nhiều nên nhẹ nhàng dựa vào vai Ôn Mạc Ngôn. Tên nhóc anh vì sao lại không yêu đương? Bộ dáng tuấn tú, phẩm tướng cũng tốt, nhân phẩm càng là không có gì để nói, vì sao anh không tìm một người? Không tìm thấy người thích hợp, cũng không muốn tìm kiếm qua loa. Ôn Mạc Ngôn uống nhiều nhưng mặt vẫn không đổi sắc, cách nói năng văn nhã. Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, cưng chiều nhìn Bạch Thư Hân. Cô không biết, anh đã một mình ở nhà luyện tập nói chuyện thật lâu với tấm hình của cô. Anh đặc biệt đi hỏi bộ phận nhân sự muốn một tấm hình so sánh lúc Bạch Thư Hân nhậm chức, phải liên hệ dựa vào tấm hình kia. Anh cũng không dám nói cho cô, sợ cô cho rằng bản thân anh là một người biến thái. Anh cũng không muốn mỗi lần nói chuyện với cô đều phải tránh đi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. Anh còn lén báo lớp tập thể hình, lớp quyền anh, mỗi ngày tan tầm đều đi huấn luyện tuy rằng mỗi ngày kết thúc đều eo đau lưng đau, máu ứ đọng cả người. Nhưng anh cũng có thu hoạch, sức lực tay chân rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Ngoại trừ còn khó có thể khống chế việc ngất do máu, nhưng chỉ cần không phải một vũng máu lớn, bản thân vẫn có thể nỗ lực chống đỡ. Anh chưa bao giờ chán ghét bản thân mình trước kia như thế, anh cảm thấy bản thân có thể trở nên càng tốt hơn. Bạch Thư Hân, tôi làm bạn trai của em được không? Tôi nguyện ý giúp em ứng phó với người trong nhà. Sao anh lại nhiệt tình như thế này? Giúp tôi anh có lợi ích gì sao? Bạch Thư Hân mắt say lờ đờ mông lung nhìn anh, tâm địa người này thật tốt quá, còn có thể miễn phí làm bạn trai giả cho người ta. Không, không có lợi ích gì. Cô đột nhiên nghiêm túc nhìn anh như thế, ngược lại khiến anh có chút ngượng ngùng, nhanh chóng trốn tránh khỏi ánh mắt của cô. Tôi không muốn em qua loa như vậy, em tốt như vậy, ưu tú như vậy, sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn, không đáng vì người khác mà làm tổn thương chính mình. Em nói có đúng hay không? Anh ta không thích em. Chứng tỏ anh ta không phải người phù hợp của em. Đối tượng hẹn hò hiện tại của em cũng không hề có tình cảm với em cũng không phải chồng của em. Em còn trẻ, em gấp cái gì? Đúng vậy, tôi còn trẻ, tôi gấp cái gì? Tôi không vội, thế nhưng trong lòng rất trống rỗng và hoảng sợ. Thoáng cái, đem người đàn ông mình thích nhiều năm móc ra khỏi tim, cảm giác rất đau. Bạch Thư Hân nắm lấy bàn tay to của anh, đặt ở trên ngực mình, mắt ướt át nhìn anh. Anh sờ xem, nó đang đổ máu, nó cũng đang kêu đau. Toàn thân Ôn Mạc Ngôn cứng đờ, đột nhiên không kịp phòng ngự. Đôi tay nhỏ của cô còn mạnh mẽ đặt trên mu bàn tay của mình, bàn tay mềm mại ấm áp như vậy, như là đang trêu chọc trái tim anh. Cách lớp quần áo,
anh cũng có thể cảm nhận được độ ẩm cuồn cuộn không ngừng truyền đến trên người cô. Độ cong mơ hồ kia, cùng với làn hơi mơ màng, khiến anh có hơi rung động. Anh đang nghĩ bậy bạ sao? Anh sợ tới mức cả người run lên, nhanh chóng lấy tay ra. Bạch Thư Hân bị hành động hất tay đột ngột của anh làm cho hoảng sợ, nói, anh bị sao vậy? Không, không có gì. Ôn Mạc Ngôn, thật ra anh không mang mắt kính cũng rất đẹp, độ cận thị của anh rất cao sao? Không, không cao, chỉ là thói quen. Nếu như anh không mang mắt kính, khẳng định sẽ có rất nhiều em gái thích anh, người trước người sau nhào tới. Vậy tôi vẫn nên đợi thôi, tôi sợ phiền toái. Anh đẩy chiếc mắt kính trên mũi, buồn bực nói. Thế nhưng tôi nhìn rất thuận mắt, Bạch Thư Hân vừa nói, vừa một tiếng thật to. Ở trước mặt Ôn Mạc Ngôn, cô không hề quan tâm tới hình tượng. Ở trong mắt cô, Ôn Mạc Ngôn chính là chị em tốt. Là một em gái cẩn thận, tài giỏi, và là một tri kỷ. Còn cần cô bảo vệ, không có việc gì làm là thích làm việc nhà, trông hoa, nếu ai cưới anh, thật là có phúc. Khó trách lần nào cô nhắc đến anh, đều bảo là gả chồng, quả nhiên là nói không sai. Ôn Mạc Ngôn nghe được lời này, đảo mắt nghiêm túc nhìn cô. Trong mắt anh, ánh sáng hổ phách hiện lên rực rỡ, trông rất thuần khiết. Thật vậy chăng? Đúng vậy, tôi cảm thấy rất đẹp. Ôn Mạc Ngôn nghe xong, trực tiếp gỡ mắt kính xuống. Thật là đẹp mắt, thật ngoan. Bạch Thư Hân nhéo nhéo mặt anh, về sau theo chị đây lăn lộn, bảo đảm cho anh ăn sung mặc sướng. Bạch Thư Hân, tôi là một người đàn ông. Ôn Mạc Ngôn không khỏi nâng cao giọng. Rất khó tưởng tượng, anh là một người đàn ông. Em. Ôn Mạc Ngôn có chút tức giận, đây chính là tính chất nguyên tắc của vấn đề. Anh đột nhiên ghé sát vào, Bạch Thư Hân cũng không biết né tránh, mũi hai người đều sắp đụng vào một chỗ. Trên người cô mang theo mùi rượu thơm nồng, trộn lẫn với mùi nước hoa nhàn nhạt, quyến rũ vô cùng. Đúng lúc này, Cách Vách còn truy đến tiếng rên rỉ như có như không. Ôn Mạc Ngôn còn rất thanh tỉnh, biết nhà ở này hiệu quả cách âm không tốt, cho nên âm thanh trái phải Cách Vách nghe được rành mạch. Âm thanh kỳ quái kia, khiến sự ái muội giữa hai người không ngừng tăng lên. Anh hôn hay là không hôn đây? Sau khi Bạch Thư Hân say rượu, sự ngỗ ngược hàng ngày đã giảm xuống, ngược lại trở nên ngây thơ, cũng không càn quấy như lần trước, vô cùng ngoan ngoãn, giống như là con mèo hoang nhỏ bị cắt móng vuốt. Cô mơ màng nhìn anh, mắt hơi hơi phiếm hồng và ngập nước. Lông mi cô giống như cánh bướm, nhẹ nhàng rung động, liên tục chớp chớp. Cô nhìn làn da trắng nõn tinh tế kia của Ôn Mạc Ngôn, không khỏi cảm thán nói, làn da của anh cũng thật tốt, có thể nói cho tôi biết anh dùng mỹ phẩm dưỡng da gì được hay không? Cô vươn tay, bàn tay nhỏ bé hơi nóng vuốt ve trên gò má lạnh băng của anh, có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Cô giống như bắt được một món đồ chơi mới, có chút yêu thích không buông tay, sờ sờ, nhéo nhéo, đầu ngón tay trêu chọc chạm lên trên cánh môi anh. Cánh môi đàn hồi rất tốt. Căng mọng như trái cây. Đầu ngón tay cô mang theo hương thơm như có như không, luồn vào hơi thở. Anh là người có tự lượng tốt như vậy, giờ phút này vậy mà bắt đầu có một chút men say. Anh bình tĩnh nhìn người phụ nữ bên cạnh, vậy mà cô lại chủ động tiến lại gần. Mục đích của Bạch Thư Hân rất đơn thuần, chính là muốn nếm thử thạch trái cây này có hương vị gì, ăn ngon không mà thôi. Cô gần như không ý thức được trước mắt là một người sống sờ sờ. Cô càng tới gần, cơ thể Ôn Mạc Ngôn càng cứng đờ. Anh cảm thấy lưng của mình cũng toát ra chút mồ hôi, cơ thể không thể hiểu được nóng lên, khiến anh muốn cởi bỏ cúc áo sơ mi. Mắt thấy đôi môi hồng nhuận của Bạch Thư Hân sắp tiến lại gần, ma xui quỷ khiến vậy mà anh lại đẩy cô ra thật mạnh. Bạch Thư Hân trực tiếp bị anh đẩy xuống sofa, ngã chỏng vó. Đau đớn khiến cô thoáng thanh tỉnh. Cô mê man nhìn mọi thứ xung quanh, ngơ ngác nhìn Ôn Mạc Ngôn. Tôi, có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Sao tôi lại ở trên mặt đất, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cô hỏi liên tiếp ba câu. Ôn Mạc Ngôn nói, em uống say, nói năng lung tung, em vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Anh đứng dậy từ trên sofa, chân tay có chút luống cuống. Hả, vậy sao? Cô lắc lư đứng lên từ trên mặt đất, nhưng mà không đứng vững, trực tiếp ngã về phía trước. Ôn Mạc Ngôn theo bản năng. Vững vàng tiếp lấy cô, ôm cô ở trong lòng. Cảm ơn chàng trai dễ thương. Ôn Mạc Ngôn nghe thấy lời này, có chút không vui. Tôi là đàn ông,
không được dùng từ ngữ nữ tính như thế để hình dung tôi. Ai dô, không cần nghiêm túc như thế đâu, tôi chỉ thuận miệng nói một chút. Đừng nóng giận nha, ngoan. Cô sờ sờ tóc của Ôn Mạc Ngôn. Anh nhíu chặt mày, có ai nói cho cô biết rằng đầu của đàn ông cũng không thể tùy tiện sờ hay không? Đàn ông sờ đầu phụ nữ, đó là cương chiều. Nhưng phụ nữ sờ đầu đàn ông, đó là đang sờ đầu chó mèo, được chứ? Ở trong mắt cô, bản thân mình lại quân tử như thế, thật sự không hề có tính nguy hiểm sao? Rốt cuộc là cô tin tưởng nhân phẩm của anh, hay là vẫn luôn đối xử với anh như chị em? Anh chính là một người đàn ông. Ôn Mạc Ngôn có chút tức giận, trực tiếp xoay người đè cô ở trên sofa thật mạnh. Anh dựa vào rất gần, không có mang mắt kính, ngoại trừ cảm giác nhã nhặn kia, vậy mà trở nên có chút sắc bén hơn. Người đàn ông này, cũng có lúc nguy hiểm như vậy. Trong lúc nhất thời cô không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Bạch Thư Hân, tôi lại lặp lại một lần nữa, tôi là đàn ông. Không được dùng ánh mắt như nhìn bạn bè để nhìn tôi, điều này khiến tôi rất khó chịu. Anh tức giận sao? Tôi sẽ trừng phạt cô. Sao, ví dụ như, Ôn Mạc Ngôn tiến lại gần, muốn hôn cánh môi cô, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí, không dám xâm phạm, cuối cùng nụ hôn này nhẹ nhàng dừng trên trán của cô. Như là chuồn chuồn lướt nước, cô chỉ cảm thấy cánh môi anh man mát lành lạnh, rất thoải mái. Anh chỉ biết cái này. Bạch Thư Hân không khỏi nở nụ cười. Không thì như thế nào? Hình tượng nghiêm túc anh vừa mới xây dựng trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Đây vẫn là lần đầu tiên anh ôm một người con gái, còn hôn người khác. Tuy rằng nụ hôn này trên ý nghĩa cũng không tính là cái gì. Để chị đây dạy cho. Dứt lời, đôi tay Bạch Thư Hân liền ôm lấy cổ anh, đôi môi hồng nhuận xông tới. Cô vẫn luôn cảm thấy tuổi tác mình lớn hơn Ôn Mạc Ngôn, Ôn Mạc Ngôn giống như một cậu nhóc mới lớn thẹn thùng. Cánh môi cô rất mềm mại. Chiếc lưỡi đinh hương vô cùng tùy tiện. Hơn nữa bên tai còn truyền đến tiếng rên rỉ như có như không, khiến cả người anh ngây ra như phỗng. Anh vẫn còn rất ít kinh nghiệm đối với việc giữa nam và nữ. Bạch Thư Hân đùa giỡn một hồi, sau đó buông lỏng cơ thể anh ra, liếm liếm đầu lưỡi. Thạch trái cây này ăn thật ngon nha, anh ấy mua ở đâu vậy? Lần sau, liên kết Shopee cho tôi. Bạch Thư Hân không chịu nổi men say, mê man ngủ thiếp đi. Ôn Mạc Ngôn vẫn đứng tại chỗ, ngón trỏ khớp xương chạm lên cánh môi. Vừa rồi, cô ấy hôn mình sao? Người phụ nữ này tại sao khi uống say lại trở nên to gan như thế? Thế này về sau sao anh dám yên tâm để cô cùng với người đàn ông khác đi ra ngoài uống rượu? Gặp được mình thì không sao cả, nhưng nếu gặp được người đàn ông khác cũng nhào vào trong ngực như thế, chủ động hôn người ta, vậy thì phải làm sao? Ôn Mạc Ngôn tưởng tượng đến điều này, cảm thấy có chút tức giận. Nhưng, hơn cả tức giận, tận đáy lòng còn có chút cảm xúc khác. Giống như, cảm giác cũng không tệ lắm, như lập tức mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới. Trong đầu anh không ngừng hiện ra cảnh tượng vừa rồi, gương mặt ngày càng đỏ. Anh bất đắc dĩ nhìn người nào đó bất tỉnh nhân sự, cũng không biết nên tức hay nên cười. Anh ôm Bạch Thư Hân về phòng, sau đó chăm chỉ làm việc nhà cho cô, rửa sạch chai rượu, mở cửa sổ ra cho thoáng khí, thuận tiện còn quét một lần. Lúc Bạch Thư Hân tỉnh lại, Ôn Mạc Ngôn đã đi về. 12 giờ cô tỉnh lại, bóng đêm thâm trầm. Cô không thể kiềm chế nổi cơn khát nước, lúc này mới tỉnh lại. Cô rời giường chuẩn bị tìm nước uống, không ngờ đầu giường đã đặt sẵn một ly nước chanh. Bên trong còn bỏ thêm mật ong, có chút hơi ngọt. Cô vừa uống vừa nhìn giấy ghi chú bị đè ở phía dưới. Uống nhiều nước chút, nếu không dạ dày em nhất định rất khó chịu. Từ giờ trở đi, tôi chính là bạn trai già của em không thể từ chối. Không thể từ chối. Cô lặp lại những lời này, cảm thấy có chút buồn cười, từ khi nào mà Ôn Mạc Ngôn cũng trở nên mạnh mẽ như thế. Cô đã làm gì sau khi uống rượu vậy? Cô cố gắng nhớ lại nhưng làm cách nào cũng không nghĩ ra, giống như ăn phải một miếng thạch trái cây rất ngon, giống như còn muốn liên kết. Cô có chút mê mang, đứng ở trên ban công gió thổi lạnh, cảm thấy thoải mái vô cùng. Đà Nẵng là thành phố không ngủ, ban đêm càng thêm mỹ lệ, đèn đường, đèn LED tỏa sáng trên cao ốc, không chỗ nào không có mặt đèn neon, nhuộm chân trời thành màu đỏ rực. Cô ngửi thấy được mùi hương lá bạc hà nhàn nhạt, từ ban công cách vách truyền tới. Cô theo bản năng liếc nhìn, cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm.
cô ngồi ở trên ghế treo nghịch điện thoại, phát hiện Ôn Mạc Ngôn gửi tin nhắn cho Minh, yêu cầu cô nhớ trả lời khi tỉnh lại. Anh ấy hẳn là đang ngủ rồi. Nhưng cô vẫn gửi một tin nhắn mang tính tượng trưng. Không ngờ rất nhanh đã nhận được hồi âm. Vậy hiện tại em đang làm cái gì? Ở trên ban công hóng gió, anh còn chưa ngủ sao? Bạch Thư Hân có chút kinh ngạc. Sau đó, cô liền nhìn thấy phòng ngủ của Ôn Mạc Ngôn sáng đèn lên. Ôn Mạc Ngôn đi ra, nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, khiến cô có chút không thể hiểu được. Cô xấu hổ chào hỏi, anh còn chưa ngủ à? Là tôi đánh thức anh sao? Không có, tôi đang chờ em. Chờ tôi, nếu như tôi vẫn không trả lời tin nhắn, anh sẽ không ngủ sao? Dù sao hiện tại cũng không ngủ được. Đúng rồi, vừa nãy em uống say, còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì không? Ý của anh là sở dĩ anh không ngủ được vì vẫn luôn hoang mang vì nụ hôn kia. Một loại cảm giác kỳ quái lan tràn ở trong lòng. Bị anh hỏi như thế, Bạch Thư Hân cũng nghĩ tới. Có phải anh cho tôi ăn thạch trái cây hay không? Hình như ăn rất ngon, đến bây giờ tôi còn nhớ rõ cảm giác đàn hồi kia. Anh mua ở đâu vậy? Siêu thị hay là Shopee? Có liên kết không? Cái gì? Ôn Mạc Ngôn nghe được lời này, sắc mặt trong nháy mắt đen kịt. Xảy ra chuyện gì? Em chỉ nhớ rõ thạch trái cây. Ôn Mạc Ngôn vội vàng truy hỏi. Chẳng lẽ không còn cái gì khác sao? Người phụ nữ này sao lại mơ hồ như thế? Hôn môi và thạch trái cây cũng có thể lẫn lộn được sao? Vậy anh nhớ thương đến tận bây giờ, làm gì cũng không ngủ được, thì ra chỉ là do anh đang suy nghĩ miên man ư. Không thì sao? Bạch Thư Hân vô tội nhìn anh. Anh đang phát điên cái gì vậy? Tại sao cảm xúc lại trở nên kích động như thế? Chẳng lẽ, tôi đùa giỡn anh à? Chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Cô liếc nhìn quần áo của mình, hoàn hảo không tổn hao gì, còn mang theo mùi rượu. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, anh chính là chính nhân quân tử mà. Ai dù cho đã xảy ra chuyện gì, hai người chúng ta đều là người trưởng thành rồi, anh cũng không cần quá so đo. Bạch Thư Hân, anh đột nhiên gằn từng chữ một kêu tên cô, khiến trái tim cô run rẩy. Lời này có sát khí. Cô có chút sợ hãi nhìn anh không mang mắt kính, cảm giác trở nên thật nghiêm túc, đứng đắn, cũng thật hung dữ. Là, làm gì? Tôi nói sai rồi sao? Không có gì, ngủ ngon. Ôn Mạc Ngôn đè nén sự tức giận, nói ra bốn chữ, rồi xoay người rời đi. Cửa ban công phanh một tiếng đóng lại, sau đó đèn cũng tắt. Bạch Thư Hân cảm thấy không thể hiểu được, sao lại đột nhiên tức giận như vậy? Chẳng lẽ, cô ăn một cái thạch trái cây của anh nên anh tức giận? Đến mức này sao? Cô không hiểu chuyện gì, gần như không biết bản thân thật sự đùa giỡn anh, quan trọng nhất chính là... Ôn Mạc Ngôn không thích thái độ thờ ơ như thế của cô. Cô là một đứa con gái còn không để bụng, vậy mà một ông lớn như anh lại nhớ kỹ đến bây giờ, có vẻ có chút buồn cười. Ngày hôm sau, Bạch Thư Hân đi làm, đầu còn có chút đau. Cô đã rất lâu không tới công ty, nghe được không ít điều bát quái. Từ sau khi Ôn Mạc Ngôn tới, hiệu suất của tổ hạng mục tăng lên rất nhiều dự án hợp tác cũng lấy được. Có người thậm chí nói anh làm nghiệp vụ viên thật sự là đáng tiếc, nên làm người đàm phán. Anh ở trên bàn hội nghị, cân nhắc mặt tốt mặt xấu, nói cho đối tác hợp tác tâm phục khẩu phục, ước gì có thể cùng hợp tác với Di, C. Không ít người nhìn vào năng lực của Ôn Mạc Ngôn mà chủ động tới đây. Bạch Thư Hân đối lời đồn như vậy thì cười cho qua chuyện, bởi vì thật sự cô không thể tin được. Một Ôn Mạc Ngôn nói chuyện còn không lưu loát, vậy mà có thể tranh cãi phản bác lại. Nếu nói anh có thể uống rượu, cô còn tin. Người đàm phán. Danh hiệu cao như này vẫn là thôi đi. Bạch Thư Hân kết thúc hóa đơn kia, muốn đi đến các bộ phận khác để kiểm tra đối chiếu. Lúc cô đi ngang qua phòng họp chung thì thấy được hình bóng quen thuộc. Ôn Mạc Ngôn đang ở bên trong, giám đốc tổ hạng mục cũng ở đấy, nhưng mà Ôn Mạc Ngôn lại ngồi ở ghế đầu, dáng vẻ giám đốc vâng dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cô có chút kinh ngạc, không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa. Ôn Mạc Ngôn cũng không chú ý tới cô ở bên ngoài, đang cầm phương án hợp tác, và đối tác hợp tác nói cái gì đó. Đôi môi mỏng của anh chuyển động, cô không nghe được anh nói cái gì, nhưng nghĩ đến tiếng nói trầm thấp của anh, liền cảm thấy rất hưởng thụ. Mà đối tác hợp tác kia liên tục gật đầu, vô cùng vừa lòng nhìn Ôn Mạc Ngôn. Sau đó hai bên ký tên đóng dấu, đứng dậy bắt tay. Bạch Thư Hân cũng vội vàng thu hồi ánh mắt,
nhưng không ngờ lại đụng phải một người trước mặt. Á! Cô lùi về phía sau vài bước, ba tách cà phê nóng đầy đều đổ lên người cô. Cô nhanh chóng nhấc áo lên, tránh cho làn da bị phỏng. Về phần văn kiện toàn bộ đều bị hủy hoại. Bạch Thư Hân còn chưa chỉ trích người kia, không ngờ đối phương đã đánh đòn phủ đầu. Đinh Thị Dinh nhướng mày, tức giận nhìn cô. Bạch Thư Hân, cô cố ý phải không? Đi đường không nhìn đường, mắt cô để trang trí sao? Một người sống sờ sờ như này mà cô còn không nhìn thấy, còn đụng phải tôi. Bạch Thư Hân nghe vậy liền cảm thấy tức giận trong lòng. Cô quả thật không thấy được, nhưng chẳng lẽ mắt Đinh Thị Dinh cũng mù rồi sao? Nhìn không thấy cô đang thất thần, còn xông thẳng vào trước mặt cô. Cô nhíu mày lại, đôi mắt đẹp nhiễm sương lạnh, cô nói thêm câu nữa thử xem. Lời nói này vô cùng áp bức. Đinh Thị Dinh bị dọa đến mức cả người run lên, cô ta đúng là cố ý đâm tới, ai bảo cô đi gần với người đàn ông cô ta thích như vậy. Nhưng, không có bằng chứng, cô có thể tóm cô ta như thế nào? Đinh Thị Dinh siết chặt đôi tay nhỏ, nói, làm sao? Chẳng lẽ cô còn muốn ỷ vào thân phận nhà họ Bạch khiến tôi nhục nhã à? Tôi ngược lại muốn nhìn xem, cô sẽ ỷ vào việc bản thân là con cháu quân nhân mà làm sằng làm bậy như thế nào? Con cháu quân nhân, làm sằng làm bậy. Tám chữ này một khi nói ra, lập tức khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dù cho Bạch Thư Hân cãi lại, cũng không thể tránh được, nếu truyền đi sẽ chỉ khiến nhà họ Bạch khó xử. Chú cô cương trực công chính, kiêng kỵ nhất loại lời đồn ba hoa này. Cô cũng không thể khiến nhà họ Bạch mất mặt. Cô gắt gao mà siết chặt nắm tay, cố nén cơn tức giận. Đinh Thị Dinh, lần sau đi đường thì cố mà quan sát, tôi không thấy đường, cô cũng đừng có mà nhắm hai mắt đi đường. Cô, ý cô là mắt tôi mù, cô rõ ràng đã làm sai, còn kiêu ngạo như thế. Đinh Thị Dinh chỉ vào mũi cô mà nói, cuộc cãi vã bên ngoài đã kinh động đến người ở bên trong. Đám người Ôn Mạc Ngôn đi ra, Ôn Mạc Ngôn làm giám đốc mang theo đối tác hợp tác rời đi trước, để tránh việc không hay. Sau đó nhìn về phía Bạch Thư Hân, nói, chuyện là như thế nào? Không có việc gì. Cô nhàn nhạt nói. Ôn Mạc Ngôn nghe vậy, mạnh mẽ híp mắt. Nếu cô nói rõ là đã xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ làm cho cô hết giận. Nhưng, cô lại chỉ nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ như không có việc gì. Trong nháy mắt khiến anh cảm thấy bản thân trở nên thật vô dụng. Cô là người rất sợ phiền phức, không thích người khác gây phiền toái cho mình, cũng không muốn bản thân gây phiền phức cho người ta, chẳng khác nào cắt đứt con đường chủ động lấy lòng của người khác. Vậy anh việc gì phải giả vờ làm người tốt? Anh siết quả đấm, nhìn về phía Đinh Thị Dinh, cô nói đi. Vẻ mặt Đinh Thị Dinh ái mộ nhìn Ôn Mạc Ngôn, dáng vẻ anh không mang mắt kính thật sự vô cùng đẹp trai, cả người đều sắc bén lên không ít. Trước đây như là bảo kiếm trong bao, tự mình thu liễm mũi nhọn. Hiện giờ, mũi nhọn hiện ra hết, vô cùng sắc bén. Người đàn ông cô ta nhìn chúng, quả nhiên là tốt nhất. Cô chỉ vào Bạch Thư Hân, nói, là cô ấy, đi không nhìn đường, còn đụng phải tôi. Làm cho tất cả đống cà phê tôi cực khổ nấu đều đổ hết. Anh thích nhất là cà phê kiểu Mỹ, tôi còn bỏ thêm cho anh nửa đường nửa sữa, khẩu vị mà anh yêu nhất nữa. Nói xong chưa? Tôi còn có việc vội, không có thời gian nói lời vô ích với cô. Nếu như cô tức giận thì cứ tới thẳng bộ tài vụ, chúng ta từ từ nói. Thật sự không được thì điều tra camera giám sát, nhìn xem là ai đâm phải yêu. Bạch Thư Hân thẳng thắn nói, không cho Đinh Thị Dinh bất kỳ cơ hội gì. Mọi việc đều cần phải có chứng cứ, đó là sở trường của cảnh sát phá án. Cô không phải những nữ sinh nhu nhược nhỏ xinh, sẽ không làm ra dáng vẻ đáng thương. Khiến người khác thương yêu. Dáng vẻ kia của Đinh Thị Dinh làm cho cô khinh thường. Về phần Ôn Mạc Ngôn có ăn hay không, cô cũng không quan tâm. Sau đó, cô không thèm nhìn hai người, trực tiếp xoay người rời đi. Đinh Thị Dinh nhìn vẻ kiêu ngạo của cô, tức giận chỉ vào bóng lưng cô và quát lớn, cô đừng ỷ nhà mình có chút thế lực, không nhờ gia đình thì không ai biết Bạch Thư Hân cô là ai đâu. Cô quá kiêu ngạo mà, Ôn Mạc Ngôn, anh nói có đúng không? Sau khi Đinh Thị Dinh nói xong thì quay qua nhìn Ôn Mạc Ngôn, nhưng không ngờ anh ta đang dõi theo bóng lưng của Bạch Thư Hân, có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó, hoàn toàn không chú ý nghe mình nói. Cô ta càng thấy tức giận hơn nữa nhưng vẫn cố kiềm nén. Cô ta đẩy Ôn Mạc Ngôn một cái, lúc này anh ta mới định thần lại. Nếu không có chuyện gì tôi đi trước đây, tôi vốn không thích uống Americano.
Nói rồi anh quay lưng rời khỏi. Anh chấm ANS không phải thích uống Americano sao? Đinh Thị Dinh sững sờ. Mỗi khi quản lý mời uống cà phê, Ôn Mạc Ngôn đều chọn cho mình một ly Americano, ít đường ít sữa. Lẽ nào, không phải sao? Thật ra là vì Ôn Mạc Ngôn sợ phiền phức, uống món gì cũng được nên đã lựa chọn ly gần mình nhất. Cho dù anh có thật sự thích đi chăng nữa nhưng từ giây phút này, anh cũng sẽ không thích nữa. Anh đến phòng kế toán nhưng Bạch Thư Hân lại không có ở chỗ làm việc. Bạch Thư Hân đâu? Anh vội vã kéo một đồng nghiệp lại hỏi. Cô ấy xin phép về rồi, hình như bị bỏng khá nặng đấy, cũng không biết ai lại bất cần như thế, đi đường mà không biết để ý xung quanh. Người đồng nghiệp nói trong sự tức giận. Ôn Mạc Ngôn nghe thế, trái tim anh như thắt lại. Đó là cà phê mới nấu xong, tất nhiên là rất nóng rồi, và lại còn ba ly nữa. Anh vội vàng quay lưng rời khỏi, gấp gáp quay trở lại chung cư. Bạch Thư Hân đi đến bệnh viện lấy thuốc rồi quay về ký túc xá. Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, biết ngay là Ôn Mạc Ngôn nên không hề có ý định mở cửa. Cô không phải là đồ ngốc, tất nhiên nhìn ra Đinh Thị Dinh có ác ý với mình. Vì sự an toàn, tốt nhất là nên giữ khoảng cách với cô ta càng xa càng tốt. Cô cứ ngỡ cô ta không phải là khắc tinh của mình, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cô ta vẫn cứ là khắc tinh. Lần trước đến biệt thự ở một đêm thì bị người ta bắt cóc. Tối hôm qua tự dưng bị cô ta hăm dọa. Hôm nay còn xảy ra việc này nữa. Đúng là một năm không may mắn mà. Cô không hề mở cửa, cũng không hề lên tiếng, giả vờ như không có ai ở nhà. Cô thay đồ trong phòng, đến áo ngực cũng cởi ra rồi, thật ra vết bỏng trước ngực cũng khá nghiêm trọng. May là cô cởi bỏ quần áo kịp thời nên không đến mức nổi vết phồng nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu. Trong lúc cô đang bôi thuốc, đột nhiên nghe thấy bên ngoài ban công có tiếng động. Trong lúc còn đang nghi ngờ thì cánh cửa ban công đột nhiên bị ai đó mở ra từ bên ngoài. Sau đó, có ai đó đã kéo rèm cửa ra. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Bạch Thư Hân đứng như trời trồng. Cô đang ngồi trên giường, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, còn phần trên thì không mảnh vải che thân. Ôn Mạc Ngôn vừa trèo từ dàn máy lạnh ngoài ban công vào, cũng may là Bạch Thư Hân không hề khóa cửa ban công, nên anh ta đã nhìn thấy cơ thể của Bạch Thư Hân. Xin chấm xin lỗi. Ôn Mạc Ngôn giống như bị điện giật, anh ta lập tức quay lưng đi. Nào ngờ ầm một tiếng, anh ta đập rất mạnh vào cánh cửa ban công khiến cơ thể to lớn của anh ta bị dội ngược lại. Cánh cửa ban công rất gần với giường, chẳng qua chỉ cách vài bước chân mà thôi. Bạch Thư Hân mở to mắt nhìn Ôn Mạc Ngôn bị dội ngược lại, ngã hoạch xuống giường và nhìn thẳng vào mình. Góc độ này, rất mê hoặc, mẹ kiếp. Bạch Thư Hân thốt ra một câu chửi thề, cô nhanh chóng kéo cái gối qua và che chắn cơ thể mình lại. Lẽ ra cô muốn kéo cái chăn nhưng cái chăn đã bị anh ta nằm đè lên rồi, cô không thể làm được gì cả. Cô tung ra một bạt tay khiến Ôn Mạc Ngôn choáng váng hết mặt mày. Sau đó thì tung ra một cú đá đã khiến anh ta ngã lăn lóc xuống đất. Trong lúc anh ta chuẩn bị bò lên thì phía đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh tanh của Bạch Thư Hân. Nếu anh dám bò lên và nhìn tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ móc con mắt anh ra, chặt tay chân của anh và cắt cậu nhỏ của anh đó. Ôn Mạc Ngôn vừa nghe thấy lập tức ngồi thụp dưới đất, không dám nhúc nhích. Trên mặt đang rất đau nhưng anh vẫn không dám động đậy. Máu. Anh ngửi thấy mùi máu tanh, không phải từ miệng chảy ra mà là từ mũi. Anh không dám mở mắt ra, sợ mình thấy sẽ ngất xỉu đi. Bạch Thư Hân lập tức nhảy xuống giường và xông vào nhà vệ sinh. Một lúc sau đã mặc một chiếc áo choàng tắm đi ra. Ôn Mạc Ngôn, anh đang làm gì thế? Vào nhà ăn trộm hả? Bạch Thư Hân kích động nói, tự nhiên cơ thể mình bị anh ta nhìn thấy hết trơn. Tôi chỉ là lo lắng cho em không mở cửa, tôi còn tưởng bên trong em xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ tôi có thể đứng dậy chưa? Đứng lên đi. Bạch Thư Hân nói một cách hung dữ. Anh ta nhắm nghiền đôi mắt đứng dậy nói. Em có thể cho tôi một tờ khăn giấy không? Bạch Thư Hân nhìn thấy đống máu mũi, lập tức chau mày lại. Đồ lưu manh. Tôi không phải. Ôn Mạc Ngôn muốn giải thích gì đó nhưng phản ứng của mình thật sự quá rõ ràng. Lần này nhìn thấy còn nhiều hơn lần trước say rượu. Anh ta là người đàn ông bình thường, có chút phản ứng sinh lý cũng là điều dễ hiểu thôi. Bạch Thư Hân lấy cho anh ta tờ khăn giấy ướt, anh nhanh chóng lau và mở mắt ra lần nữa. Vừa rồi chấm xin lỗi, nếu tôi nói tôi không cố ý, em có tin không?
thế anh có tin tôi cắt cậu nhỏ của anh không? Bạch Thư Hân đưa tay muốn đánh nhưng không ngờ anh ta chỉ đứng yên tại chỗ, cũng không né tránh, chỉ nhắm mắt lại và mặc cho cô ấy đánh. Bạch Thư Hân đột nhiên cảm thấy không còn muốn đánh nữa, anh ta cũng chỉ là vô ý mà thôi. Cô nhìn ra ngoài ban công, giữa hai nhà cách nhau một cái cục máy nóng lạnh, ở giữa vẫn còn chút khoảng cách, tên này làm sao mà trèo lên được thế? Tòa nhà cao như vậy, lỡ té xuống không chết chắc cũng gãy chân, liệt nửa người thì phải làm sao đây? Anh chán sống hả, dám trèo vào từ bên ngoài. Tôi lo lắng cho em. Ôn Mạc Ngôn nói một cách cẩn trọng. Lo lắng cho tôi, thế sáng sớm anh đã làm gì chứ? Nếu như không phải anh ta, mình sẽ xui xẻo như thế sao? Thế bây giờ em không sao chứ? Anh ta hỏi. Không sao, anh cút ngay cho tôi, đừng để tôi nổi điên. Vừa nãy tôi nhìn thấy rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Chịu cái đầu của anh cút ngay cho tôi. Bạch Thư Hân phòng ánh mắt dữ tợn đuổi anh ta ra ngoài, dầm một tiếng đóng cánh cửa lại. Ôn Mạc Ngôn bị đuổi khỏi cửa. Ôn Mạc Ngôn cũng có chút ngượng ngùng, thế nào mà lại nhìn thấy cơ thể của cô lúc đang bôi thuốc chứ? Sau này làm sao có thể làm bạn nữa đây? Bạch Thư Hân cảm thấy chán nản muốn chết, cô chỉ muốn nằm yên trên giường mà thôi. Chính lúc này, bên tai vang lên tiếng động ở ban công nhà bên cạnh. À này, em đừng giận có được không? Em có thể đánh tôi cho đến khi hả cơn giận, quả thật là lỗi của tôi nhận lỗi. Bạch Thư Hân, em đừng giận nữa, tối nay tôi sẽ nấu đồ ăn ngon cho em. Bạch Thư Hân, em trả lời tôi đi có được không? Bạch Thư Hân chịu không nổi sự phiền phức của anh ta nên đã xông ra ngoài. Rốt cuộc anh nói xong chưa hả? Nhìn thấy cũng đã nhìn thấy rồi, cả hai giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì có được không? Anh cứ ở đó lẩm bẩm gì thế hả? Lẽ nào anh muốn cả thế giới biết anh đã nhìn thấy cơ thể tôi hay sao? Ôn Mạc Ngôn bị quát đến mức chút tinh thần còn sót lại cũng không còn. Anh ta cúi đầu xuống, rất lâu sau đó mới mở miệng nói. Em rất ghét tôi có đúng không? Anh biết thì tốt rồi, đừng có bày nhiều trò nữa, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi, nghe thấy chưa hả? Nói xong, cô đóng cửa ban công lại cái rầm. Ôn Mạc Ngôn nở nụ cười chua chát. Quả nhiên tên ngốc như anh, không hề có duyên với phụ nữ. Khó khăn lắm mới coi một người con gái là bạn nhưng anh cứ không ngừng gây ra phiền phức, lẽ nào cô ấy ghét mình đến thế sao? Thư Hàn tức giận đến mức cả ngày không hề bước ra khỏi cửa. Cô nằm trong nhà, đói thì gọi giao hàng tới, không muốn làm việc gì cả. Lúc chập tối, Lý Hải Long gọi điện thoại đến bảo cùng nhau đi ăn tối. Cô hơi do dự rồi mượn lý do mình không khỏe mà từ chối. Lý Hải Long cũng rất biết điều nên không nói thêm gì cả. Cô suy đi nghĩ lại cảm thấy những lời trước đó mình nói có chút quá đáng, cô do dự một chút rồi quyết định gọi điện thoại cho Ôn Mạc Ngôn. Điện thoại reo rất lâu nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cuối cùng lúc cô chuẩn bị bỏ cuộc thì có người bắt máy rồi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hứa Minh Tâm. Ôn Mạc Ngôn có ở biệt thự không? Ôn Mạc Ngôn, bị tai nạn giao thông rồi. Hứa Minh Tâm chậm chậm nói ra mấy chữ, từng câu từng chữ giống như cây kim đâm vào trái tim cô. Bạch Thư Hân nghi ngờ mình nghe nhầm nên bất giác hỏi lại lần nữa. Cậu nói cái gì? Hứa Minh Tâm đem toàn bộ sự việc kể cho Bạch Thư Hân nghe. Buổi chiều Ôn Mạc Ngôn bị quản lý tổ tiết mục đột ngột gọi đến tỉnh Hải Dương tham gia một dự án. Nào ngờ trên đường đi gặp phải một tài xế xe tải say rượu xông ra giữa đường, vừa hay đụng vào xe của Ôn Mạc Ngôn. Đầu xe tải đụng vào cửa xe của Ôn Mạc Ngôn nên vị trí tài xế bị thương nghiêm trọng nhất. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa anh ta vào bệnh viện, bởi vì chảy máu quá nhiều nên tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Người quản lý chỉ bị gãy xương sườn thôi, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Thư Hân nghe thấy tin tức này, nội tạng như muốn lộn ngược ra. Thư Hàn, cậu vẫn đang nghe máy chứ? Tớ đây, một hồi sau cô mới định thần lại. Bây giờ tớ không thể nói nhiều với cậu, cô vẫn chưa biết chuyện này, tớ phải về chăm sóc cho cô đây. Ở bệnh viện nào thế, tớ sẽ đến đó. Hứa Minh Tâm nhanh chóng nói ra địa chỉ. Bệnh viện này ở phía tây Đà Nẵng, Ôn Mạc Ngôn bị tai nạn giao thông nên được đưa đến bệnh viện gần nhất, đến bây giờ vẫn đang làm phẫu thuật và chưa tỉnh lại. Bạch Thư Hân lái xe như bay, cửa sổ xe kéo xuống khiến gió lạnh ùa cả vào trong xe. Lòng cô như bị lửa thiêu đốt, loạn hết cả lên, chỉ có những cơn gió lạnh này mới có thể khiến cô tỉnh táo một chút.
Buổi chiều còn bình thường mà, sao mà chưa tới một ngày đã xảy ra chuyện rồi. Nếu như cô sớm biết sẽ thế này, nhất định cô sẽ không nạt nộ anh. Xin lỗi, xin lỗi. Hai chữ này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu Bạch Thư Hân. Cô lái xe suốt một tiếng đồng hồ mới đến bệnh viện phía tây ngoại ô. Cô nhìn thấy Cố Gia Huy đang đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, sắc mặt lạnh tanh, nhíu hết mày lại. Cánh tay buông lỏng gõ nhẹ vào thanh vịn tay của dãy ghế ngồi, khiến khu hành lang vốn yên tĩnh phát ra tiếng động khe khẽ. Cô nhanh chóng tiến lên phía trước và hỏi, Ôn Mạc Ngôn sao rồi? Tình trạng không được khả quan lắm. Cố Gia Huy nói ra bảy chữ này khiến Bạch Thư Hân choáng váng hết đầu. Anh chưa thông báo cho Ôn Thanh Vân biết, anh sợ cô sẽ không chịu nổi, bây giờ người vẫn chưa ra, tình trạng thế nào mọi người vẫn còn chưa rõ. Anh chỉ có thể hy vọng Ôn Mạc Ngôn tai qua nạn khỏi. Sao lại như thế chứ? Bạch Thư Hân sững sờ nói. Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Ôn Mạc Ngôn cũng ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên đầu anh ta quấn một lớp băng gạc, sắc mặt trắng bệch, vẫn trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ đổ hết mồ hôi hột nói, phẫu thuật lần này cũng khá thành công, đợi 24 tiếng xem tình trạng của bệnh nhân thế nào đã. Nghe bác sĩ nói thế, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thư Hân đợi ở phòng bệnh, không rời nửa bước. Trong lòng cô rất hối hận, bởi vì những lời nói quá đáng của mình. Cố Gia Huy vẫn còn chút chuyện phải xử lý, vừa hay có Bạch Thư Hân ở đây, anh mới an tâm đôi chút. Ngày hôm sau, Ôn Mạc Ngôn được chuyển đến bệnh viện ở trung tâm thành phố và nằm trong phòng bệnh tốt nhất. Cô cảm nhận thấy ngón tay Ôn Mạc Ngôn cử động, trong lòng cô rất vui mừng, lập tức đi gọi bác sĩ đến. Chưa đầy nửa tiếng sau, cuối cùng Ôn Mạc Ngôn cũng tỉnh lại rồi. Anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh, đặc biệt là nhìn vào Bạch Thư Hân. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến cô thấy lạnh hết cả sống lưng, cả người bất giác run rẩy nhẹ nhẹ. Tại sao anh ta lại nhìn mình như thế chứ? Lẽ nào là vì những lời nói quá đáng của mình sao? Bác sĩ kiểm tra xong xuôi và nói mọi thứ đều ổn cả, chỉ đợi hồi phục thôi. Bạch Thư Hân vừa tính chuẩn bị gọi điện thoại báo bình an cho Cố Gia Huy thì Ôn Mạc Ngôn đột nhiên nắm lấy tay cô. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, nào ngờ khóe môi Ôn Mạc Ngôn lại nở một nụ cười nham hiểm. Thì ra em chính là ân nhân cứu mạng của tôi à? Anh, những lời anh nói là có ý gì? Em có thể gọi tôi là Ôn Mạc Ngôn nhưng tôi và Ôn Mạc Ngôn kia không giống nhau, tôi không yếu đuối vô dụng như anh ta, tôi cũng không xấu hổ như anh ta, thấy con gái thì không biết nói chuyện. Nếu như lúc lái xe, anh ta không nhớ em thì đã có thể tránh được vụ tai nạn này rồi, chỉ tiếc là, lúc quan trọng nhất anh ta đã phân tâm rồi. Anh .ans đang nói linh tinh gì thế, sao tôi .sao tôi nghe không hiểu gì cả. Ôn Mạc Ngôn nở nụ cười này, đầy sự nham hiểm. Nói chung là cảm ơn em đã thả tôi ra, tôi sẽ báo đáp cho em. Cái gì? Bạch Thư Hân kinh ngạc nhìn con người trước mặt, rõ ràng là cùng một khuôn mặt nhưng sao lại cảm thấy xa lạ như thế chứ? Nụ cười nham hiểm trên môi, bộ dạng buông thả bất cần, thật khiến người ta thấy sợ hãi. Cứ giống như, cùng một cơ thể nhưng bên trong lại bị thay đổi một linh hồn khác vậy. Thay đổi một linh hồn khác ư? Trong đầu Bạch Thư Hân đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Cô lập tức chạy ra ngoài và gọi điện thoại cho Cố Gia Huy. Khả năng phục hồi của Ôn Mạc Ngôn lần này rất tốt, rất nhanh chóng đã có thể tự đi lại được rồi. Anh ta thật sự rất khác so với Ôn Mạc Ngôn trước kia, anh ta trở nên rất không nghiêm túc, đối đáp với con gái rất tự nhiên. Anh bỏ cặp gọng kính màu vàng, cũng không thích mặc áo vest màu đen nghiêm túc nữa mà ăn mặc rất bụi bặm thoải mái. Cho dù là đi đâu cũng ăn diện thật đẹp đẽ. Cố Gia Huy cũng cảm thấy Ôn Mạc Ngôn không ổn lắm nên đã đưa anh ta đến khoa thần kinh khám. Cuối cùng khẳng định đây chính là nhân cách tiềm ẩn trong người Ôn Mạc Ngôn, khi nhân cách chính vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say thì nhân cách này đã vùng dậy. Ngủ say, cũng chính là tai nạn giao thông lần này đã gây ra tổn hại quá lớn cho Ôn Mạc Ngôn. Nhân cách trước đó của anh đã chịu sự tổn thương quá lớn nên chìm vào trạng thái ngủ say. Còn Ôn Mạc Ngôn bây giờ, Bạch Thư Hân nhìn anh ta. Cảm thấy rất xa lạ. Trước kia cô cứ cảm thấy anh ta chậm chạp lề mề không tốt nhưng bây giờ khi biết có thể anh ta không thể quay về nữa, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Ôn Mạc Ngôn từ bệnh viện quay về biệt thự, ngoài trừ tính cách thay đổi thì những điểm khác không có thay đổi nhiều lắm.
anh ta cũng biết rõ thân phận của mình là con trai thứ hai của nhà họ Ôn là cậu của cố cố. Anh ta cũng rất thương yêu cố cố và kính trọng cố Gia Huy, đối với Hứa Minh Tâm cũng rất khách sáo. Chỉ là lời nói, thái độ xử sự hoàn toàn thay đổi thôi. Cố cố nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Cậu vẫn là cậu của cháu chứ? Tất nhiên rồi, cậu là cậu lớn, kia là cậu hai. Ôn Mạc Ngôn cười nói. Cậu, còn có anh em sao? Trước kia không có, bây giờ có rồi. Anh ta xoa xoa đầu của cố cổ, anh ta không phải nhân cách chủ thể không biết đến sự tồn tại của anh ta nhưng anh ta lại hiểu rất rõ nhất cử nhất động của chủ thể. Rõ ràng là trong cùng một cơ thể nhưng anh ta vĩnh viễn nằm ở góc nhìn của Thượng Đế, có thể nhìn thấy mọi thứ cơ thể chủ thể làm. Anh ta là một phiên bản trái ngược hoàn toàn với chủ thể, chính bởi vì tính cách chủ thể ôn hòa, nhã nhặn trầm tĩnh mới tạo ra anh ta. Anh ta không hề có suy nghĩ làm tổn thương đến người khác nên nhân cách này rất an toàn. Buổi tối anh ta quay về căn hộ của mình, nào ngờ lại nhìn thấy Bạch Thư Hân và Lý Hải Long ở dưới lầu. Xin lỗi, em cảm thấy chúng ta không thích hợp lắm. Bạch Thư Hân lấy hết dũng khí nói. Lý Hải Long rất kinh ngạc khi nghe những lời này nhưng cũng cảm thấy rất hợp lý, dù sao tình cảm giữa hai người họ cũng không sâu đậm lắm. Ừ, ngoại trừ không thích hợp thì còn lý do gì nữa không? Là anh khiến em không hài lòng sao? Không, là vấn đề của em, tình trạng gần đây của em không ổn lắm, một người bạn của em gặp chuyện nên em không có thời gian để tiếp tục phát triển tình cảm với anh, bây giờ em đang rất loạn. Sự thay đổi tính cách quá lớn của Ôn Mạc Ngôn khiến tinh thần cô suy nhược. Không sao, chúng ta vẫn là bạn mà. Lý Hải Long cười dịu dàng. Bạch Thư Hân cảm kích gật đầu, chính lúc này, eo cô bị một bàn tay rộng lớn quấn lấy. Cô nhíu mày. Phản ứng đầu tiên chính là giơ cùi trỏ ra, nào ngờ người đó tay chân rất linh hoạt, đã né tránh kịp thời. Cô quay đầu qua thì thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là anh ta. Ôn Mạc Ngôn cười nhẹ nhàng, tôi chính là lý do của cô ấy. Anh, Lý Hải Long nheo mắt lại, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn thẳng vào bàn tay hư hỏng của anh ta. Bạch Thư Hân đỏ hết cả mặt, cuối cùng cũng vùng vẫy ra. Nhân cách thay đổi, sao mà đến cả sức mạnh cũng thay đổi luôn vậy? Anh đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta bây giờ là đồ thần kinh đó. Bạch Thư Hân nhíu mày nói. Là em đã cứu tôi, khiến tôi thoát nạn, tôi phải cảm kích em mới đúng, em là ân nhân cứu mạng của tôi. Vì để báo đáp em, tôi nguyện trao cho em tấm thân này. Ôn Mạc Ngôn sờ sờ mũi và để lộ nụ cười nham nhở. Anh ta biết chủ thế thích Bạch Thư Hân nhưng lại không dám làm rõ tình cảm của mình. Trên đời này tại sao lại có người ngu ngốc như thế chứ? Thích ai mà cũng không biết. Nếu như anh ta đã không có phước hưởng, vậy thì để anh theo đuổi vậy, đoạt đi người thân và cướp mọi thứ của anh ta. Anh chấm ans nói năng linh tinh gì thế? Anh không phải anh ấy nên đừng có giả vờ thân thiết với tôi, chúng ta vẫn là người xa lạ. Vậy sao? Nhưng mà chuyện xảy ra giữa hai người tôi đều biết rất rõ đấy, có cần tôi kể rõ ra không? Đôi mắt này rốt cuộc đã thấy những gì? Anh ta nở nụ cười nham hiểm. Bạch Thư Hân nghe thế, khuôn mặt cô đỏ hết cả lên. Rõ ràng là cùng một cơ thể nhưng sao cô cứ có cảm giác cơ thể mình đang bị hai người đàn ông nhìn thấy hết thể chứ? Chết tiệt! Lý Hải Long, em vẫn còn có chuyện phải xử lý nên đi trước đây. Ừ, tạm biệt. Lý Hải Long cũng không hề gây khó dễ, hai người đến với nhau vui vẻ, chia tay cũng là chuyện tốt. Bạch Thư Hân kéo Ôn Mạc Ngôn về phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, cô ném anh ta xuống ghế sofa. Cô hơi mạnh tay nên làm nứt cả nút áo thun của anh ta, để lộ một mảng da khá lớn. Anh ta vắt chéo chân lại và nhìn cổ áo của mình rồi cười nói, thì ra em gái là người phóng khoáng như vậy à. Thích chơi trò này ư. Anh, Bạch Thư Hân tức đến đỏ cả mặt, cô không biết phải phản bác lại như thế nào. Thấy khuôn mặt này, cô còn có chút phân tâm. Anh ta mặc dù yếu đuối nhu nhược, có rất nhiều khuyết điểm nhưng cũng phải khen ngợi rằng anh ta dưỡng da rất tốt đấy. Kiểu khuôn mặt búng ra sữa này. Chỉ là không biết khả năng giường chiếu thế nào đây, hay là chúng ta thực hành thử, tôi giúp anh ta trải nghiệm. Đồ lưu manh, anh tưởng anh và Ôn Mạc Ngôn giống nhau như đúc thì tôi sẽ không làm gì anh à. Tôi cũng muốn xem thử, nhân cách thay đổi, có phải là đến động tác tay chân cũng thay đổi không? Em có thể thử. Anh ta cười nói. Bạch Thư Hân đưa nắm đấm về phía trước nhưng anh ta không hề có phản ứng, anh ta hiểu rõ cơ thể này thực lực khá yếu. Nhưng anh ta lại rất nhanh nhạy,
khả năng né tránh rất tốt. Mỗi cú đấm của Bạch Thư Hân đầy uy lực nhưng chỉ đấm vào không khí khiến cô cảm thấy rất chán nản. Chết tiệt, con người này sao lại linh hoạt như thế chứ? Y như con cá trạch vậy, vài cú đấm đã khiến cô thở hổn hển rồi. Còn Ôn Mạc Ngôn thì nhảy ra sau lưng cô, trực tiếp đẩy cô xuống ghế sofa. Sau đó, anh ta đè cả người lên cơ thể cô, không cần tốn nhiều công sức đã khóa tay cô lại và đè xuống hai bên. Anh ta ghé sát người ngửi và nói, em thơm quá, tôi rất thích. Anh chấm ANS buông tay ra, nếu không tôi không buông tha cho anh đâu. Không buông tha cho tôi ư, bây giờ em còn không có khả năng lên mặt với tôi nữa là, tên khốn kia đã thấy cơ thể của em đúng không? Chậc chậc chậc, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, thân hình rất tuyệt đấy. Nếu như lúc đó là tôi thì tôi đã lao vào em rồi, phụ nữ các em không phải đều rất thích như thế sao? Thích những người đàn ông mạnh mẽ, bá đạo, đặc biệt là chủ động trên giường, đúng vậy không? Anh chấm ANS đừng có nói năng linh tinh, anh đừng nghĩ mình rất hiểu phụ nữ, anh trốn trong cơ thể Ôn Mạc Ngôn 20 mấy năm rồi, anh có kinh nghiệm gì chứ, tất cả đều là nói suông mà thôi. Bạch Thư Hân nói trong sự phẫn nộ. Ôn Mạc Ngôn nghe thế lập tức nhíu mày lại, trong ánh mắt hiện lên vài phần chán nản. Cô nói rất đúng, mình chẳng qua chỉ đang nói suông mà thôi. Anh ta trầm giọng và giữ tợn nói, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ nắm giữ cơ thể này, tôi sẽ có cơ hội từ từ thực hành. Không thể nào, anh ấy sẽ quay về. Bây giờ em còn muốn anh ta quay về sao? Em có biết loại phế vật như anh ta từ nhỏ đến lớn đều không có bạn gái không? Em là người con gái duy nhất nhưng em lại chán ghét anh ta. Vì anh ta đang tự phủ nhận nên tôi mới có thể ra ngoài được, tôi phải cảm kích em, tôi sẽ báo đáp em bởi vì, trái ớt nhỏ như em rất hợp với khẩu vị của tôi rất thích, tôi sẽ có được em. Nói rồi anh ta buông tay ra và tự nhiên đi vào nhà bếp của cô lấy một lon nước ngọt. Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Bạch Thư Hân tức giận nói. Không muốn sao cả, em không thích tên phế vật kia thì nên thích tôi lấy em chắc rồi. Điều này là không thể nào. Làm gì mà không thể nào, tôi không giống với tên ngốc kia, không hiểu rõ tình cảm của mình, anh ta thích em mà bản thân cũng không biết, em thấy có nực cười không? Anh ta thích tôi ư? Bạch Thư Hân kinh ngạc. Nếu không thì là gì, em nghĩ em có thể khiến anh ta phủ nhận nó sao? Sau này đừng gọi tôi là Ôn Mạc Ngôn, hãy gọi tôi là Thiện Ôn hoặc Thiện Ngôn cũng được, tôi không muốn khi em gọi tên tôi mà trong đầu vẫn nhớ về tên phế vật kia. Anh ấy không phải phế vật. Anh ta đối với tôi chính là phế vật. Anh cười nghẹn, tối nay em muốn ngủ thế nào đây? Ngủ ở chỗ tôi hay ngủ ở chỗ em, tôi đều nghe lời em cả. Ai về nhà nấy, cảm ơn. Bạch Thư Hân đẩy anh ta ra ngoài, trên đường đi cứ sợ anh ta sẽ giở thói lưu manh, đột nhiên lao qua chỗ mình. Nhưng anh ta cũng rất thông minh, anh ta chưa chắc là đối thủ của Bạch Thư Hân, nếu bây giờ miễn cưỡng có lẽ sẽ gặp tác dụng ngược. Khó khăn lắm anh ta mới được ra ngoài nên phải cảm nhận chút cảm giác yêu đương chứ, để cô biết anh ta và tên phế vật kia hoàn toàn không giống nhau. Ôn Mạc Ngôn trở về phòng của mình, thấy không gian sạch sẽ ngăn nắp, bất giác anh ta nở ra một nụ cười khinh bỉ. Anh ta thay đôi giày và nhìn ngắm xung quanh, sau đó đi vào phòng ngủ, thấy trong tủ quần áo toàn là áo sơ mi trắng, áo vest, giày da, thật là hết thuốc chữa mà. Phế vật đúng là phế vật, đến bản thân mình cũng không biết chăm sóc. Mỗi ngày cứ mặc những bộ quần áo cứng nhắc như thế, làm thế nào mà có người thích chứ? Từ nay về sau, tôi sẽ thay thế anh, hưởng thụ những giây phút tươi đẹp của anh. Anh ta trực tiếp ném hết những thứ trong đó và ra ngoài chọn quần áo và vật dụng cá nhân. Ngày hôm sau, Bạch Thư Hân vẫn đến công ty đi làm, nào ngờ Cố Gia Huy lại gọi cô đến phòng làm việc, anh hy vọng cô có thể giúp đỡ chăm sóc cho Ôn Mạc Ngôn. Nhân cách này mặc dù không có ý hại người nhưng anh cũng lo lắng Ôn Mạc Ngôn sẽ làm ra chuyện gì đó quá đáng, lúc đó sẽ khó nói chuyện với Ôn Thanh Vân. Bạch Thư Hân gật gật đầu, thật ra thì Cố Gia Huy không nói, bản thân cô cũng sẽ tự ngấm ngầm để ý. Dù sao thì, Ôn Mạc Ngôn xảy ra chuyện thế này cũng có chút liên quan đến cô. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng lời nói của anh ta, nếu không phải lúc anh ta lái xe nghĩ tới mình bị phân tâm thì anh ta đã có thể tránh được vụ tai nạn giao thông này rồi. Cô cảm thấy tự trách nên tự nhiên sẽ có cái nghĩa vụ này. Cô rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, trên đường đi cô cứ thấy lòng nặng trĩu. Quay về bộ phận kế toán, cô phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô đến vị trí làm việc của mình,
nào ngờ trên bàn đã để sẵn một phần thức ăn sáng bổ dưỡng và một bó hoa hồng. Là ai làm thế? Ôn Mạc Ngôn ở bộ phận tổ chức kế bên đấy. Hôm nay anh ta giống như biến thành một con người khác vậy, ăn mặc trông rất điển trai, rất hợp với mốt Hàn Quốc. Bạch Thư Hân, cô không phải nói không có quan hệ gì với anh ấy sao? Không quan hệ gì mà người ta lại mua thức ăn sáng cho cô, lại còn tặng hoa hồng cho cô nữa. Hoa hồng đỏ đó, đây là sự tượng trưng cho tình yêu đấy. Những người đồng nghiệp nháo nhào cả lên. Đầu Bạch Thư Hân bỗng chốc to ra, cô cứ ngỡ Ôn Mạc Ngôn chỉ là nói đùa thôi, nào ngờ anh ta lại làm thật. Nếu cô nhận những thứ này, chẳng phải đang dây dưa không rõ với anh ta sao? Anh ta không phải là Ôn Mạc Ngôn trước kia, càng không thể xảy ra mối quan hệ tình cảm với cô. Cô ôm lấy bó hoa hồng và trực tiếp đi đến bộ phận tổ chức kế bên. Ôn Mạc Ngôn đang ngồi ở bàn làm việc, anh ta xoay xoay cây bút và đang xem tài liệu. Đôi chân vắt chéo lại, trông rất thon dài. Tay áo xắn lên để lộ cổ tay gân guốc, phía trên còn đeo cái đồng hồ đầy phong cách nữa. Cây bút nhẹ nhàng chuyển động, ngón tay thon dài càng khiến cây bút trở nên sang trọng lên vài phần. Đầu tóc được hớt qua nên trông càng thoải mái sạch sẽ. Cách ăn mặc thoải mái, khiến cả người anh ta toát lên vẻ đầy bụi bặm. Anh ta ngồi đó cứ y như mặt trời phát ra ánh sáng chói lóa, thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Cả cái bộ phận tổ chức, cho dù là nam hay nữ cũng bị anh ta thu hút. Đặc biệt là Đinh Thị Dinh, đôi mắt cô ta tràn đầy sự ái mộ. Cô gõ gõ cửa, nghe thấy tiếng động, họ mới phát hiện có người đến bộ phận tổ chức. Thư Hàn, bộ phận tổ chức ở bên cạnh bộ phận kế toán, hai bên đi đi lại lại nên rất nhiều người biết cô. Có người còn gọi tên cô nữa. Ôn Mạc Ngôn ngẩng đầu lên và đá lông nheo với cô, sau đó anh ta đứng dậy đi về phía cô. Sao vậy, nhớ tôi rồi sao? Gấp gáp đến gặp tôi à? Lời nói này vừa thốt ra đã khiến mọi người rất kinh ngạc. Bạch Thư Hân đỏ hết cả mặt, không biết là xấu hổ hay là tức giận nữa. Tên khốn này điên rồi sao? Ôn Mạc Ngôn, xin anh chú ý lời nói của mình lại. Không phải đã nói với em rồi sao? Gọi tôi là Thiện Ôn hoặc Thiện Ngôn, người khác có thể đảo lộn nhưng em thì không được, bởi vì đối với tôi mà nói, em là độc nhất vô nhị, là sự tồn tại rất đặc biệt. Anh ta cười nham nhở nói, tải app Hola để đọc tiếp nhé. Anh, Bạch Thư Hân tức giận đến mức không nói nên lời, trước kia toàn là Ôn Mạc Ngôn bị nói móc, từ khi thay đổi nhân cách, cô lại bị anh ta làm cho không nói nên lời. Tôi đến để trả cái này cho anh. Thứ này đã cho em rồi thì em tự xử lý đi, nếu không thích em ném nó vào thùng rác cũng được. Ngày mai tôi sẽ tặng hoa khác cho em, rồi sẽ có một ngày cũng có bó hoa em thích, em nói đúng không nào? Ôn, cô chưa nói hết câu đã bị Ôn Mạc Ngôn mạnh mẽ cắt ngang, không được gọi tôi là Ôn Mạc Ngôn, còn không sửa cô có tin tôi hôn cô trước mặt mọi người không? Lời nói này tuyệt đối rất có tính uy hiếp. Trước kia anh ta không làm được, nhưng bây giờ. Bạch Thư Hân chột dạ. Cô cắn chặt môi và nói một cách méo mó, Thiện, Thiện Ngôn. Thật ngoan, Ôn Mạc Ngôn vui vẻ nói. Anh ta nhìn đôi môi cô cắn nhẹ, quả là rất mê hoặc. Anh ta vẫn còn nhớ tên phế vật kia, từ đêm đó trở đi cứ tơ tưởng đến đôi môi này. Anh ta cũng hiểu rõ cảm giác này nhưng dù sao lúc đó cũng không phải anh ta khống chế cái cơ thể này nên vẫn còn cảm thấy khá xa lạ với cảm giác đó. Đột nhiên anh ta rất muốn nếm thử đôi môi của cô, xem thử nó mê hoặc ra sao. Anh ta tiến gần, khiến Bạch Thư Hân giật mình, nhanh chóng lùi lại. Nào ngờ Ôn Mạc Ngôn nhanh chân hơn, anh ta dùng đôi tay ôm lấy eo cô và khóa thật chặt khiến cô không có nơi chạy trốn. Cô ta giật mình dùng đôi tay ép chặt vào ngực anh ta để ngăn anh ta tiến đến gần. Anh chấm ANS làm cái gì vậy? Giọng nói của cô cũng trở nên run rẩy. Vừa nãy cô cắn môi là đang muốn quyến rũ tôi à? Anh đi chết đi. Bạch Thư Hân tức muốn chết nhưng trong lòng lại đang thầm cầu nguyện. Khi nào Ôn Mạc Ngôn mới quay về mà thế chỗ tên khốn này đây? Ôn Mạc Ngôn bây giờ y như tên yêu nghiệt vậy, cách nói chuyện khiêu khích, động tác khiêu khích. Cô thật sự chịu không nổi nữa rồi. Được rồi, ngoan về nào, nhớ ăn sáng đó. Tôi còn việc phải làm, không chơi với em được, mau về đi. Thế, bó hoa hồng này. Em không thích sao, thế thì bỏ đi. Ôn Mạc Ngôn không nói nhiều, trực tiếp ném bó hoa vào trong thùng rác. Ngày mai mua bó khác. Bạch Thư Hân thấy mọi thứ, cô ngơ ngác, chỉ, đơn giản vậy thôi sao.
quay về chỗ làm việc đi, đừng nhớ tôi quá. Anh ta lém lỉnh nháy mắt với cô một cái và sờ sờ vào đầu cô. Đây, đây là đang đá lông nheo sao? Trước kia sao cô chưa bao giờ cảm thấy đôi mắt Ôn Mạc Ngôn lại quyến rũ đến thế? Bạch Thư Hân cứng đờ cả người quay lưng đi, trong đầu cô tràn ngập những câu hỏi. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô quay về chỗ ngồi của mình, thấy phần thức ăn sáng nóng hổi mới tin những thứ này đều là sự thật. Ôn Mạc Ngôn là người đa nhân cách, bởi vì một vụ tai nạn giao thông mà nhân cách chủ thể đã ngủ say. Thiện Ngôn bây giờ vốn là nhân cách ngược lại của Ôn Mạc Ngôn. Ôn Mạc Ngôn vốn hay xấu hổ, sạch sẽ lịch sự. Và Thiện Ngôn buông thả bất cần, lãng tử phong chân của hiện tại. Trời ơi, cô phải làm thế nào đây? Cô chỉ muốn đào cái hố và vùi mình vào trong đó thôi. Cả buổi sáng, Bạch Thư Hân hoàn cảnh không thể tập trung được. Lúc ăn cơm trưa, những người khác đều đến nhà ăn cả rồi, còn cô chỉ đến phòng trà nấu cà phê thôi. Sẵn tiện cô gọi điện thoại cho Hứa Minh Tâm để nói ra sự hoang mang của mình. Cô không biết làm sao đối mặt với Thiện Ngôn, khuôn mặt giống Ôn Mạc Ngôn như đúc nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Anh ta có làm hại cậu không? Tớ nghe trên TV nói những người đa nhân cách đều có xu hướng bạo lực đó. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có. Nhưng cậu cũng nên cẩn thận chút. Bác sĩ nói nhân cách thứ hai không thể chịu được sự đả kích, dù sao đây cũng là một căn bệnh. Cậu đừng kích động anh ta. Có chuyện gì không ổn thì gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ lập tức đến cứu cậu. Bạch Thư Hân nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Hứa Minh Tâm thì bật cười, tâm trạng vốn đang lo lắng cũng tốt hơn rất nhiều. Hứa Minh Tâm luôn có sức hút như thế, nghe cô ấy nói chuyện, mọi phiền não đều sẽ tan biến. Cơ thể cậu bé xíu, đến tớ còn đánh không lại thì làm sao cứu tớ đấy? Tớ sẽ báo cảnh sát, tớ đâu phải đồ ngốc, chắc chắn sẽ không đi một mình đúng không? Tớ không thể nào gây thêm phiền phức cho cậu được. Hứa Minh Tâm ra vẻ nghiêm túc nói, cứ y như là có chuyện xảy ra thật vậy. Tớ sẽ để ý, có chuyện gì không ổn sẽ nói cậu nghe, tớ đi ăn trưa đây, cúp máy trước. Ừ, cuối tuần tớ đến tìm cậu, đừng sợ. Không sao đâu, tới lúc đó gặp rồi cô cúp máy và uống cạn ly cà phê. Cô cảm thấy có chút đói nên muốn đi mua chút gì đó ăn. Nào ngờ còn chưa đi ra ngoài thì có một người đã bước vào phòng trà, đó là Đinh Thị Dinh. Đinh Thị Dinh thấy cô, ánh mắt lập tức xách lên và nói, rốt cuộc cô đã giở thủ đoạn gì với Ôn Mạc Ngôn hả, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn mà anh ấy lại đối với cô như thế? Cô đang đến để chất vấn tôi à? Bạch Thư Hân cảm thấy có chút khó hiểu. Không thì là gì, cô cướp mất người đàn ông của tôi, cô còn hỏi à? Người đàn ông của cô? Trên người anh ta có gắn mác của cô à? Và lại, tôi và anh ta như thế nào có liên quan gì đến cô chứ? Cô cút ra chỗ khác cho tôi không muốn nói nhảm với cô. Bạch Thư Hân nhớ lại lần bị hất cà phê trước đó, trong lòng đã bùng lên ngọn lửa tức giận. Nếu như không phải cô ta, sao mình lại tức giận đến mức nói năng linh tinh và làm Ôn Mạc Ngôn tổn thương chứ? Cô, Đinh Thị Dinh tức đến run rẩy cả người, thấy cái ly trên tủ bếp liền mạnh tay hất xuống đất. Phòng uống nước rất nhỏ, không có nhiều không gian để né tránh. Cho dù thân thủ Bạch Thư Hân có tốt cũng chỉ có thể tránh được cái trán, mảnh vỡ thủy tinh ghim vào vai cô khiến cô đau nhói. Mẹ kiếp, người phụ nữ này ra tay hiểm độc thật. Hôm nay tôi không dạy dỗ cô. Bạch Thư Hân còn chưa nói hết, nào ngờ Đinh Thị Dinh đã gân cổ lên nói, cô đánh đi, tôi sẽ đi ra ngoài nói cô ỷ mạnh hiếp yếu. Bạch Thư Hân nghe thế nghiến chặt răng lại. Cô tưởng tôi không dám hả? Phòng uống nước không có camera, cô dám ra tay, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt, xem ai sợ hơn ai. Đinh Thị Dinh đắc ý nói. Bạch Thư Hân nghe đến đây, nắm đấm buông lỏng ra một chút, cô chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Cô không muốn nói nhảm với Đinh Thị Dinh nên quay lưng đi ra ngoài, vừa tính đi ra nhưng không ngờ cô ta lại không chịu buông tha. Cô còn chưa cho tôi câu trả lời đấy. Rốt cuộc cô đã làm gì Ôn Mạc Ngôn mà khiến anh ta thay đổi tính nết, còn có hứng thú với con hồ ly tinh như cô nữa hả? Cô ta dùng một tay nắm lấy cổ của Bạch Thư Hân và ra sức bóp. Bạch Thư Hân đẩy cô ta ra. Đinh Thị Dinh loạng choạng ngã oạch xuống đất. Hay lắm, đây mới là bộ mặt thật của con tiện nhân như cô đúng không? Đinh Thị Dinh độc ác nói, sau đó cô ta hét lên, bớ người ta, hậu nhân của cách mạng đời thứ ba ỷ mạnh hiếp yếu này. Bớ người ta. Giết người. Cô nói năng linh tinh gì vậy hả? Tôi thật sự phải ra tay rồi đấy.
cô còn dám dọa tôi à? Bớ người ta, Bạch Thư Hân dọa tôi, nói là phải giết tôi diệt khẩu đấy. Bạch Thư Hân nghe thế tức lập tức nhảy dựng lên, chính trong lúc không biết làm gì thì cánh cửa phòng uống nước mở ra và truyền đến giọng nói sắc lạnh như dao. Cô nói nhiều với cô ta làm gì, là tôi cắt lưỡi cô ta luôn rồi. Bạch Thư Hân nghe thấy những lời lạnh lùng này, lập tức quay người qua, run rẩy. Ôn Mạc Ngôn, trở nên bạo lực quá. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, trong tay còn đang cầm một con dao bấm cầm tay nữa. Anh chấm ANS muốn làm gì vậy? Cô ta dùng tay nào đụng em, tôi sẽ chặt nó ra. Này, anh đang nói đùa cái gì vậy ha? Bạch Thư Hân nuốt nghẹn miếng nước bọt, yếu ớt hỏi. Ôn Mạc Ngôn bây giờ rất mạnh mẽ, rất đáng sợ. Em cảm thấy tôi có giống không? Anh ta nheo mắt lại, ánh mắt đen láy y như một lọ mực, bỗng chốc trở nên sâu thẳm không đáy. Ôn Mạc Ngôn của hiện tại khiến người ta phải sợ hãi. Đinh Thị Dinh cũng giống như thấy một người xa lạ vậy, đây còn là Ôn Mạc Ngôn cô từng quen biết không? Lúc này chấm ANS ta giống như sứ giả đến từ địa ngục vậy. Anh chấm ANS bị yêu quái nhập hồn à? Sao anh lại biến thành như thế? Tôi không thích có người ức hiếp người phụ nữ của tôi, đến tôi còn không nỡ đụng vào mà cô dám ức hiếp cô ấy sao? Cô chán sống rồi hả? Lời nói này như tiếng gầm gừ vậy, mang theo sát khí rất nặng, như thể phát ra từ dưới đáy địa ngục. Anh ta tiến về phía trước, chuyển động con dao bấm trên tay, con dao sắc lẹm, còn phản chiếu lên nhiều màu sắc. Anh ta làm thật sao? Bạch Thư Hân không dám chần chừ, cô nhanh chóng tiến lên nắm lấy con dao trong tay anh. Thiện Ngôn, anh điên rồi, đây là trong công ty đó. Em phân biệt được tôi và Ôn Mạc Ngôn rồi à? Anh ta quay người lại nhìn cô, ánh mắt mang vẻ hứng khởi. Ừ, tôi phân biệt được rồi, anh chính là anh, không phải là vật thay thế của Ôn Mạc Ngôn, anh bình tĩnh lại có được không? Tôi là con nhà quân đội, anh làm người khác bị thương là không đúng đâu. Tôi làm cô ta bị thương, em không vui sao? Tên phế vật kia không thể bảo vệ em. Người phụ nữ này hất cà phê lên người em, anh ta cũng không làm gì cả nhưng tôi khác với anh ta, tôi sẽ bảo vệ người phụ nữ của tôi thật tốt. Ừ, tôi tin anh, tôi cũng biết anh không giống với anh ta nhưng tôi không thích anh như thế, anh khiến tôi rất sợ hãi. Bạch Thư Hân gấp gáp nói, cơ thể này vẫn là của Ôn Mạc Ngôn, cô không thể để mặc anh ta phạm sai lầm và không quay đầu lại được. Anh ta nghe thế, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng đi, anh ta dẹp con dao và nói. Nếu em không thích thì tôi sẽ không làm, em đừng sợ đừng giận là được rồi, nhưng mà tôi vẫn phải cảnh cáo cô, sau này còn dám đắc tội với người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết đấy. Anh ta nheo mắt lại, khóe môi nở ra một nụ cười nham hiểm và lạnh lùng. Đinh Thị Dinh bị dọa cho chết khiếp, tinh thần hoảng loạn. Yên tâm, cô ta không dám đâu, chuyện xảy ra ở đây cũng sẽ không nói ra ngoài, đúng không? Nếu cô dám nói ra ngoài... Tôi sẽ cắt lưỡi cô, khiến cô cả đời này đều nói không được nữa. Ôn Mạc Ngôn lạnh lùng nói. Đinh Thị Dinh nghe thế, cả người cô ta run rẩy, một cơn gió lạnh từ bàn chân lan khắp cơ thể. Cô ra sức gật đầu, quơ quơ cánh tay, suýt chút nữa là phải thê độc rồi. Tôi đảm bảo sẽ không nói cho ai biết, anh chấm ANS đừng làm hại tôi xin anh. Nếu cô ngoan ngoãn, tất nhiên tôi sẽ không làm khó cô. Tôi sẽ nghe lời mà, tôi sẽ nghe lời. Cô ta gật đầu lia lịa, như thể sợ chậm trễ vài giây thì Ôn Mạc Ngôn sẽ cắt lưỡi cô ta vậy. Bạch Thư Hân nhìn sâu vào cô ta, hy vọng cô ta biết điều mà làm, sau đó dẫn Ôn Mạc Ngôn đi. Hứa Minh Tâm nói không sai, cô không thể đối xử với anh ta như người bình thường được. Đa nhân cách là một loại bệnh tâm thần, bây giờ Thiện Ngôn chính là bệnh nhân. Sao anh lại đến đây? Tôi tới nhà ăn và căn tin lầu dưới đều không gặp em, tôi nghĩ em vẫn chưa ăn cơm nên đến đây tìm em. Ôn Mạc Ngôn từ từ trở lại bình thường, nét nghiêm nghị trong mắt đã không còn thấy nữa, khóe miệng theo thói quen nhếch lên khiến cho Bạch Thư Hân nhẹ nhàng yên tâm. Vậy đi ăn cơm thôi. Ngoan, như vậy mới đúng. Anh xoa xoa đầu cô, tôi lợi hại hơn cái đồ phế vật kia, tôi sẽ bảo vệ em. Bạch Thư Hân tai thì nghe, còn trong lòng thì đang hét lên. Ôn Mạc Ngôn không phải phế vật, cô chưa từng nghĩ rằng anh vô dụng. Sức khỏe của anh rất kém, đánh nhau không được, còn ngất xỉu, nhưng anh lại rất kiên trì bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ, dù cho bản thân mình chết trước anh cũng sẽ không để người khác tổn hại cô một giây một phút nào. Anh biết nấu cơm, biết chăm sóc người khác,
uống rượu cùng anh có một loại cảm giác an toàn chưa từng có. Ở bên cạnh anh mặc dù có lúc sẽ gặp rắc rối, nhưng thật sự có một người bạn như vậy cô cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn. Chỉ là, cô không dám nói, cô sợ lời nói của mình sẽ kích thích anh ta. Bọn họ đi đến nhà ăn ăn cơm, tất cả mọi người đều nhìn họ, không hiểu tại sao bọn họ lại đi cùng nhau. Anh ta trực tiếp ôm lấy vòng eo xinh đẹp của cô, bàn tay to lớn dùng lực, không cho cô cơ hội trốn thoát. Cô hơi nhướng mày, chưa kịp vùng vẫy thì giọng nói của anh ta đã lọt vào tai cô. Em là của tôi. Bạch Thư Hân nghe xong lập tức cảm thấy bất lực. Anh mạnh như vậy, được không đó? Không được sao, con gái không phải đều thích đàn ông quyết đoán một chút sao? Bệnh của tên phế vật đó không có trên người tôi. Rất nhiều cô gái đều thích tôi, hận không thể về tới. Em xem ánh mắt của bọn họ kìa, bao nhiêu là nồng cháy. Thật sự khiến tôi càng ngày càng yêu cái thế giới này, thật sự thú vị. Chẳng qua là anh đang tự phụ thôi. Không giống nhau, bọn họ thích tôi là chuyện của bọn họ, còn tôi chỉ thích mỗi em thôi. Tại sao lại là tôi? Bạch Thư Hân không hiểu. Bởi vì, là em thả tôi ra. Ánh mắt anh ta nóng rực nhất thời rơi trên người cô. Ánh mắt hừng hực như vậy khiến cô cảm thấy toàn thân nóng bừng, rất khó chịu. Là cô cho anh ta tự do, cho anh ta một cuộc sống mới, nên đương nhiên anh ta sẽ đối xử khác với cô. Bạch Thư Hân lựa chọn im lặng, không trả lời, trầm mặc ăn cơm. Buổi chiều cô đi tìm Cố Gia Huy, đứng trong phòng trà nước nói hết mọi chuyện. Cố Gia Huy cau mày. Nhân cách này chưa hoàn thiện nên còn khiếm khuyết lớn về nhân cách. Có thể nào phối hợp với bác sĩ đánh thức nhân cách chính của anh ta không? Bây giờ anh ta khiến tôi cảm thấy rất xa lạ và cũng rất đáng sợ. Bạch Thư Hân lo lắng nói. Rất khó. Nhân cách bây giờ đang chiếm đoạt cơ thể một cách chủ động và không dễ dàng từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể. Chúng ta rất khó tiếp cận, nhưng chỉ có cô mới có thể khiến anh ta không đề phòng. Chờ khi anh ta hoàn toàn tin cô, chúng ta sẽ thử dùng thôi miên, trò chuyện với nhân cách chính. Bây giờ, cũng chỉ có cách này thôi. Cố Gia Huy nhẹ nhàng nói, tải app Hola để đọc tiếp nhé. Tôi thử xem sao, cũng may là tôi với anh ta khá gần gũi. Chuyện của anh ta, còn mong cô giúp đỡ. Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm mà, nói ra thì cũng tại tôi. Khóe miệng Bạch Thư Hân gợi lên một nụ cười cay đắng, sau đó cô rời khỏi văn phòng. Cô định đi thang máy, không ngờ rằng lúc vừa đi tới cửa an toàn, một bàn tay đột nhiên đưa ra từ bên trong, bất ngờ kéo cô vào bóng tối. Cô bị ép vào trên tường. Trong cầu thang thoát hiểm, chỉ có ngọn đèn an toàn màu xanh lá đang phát sáng. Cả cái cầu thang bộ đều trở nên ghê rợn. Cô nhìn thật lâu người trước mặt, thì ra là anh ta. Khoảng cách giữa hai người thật gần, hơi thở của anh ta đều phả trên mặt cô. Anh ta nghiến chặt răng, đường nét trên khuôn mặt rất nghiêm túc, mất đi nhân tính. Trong bóng tối ánh mắt anh ta sâu thẳm, giống như một con rắn độc, quấn lấy trên người. Nhịp tim cô tăng nhanh, có chút sợ hãi. Cô vốn định kêu một tiếng Ôn Mạc Ngôn, nhưng ngay khi cô phản ứng lại được, cô lập tức hét lên, Thiện Ngô. Thiện Ngôn, anh làm sao vậy? Em tìm Cố Trung Thành làm gì? Cái gì? Em tìm hắn là muốn tìm cách để tiêu diệt tôi, để cho tên phế vật kia xuất hiện đúng không? Anh lạnh lùng nói. Bạch Thư Hân nghe xong sợ tới mức thở hổn hển. Cô nắm chặt tay nói, không, không phải đâu, tôi chỉ tới để báo cáo công việc. Anh ta cũng muốn hỏi han tình hình hiện tại của anh, sợ không giải thích được cho cô Ôn. Tôi nói rằng bây giờ anh rất tốt, rất khác so với trước đây, rất có sức hấp dẫn, đồng nghiệp đều thích anh. Thật sao? Anh ta tỏ ra nghi ngờ. Đương nhiên là thật, anh ấy còn đang băn khoăn khả năng làm việc của anh có bị giảm sút không, hy vọng anh có thể giống như lúc trước nói chuyện nho giáo trên bàn đàm phán. Cô nhanh chóng bịa đặt, cũng may chỗ này rất tối, khiến cho anh không nhìn thấy được sự chột dạ của cô. Anh nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh thả Bạch Thư Hân ra. Thu lại khí chất tàn bạo, đắc ý nói, yên tâm, khả năng làm việc của tôi tuyệt đối không thua kém tên phế vật kia. Thật không? Thấy anh đã tin, trái tim treo lơ lửng của Bạch Thư Hân cuối cùng cũng quay lại lồng ngực, nói chuyện với anh. Đương nhiên rồi, tôi sẽ chứng minh bản thân mình, em chỉ cần nhìn thôi là được rồi. Đi về thôi, tôi đã mua cho em trà chiều rồi. Cảm ơn anh cứ làm như vậy tôi sẽ mập lên đó. Bạch Thư Hân bất lực nói. Dù cho em có cao lùn ốm mập, tôi cũng đều thích em hết.
Ôn Mạc Ngôn cười nói. Anh đưa cô ra ngoài định đi thang máy, nhưng bị Bạch Thư Hân chặn lại. Lo sợ rằng khi mình xuất hiện ở nơi sáng sủa, anh sẽ lại tự hỏi mình những vấn đề như vậy nữa, sợ rằng không trả lời được thì ánh mắt sẽ bán đứng bản thân. Hay là, mình đi thang bộ đi, tôi muốn đi chậm chậm xuống với anh. Ôn Mạc Ngôn gật đầu ngay khi nghe cô nói. Sở dĩ anh thích Bạch Thư Hân như vậy, cũng là do thừa kế từ nhân cách chính, dù sao thì tất cả những gì nhân cách chính trải qua anh cũng cảm nhận được. Và tình cảm của anh cũng không bị gò bó, rất thẳng thắn, không thích giấu giếm. Tình cảm giấu giếm của nhân cách chính, không biết bị anh phóng đại lên bao nhiêu lần, cho nên anh rất xem trọng Bạch Thư Hân, đem cô đặt vào tận đáy lòng. Khi cô đi xuống cầu thang có hơi mất tập trung, cô vẫn nghĩ đến những lời nói dối của mình, trong lòng bồn chồn. Không ngờ một chân bước dẫm lên không trung, cả người ngã xuống. May là Ôn Mạc Ngôn nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô, nhanh chóng ôm cô vào lòng. Chóp mũi cô áp vào ngực anh, có thể ngửi thấy mùi thơm bạc hà quen thuộc. Khí thế trên người anh không thay đổi, vẫn là sự ôn nhu của anh khiến cô an tâm một chút. Cẩn thận một chút, nếu em ngã ở đâu đó thì tôi sẽ đau lòng lắm. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng của Ôn Mạc Ngôn. Câu nói này khiến cô đột nhiên cảm giác Ôn Mạc Ngôn quay lại rồi, nhưng mà Ôn Mạc Ngôn sẽ không nói với cô những lời thẳng thắn như vậy. Thật ra vẫn là tính cách phân liệt kia. Bạch Thư Hân hơi căng thẳng đẩy anh ra, nhanh chóng sửa lại quần áo. Tôi không sao. Ngay lúc này Ôn Mạc Ngôn nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay rất to và ấm áp. Cô cố gắng vùng tay ra, nhưng sức lực của hai người khác nhau, cô gần như không thể phản kháng. Cuối cùng cô chỉ có thể ngừng lại. Hai người chỉ có thể tay trong tay, đi thẳng tới tầng trệt. Sau khi ra ngoài nhìn thấy ánh sáng, cô cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ôn Mạc Ngôn hơi nhướng chân mày, em rất sợ tôi sao? Bạch Thư Hân nghe xong hoảng hốt nhìn anh ta, không biết nên trả lời thế nào. Nói không sợ là nói dối, một người rất quen thuộc đột nhiên biến thành một người khác, cô cảm thấy như cô đang gặp ác mộng vậy. Nóng lòng muốn giấc mơ này sớm kết thúc, để Ôn Mạc Ngôn bình thường sớm quay trở lại. Ôn Mạc Ngôn thấy cô không nói, khóe miệng nâng lên một nụ cười giễu cợt, thoáng qua trong chớp mắt. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, thậm chí cô còn tự hỏi mình có bị ảo giác hay không. Vừa rồi .ans ta đang tự ti sao? Tại sao nụ cười đó lại khiến người khác cảm thấy thê lương như vậy? Tốt nhất là em nên sửa lại thái độ đối với tôi, bởi vì tôi sẽ mãi ở đây, tôi sẽ không để tên phế vật kia quay lại đâu. Đừng bắt ép tôi, cá chết thì lưới rách. Ôn Mạc Ngôn siết chặt nắm đấm nói từng câu từng chữ, thật nặng nề. Cá chết thì lưới rách. Bốn chữ này cứa vào tim khiến Bạch Thư Hân gần như không đứng dậy được, nặng nề ngả người ra sau đụng phải bức tường cứng rắn lạnh lẽo. Cô nhìn bóng lưng Ôn Mạc Ngôn rời đi, trong lòng lẫn lộn. Cô hồn bay phách lạc đi tới bộ phận kế toán, số liệu của cả buổi chiều cô xem đến đau đầu. Rõ ràng là trái tim cô không yên, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện của Ôn Mạc Ngôn. Đồng nghiệp thấy cô tâm phiền ý loạn cũng không dám hỏi nhiều, nhưng đều đoán bọn họ là một cặp. Lần này, giám đốc lại tới mượn người, nói rằng tổ dự án tối nay cần xã giao. Lần này, Bạch Thư Hân tự nguyện đi. Cô muốn xem Thiện Ngôn và Ôn Mạc Ngôn rốt cuộc khác nhau tới mức nào. Buổi tối cô lên xe của tổ dự án nhìn thấy Ôn Mạc Ngôn ngồi ở đằng trước xe. Anh ta cũng nhìn thấy cô, nhướng chân mày hỏi, sao em lại tới đây? Tôi tới để giúp đỡ, trước đây không phải chưa từng đi. Ôn Mạc Ngôn minh hiểu rằng trước đây cô đã cùng tên phế vật kia đi cùng rồi. Ánh mắt anh ta lạnh đi vài phần, Bạch Thư Hân liền sửa lại ngay lập tức. Tôi tới để coi anh đó, sợ anh sẽ uống nhiều. Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu, vậy một lát em đứng cạnh tôi đi, đừng rời khỏi tầm mắt tôi sẽ yên tâm hơn. Tôi biết rồi. Bạch Thư Hân ngồi ghế phía sau xe, lần này không có Đinh Thị Dinh, nghe nói chiều nay cô ta xin nghỉ phép, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi. Rất nhanh đã tới nhà hàng, khung cảnh lần này hiển nhiên là hoành tráng hơn, ghế ngồi cũng rất sang trọng. Đối tác ngồi ở ghế đầu tiên, những người còn lại đều là đến chuốc rượu. Giám đốc bộ phận dự án ngồi bên cạnh đối tác, kế bên là Ôn Mạc Ngôn, sau đó đến Bạch Thư Hân. Trên bàn rượu tất nhiên là uống rượu, lần này có rất nhiều loại rượu ngon. Cô không mấy có hứng thú với việc uống rượu, chủ yếu là tới quan sát nhân cách thứ hai của Ôn Mạc Ngôn. Cô phát hiện ra anh ta cũng uống rất khá,
tửu lượng tốt hơn trước đây. Cứ hễ là rượu của cô thì Ôn Mạc Ngôn đều cản lại hết. Cuối cùng đối tác uống say thành một vũng bùn, Bạch Thư Hân cũng uống một chút, cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô đúc kết lại rằng, mặc dù tính cách thay đổi, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn còn đó. Ví như uống rượu được, nói như vậy cũng sẽ chóng mặt, cũng sẽ là một tên ngốc. Nếu như muốn thôi miên, thì không biết choáng váng bất tỉnh có làm được không. Cô suy nghĩ lung tung rồi nhìn mình trong gương và hạ quyết tâm. Cô nhất định khiến Ôn Mạc Ngôn quay lại, không thể để nhân cách bệnh tật này chiếm lấy cơ thể anh. Cô siết chặt nắm tay rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh cô lại đụng trúng một người đàn ông béo ụ, chính là vị đối tác uống say vừa nãy. Chắc là ông ta muốn đi nhà vệ sinh nam, nhưng mà chân nam đá chân chiêu đụng trúng người Bạch Thư Hân. Ông ấy cố gắng xem là ai, phát hiện ra là một cô gái xinh đẹp vóc dáng cân đối, liền nhịn không được bắt đầu động tay động chân. Này em ơi, đi uống với anh một ly. Ông uống nhiều quá rồi. Bạch Thư Hân ra sức phản kháng, nhưng mà đối phương quá nặng, cô gần như đẩy không nổi. Ông ta ép cô vào tường, bắt đầu sờ soạng lung tung. Ở hành lang của nhà vệ sinh có hai người cấp dưới của ông đối tác đang đứng, nhìn thấy cảnh như vậy nhưng họ cũng không có ý ra tay giúp đỡ. Khi đi ra ngoài uống rượu, sếp của họ mà để ý một cô gái thì trực tiếp đưa lên giường luôn cũng được chứ đừng nói là ở đây tán tỉnh. Chỉ cần sếp vui là được. Ông tránh ra. Nếu không tôi sẽ cho ông biết tay đó. Bạch Thư Hân còn đang suy nghĩ đến chuyện hợp tác. Nếu như cô ra tay đấm ông ta thì toàn bộ công sức một tháng nay của bộ phận dự án coi như phí công. Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, cố chịu đựng cảm giác ghê tởm. Bị bàn tay to béo của ông ta đụng chạm, cô cực kỳ ghê tởm. Biết tay, anh thích cá tính đó của em lắm, để anh hôn em, cưng chiều em nha. Nói xong cái môi bóng nhờn đó định hôn lên mặt cô. Bạch Thư Hân không thể nhịn nữa, định ra tay, không ngờ lại nghe một tiếng la thảm thiết. Tên mập đó hiển nhiên choáng váng, nhìn về phía cửa vào. Chỉ nhìn thấy một người dễ dàng hạ gục cấp dưới của ông ta, đang đi về phía này. Ôn Mạc Ngôn lần này mặc âu phục. Anh ta kéo cà vạt ra, sau đó quấn vòng vòng quanh bàn tay, dường như là sợ lúc đánh nhau sẽ làm giơ tay của mình. Ánh mắt anh ta mang theo tia hung ác, lấp lánh ánh sáng khát máu. Thiện Ngôn, đừng, anh bình tĩnh đi. Nhưng mà lúc này Ôn Mạc Ngôn gần như là không còn nghe lọt tai câu nói nào nữa. Một đấm thật mạnh đánh thẳng vào huyệt thái dương của ông ta. Ông sếp này cũng là miệng cọp gan thỏ, nhìn ông ta mập mạp khỏe mạnh như vậy nhưng lại rất dễ bị thương. Mắt ông ta nổ đom đóm, chỉ tay vào mũi Ôn Mạc Ngôn không nói được câu nào, thì đã ngả ngửa ra sau. Bạch Thư Hân nhanh chóng kiểm tra hơi thở, vẫn còn sống. Ôn Mạc Ngôn ngồi xổm xuống, muốn đánh tiếp. Bạch Thư Hân vội vàng ngăn chặn nắm đấm của anh ta. Ôn Mạc Ngôn không ngờ được, đáy lòng anh rung lên, đồng tử co rút nghiêm trọng. Bây giờ đã không kịp thu lại nắm anh ta chỉ có thể. Bạch Thư Hân khiếp sợ nhắm chặt mắt lại, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, khi nắm đấm này rơi xuống cô chắc chắn sẽ bị thương, chỉ mong là đừng bị hủy dung. Cô rõ ràng cảm nhận được cơn gió mạnh từ nắm đấm đang ập đến khiến má cô đau đớn. Cuối cùng. Nỗi đau như dự tính đã không đến, nhưng cô lại nghe rõ ràng một tiếng đùng bị bóp nghẹt. Cô vội mở mắt ra, thì chỉ thấy một cú đấm toàn lực của Ôn Mạc Ngôn đấm vào tường một cách ác liệt. Lớp vôi trắng trên tường bị rơi ra vài lớp. Thiện Ngôn, anh điên rồi hả? Cô vội vàng cầm lấy bàn tay anh ta, mở cà vạt ra. Các khớp xương đỏ, thậm chí bâm tím và chảy máu. Thấy máu chảy ròng ròng, Ôn Mạc Ngôn vội nhắm mắt tùy tiện quấy tay lại. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, lời tôi nói là mệnh lệnh. Lời của Ôn Mạc Ngôn là không thể cãi. Bạch Thư Hân không tin, cô cầm lấy đũa, bàn tay nhỏ bé vừa mới vươn ra, không ngờ lại bị Ôn Mạc Ngôn đánh một cái mạnh. Rất đau, cô nhanh chóng rút tay lại, mờ u bàn tay đỏ ửng lên. Ra tay quá nặng, cô không nhịn được oán trách. Đã nói rồi, tất cả là của tôi, em muốn ăn thì tự gọi đồ ăn ngoài đi. Tôi đi nấu mì gói. Cô tức giận bỏ đi. Đừng để tôi thấy mấy cái này. Anh nói một cách thù địch. Bạch Thư Hân trong nháy mắt hiểu được, anh ta cũng sẽ chóng mặt, quả nhiên giống như cô nghĩ. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta nói, anh mau đến bệnh viện kiểm tra đi. Cô vội vàng kéo anh ta ra ngoài,
nhờ giám đốc lo liệu phần còn lại. Cô ở lầu dưới tìm thấy một cái bệnh viện, sau đó nhờ bác sĩ kiểm tra cho anh ta. Một số khớp xương bị tổn thương nhưng không quá nghiêm trọng. Bác sĩ lấy ra một tuýp thạch cao định bôi lên cho anh, nhưng không ngờ anh ta lại rút tay về nói, để bạn gái tôi bôi, ông xấu quá, né sang một bên. Cậu thanh niên ăn nói kiểu gì vậy hả? Vị bác sĩ già rất tức giận. Bạch Thư Hân thấy thật đau đầu, liên tục nói xin lỗi. Cuối cùng cô lấy thuốc, cũng không phải là đối phương tình nguyện đưa cho cô mà là bị chọc tức bỏ đi rồi. Bạch Thư Hân bất lực nhìn, để vị bác sĩ già đó bôi thuốc cho anh không được sao? Sao anh lại chọc người ta tức tới mức bỏ đi như vậy? Lớn lên xấu xí, còn không cho người ta nói hả? Ôn Mạc Ngôn cho là đương nhiên trả lời lại. Vậy tính tình anh xấu xa, tôi có thể nói không? Chỉ cho một mình em nói thôi, người khác mà dám nói tôi xé rách miệng nó. Câu nói này của anh ta không hề chọc cười, lúc nói mặt anh ta đầy sát khí. Bạch Thư Hân bất lực nhìn xuống, không trả lời, bàn tay nhỏ bé cầm lấy thuốc mỡ xoa đều trên mu bàn tay anh ta. Anh ta không kêu đau một tiếng nào, thậm chí rên khẽ cũng không có, chỉ có lông mày là khẽ cau lại. Trong mắt em, tôi là gì hả? Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Cô hơi sững sờ, không phản ứng kịp, động tác cũng mạnh hơn một chút. Anh ta bị đau, lông mày nhíu lại, cô vội vàng thả lỏng tay, tôi làm anh đau hả? Chút thương thế này có là gì, tôi nói rồi tôi với tên phế vật đó không giống nhau. Em vẫn chưa trả lời tôi, trong mắt em, tôi là gì? Tôi không hiểu câu hỏi này của anh có ý gì. Trong mắt em, tôi là một con người độc lập, hay là một Ôn Mạc Ngôn thay thế? Hoặc là, em vốn dĩ không xem tôi là một con người. Hoặc là, em không xem tôi là một con người. Câu nói này từng câu từng chữ chậm chậm rơi vào tai khiến trái tim cô run rẩy. Cô hơi bối rối, lập tức cúi gầm mặt, giả vờ thoa thuốc cho anh ta. Anh là anh, là Thiện Ngôn, không giống với Ôn Mạc Ngôn thật ra. Trong lòng cô nghĩ, anh chẳng qua chỉ là một nhân cách chưa hoàn thiện, có bệnh tật và khiếm khuyết, không có cách nào có thể thực sự làm chủ cuộc sống của con người. Quả thực, không phải người, là một loại bệnh, chỉ là sau khi Ôn Mạc Ngôn phát bệnh, trạng thái này mới lộ ra thôi. Những lời này, cô không dám nói ra, chỉ có thể giấu trong tim, sợ sau khi anh ta biết được sẽ phát điên mất. Mặc dù cô né tránh ánh mắt của anh ta, nhưng cô vẫn cảm nhận được, ánh mắt nóng bỏng trên đầu đang khóa chặt bản thân lại. Cô không biết Ôn Mạc Ngôn sẽ tin lời nói của cô được bao nhiêu. Cũng có lẽ là không tin một chút nào. Thoa thuốc xong, cô lo lắng ngước lên, trái tim run rẩy kịch liệt bắt gặp ánh mắt trầm mặc. Cô cũng không biết nên nói gì, bị ánh mắt của anh khóa chặt, cô ngơ người. Tối nay ăn gì? Anh đột ngột lên tiếng. Hả? Cô vẫn chưa phản ứng lại được. Ôn Mạc Ngôn nhịn không được xoa xoa đầu cô, nói, tối nay ăn gì? Trong bữa tiệc, hình như em chưa ăn gì. Tôi muốn ăn món mà anh nấu, không biết tay nghề. Cô còn chưa nói hết, Ôn Mạc Ngôn đã cất tiếng, tôi không biết nấu ăn. Vậy tôi nấu cho anh ăn, tôi biết nấu ăn, anh vẫn chưa ăn cơm tôi nấu phải không? Bạch Thư Hân vội vàng nói. Ôn Mạc Ngôn nghe câu này, sắc mặt dịu đi một chút. Anh chưa từng ăn, cái tên phế vật kia chưa từng ăn, rõ ràng mình may mắn hơn anh ta, có thể nếm thử cơm của Bạch Thư Hân nấu. Vậy bây giờ về nhà, em nấu cơm cho tôi ăn đi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng xuống giường, trông rất vui vẻ, vui như một đứa trẻ vậy. Bạch Thư Hân đưa anh ta về nhà, nhìn vào tủ lạnh. Thật ra cô không biết nấu ăn cho lắm, có lúc nấu xong, đến chính cô cũng không ăn nổi. Thậm chí cô đã xem qua những công thức nấu ăn trên Google và nấu vài món đơn giản. Cà chua xào trứng, khoai tây sợi xào với ớt xanh, còn có một đĩa gà kho. Canh rong biển trứng. Ba món một canh, mặc dù vẻ ngoài trông hơi khác một chút, nhưng chắc là ăn được nhỉ. Cô dọn cơm lên bàn, phát hiện Ôn Mạc Ngôn không có ở phòng khách. Cô đi một vòng thì thấy anh đang ở trong phòng ngủ của cô. Anh đang làm gì vậy? Không có gì, thử coi nệm có mềm không? Bạch Thư Hân nghe xong hai má đỏ bừng, cái tên lưu manh này, câu này là có ý gì chứ? Ăn cơm thôi, sao mặt em đỏ vây? Tôi đâu có nói tối nay muốn ngủ lại đây, đương nhiên là nếu em bằng lòng thì tôi cũng sẽ vui vẻ ở lại. Lưu manh, ăn cơm xong rồi về ngay cho tôi, bỏ ý định ngủ lại đây đi.
Bạch Thư Hân không khách khí nói. Cô xới cơm cho Ôn Mạc Ngôn, nhìn anh ăn miếng đầu tiên. Sắc mặt anh có chút khó coi. Như thế nào? Lúc nấu, em có nếm thử chưa? Chưa. Cô có thể nói với anh là cô còn không tự tin vào tài nấu ăn của mình không? Cô liền ăn thử một miếng, mặn thật. Có cái quá nhạt, có cái quá mặn, đĩa thịt gà kho còn khó nói hơn, chưa chín. Cô nhụt chí buông đũa, nói, để tôi gọi đồ ăn tới cho anh nha. Không cần đâu, tôi ăn cái này, tôi thích ăn. Nhưng mà, hoàn toàn không thể ăn được. Chỉ cần là em nấu, tôi đều thích ăn. Anh cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến, cô muốn cản nhưng không kịp rồi. Cô thấy anh như vậy, cũng bỏ điện thoại xuống bắt đầu ăn cơm, nhưng lại bị anh ngăn cản. Tất cả chỗ này đều là của tôi, em không được ăn, em tự đi gọi đồ ăn đi. Cô vừa quay người Ôn Mạc Ngôn liền nhanh chóng uống hai ngụm nước. Thật sự là quá mặn. Làm sao cô ấy có thể ăn những món này, lỡ đâu ăn vô bị đau bụng thì làm sao? Bây giờ anh cảm thấy tên phế vật đó cũng không phải là vô dụng, ít nhất thì anh còn có thể nấu cơm. Anh sẽ không thua kém tên phế vật đó, anh ta có thể chăm sóc tốt cho Bạch Thư Hân, lẽ nào anh lại không làm được sao? Anh mạnh hơn tên đó gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần. Đợi sau khi Bạch Thư Hân nấu mì xong, cô phát hiện Ôn Mạc Ngôn đã ăn sạch sẽ chỗ thức ăn đó. Làm sao anh ăn hết được vậy? Cô nhịn không được cảm thán hỏi. Cái này có là gì? Lần đầu tiên em nấu cơm cho tôi, đương nhiên tôi phải ăn cho hết chứ. Tôi hơn cái tên phế vật đó một thứ, tôi ăn cơm em nấu trước anh ta. Anh ta đắc ý nói. Thấy anh ta như vậy, giống như một đứa trẻ, cô nhịn không được hiếu kỳ hỏi anh thích hơn thua với anh ta đến như vậy sao? Tôi chỉ thích so bì với anh ta về em thôi. Ánh mắt nóng bỏng của anh ta rơi trên người cô, trong mắt có một loại cảm giác nghiêm túc nói không thành lời. Bạch Thư Hân chạm phải ánh mắt của anh ta, trái tim không tránh khỏi rung động dữ dội. Cô hoảng loạn né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em ghét tên phế vật kia, vậy tôi thì sao? Ghét anh ta, tại sao lại nói như vậy? Lẽ nào không phải sao? Cái tên đó nghĩ như vậy, anh ta làm bất cứ chuyện gì cũng vụng về, cũng không biết suy nghĩ cho người khác, thường xuyên gây thêm phiền phức cho em. Hơn nữa anh ta đã nhìn thấy cơ thể của em, nếu không phải cùng chung thể xác. Thì tôi đã đấm cho anh một trận rồi. Chuyện đó không cần nhắc tới. Tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy, lẽ nào? Lẽ nào là do những nói lời tổn thương mà cô đã nói đó sao? Thật là điên mà, lời phụ nữ nói khi nóng giận làm sao có thể xem là thật được chứ? Tên phế vật đó cũng nhận thức được bản thân đáng ghét nên mới rời khỏi cơ thể chăng? Khóe miệng Ôn Mạc Ngôn cong lên, đắc ý nói, xem ra tên phế vật đó cũng biết thân biết phận. Hiểu rằng bản thân không phù hợp với cơ thể này nên mới từ chức, để tôi xuất hiện thể hiện mình mà. Bạch Thư Hân nghe xong, càng biết rõ anh ta gần như không nhận thức được nhân cách bản thân vẫn còn khiếm khuyết. Người bình thường sẽ không có hành vi bạo lực cực độ đến như vậy. Bây giờ anh chính là bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, nhưng mà bản thân lại không biết. Cô mím môi, không biết nên nói cái gì. Cô cúi đầu ăn mì, không ngờ anh ta lại nắm lấy tay trái đang nhàn rỗi của cô. Em ghét tên phế vật kia, vậy tôi thì sao? Em có ghét tôi của bây giờ không? Anh ta hỏi cô một cách rõ ràng. Cô đột ngột dừng tay lại, các ngón tay cũng cứng đờ. Cô đưa mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt chân thành sốt sắng của anh ta. Anh ta đã cất giấu quá lâu rồi, cuối cùng cũng có thể thể hiện ra, lại còn coi trọng một người phụ nữ như vậy. Anh muốn có được sự công nhận của Bạch Thư Hân, hy vọng có người thích mình, như vậy anh sẽ càng tin chắc rằng mình ở đây là đúng. Anh sẽ thay thế tên phế vật đó, sống thật tốt, làm chủ cuộc sống của chính mình. Anh ta thấy Bạch Thư Hân trầm mặc, liền nhíu chặt chân mày. Nắm lấy tay cô, anh ta không tự giác siết chặt, khiến cô bị đau. Cô vội vàng nói, tôi không thích anh của hiện tại, tính cách quá xấu xa, hễ chút là đánh người, tôi không thích chút nào. Nhưng mà, những người đó làm tổn thương em. Ôn Mạc Ngôn gấp gáp giải thích, giống như một đứa trẻ làm sai vội vàng giải thích với người lớn vậy. Như vậy cũng không được, bọn họ dù sai, nhưng anh cũng không nên dùng cách cực đoan như vậy để xử lý họ. Nếu lần sau anh còn như vậy nữa, tôi sẽ không thèm quan tâm anh nữa, sau này đừng ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa. Đừng mà, tôi nghe lời em. Ôn Mạc Ngôn lập tức đáp ứng, khiến Bạch Thư Hân rất ngạc nhiên. Cô luôn không tin rằng Thiện Ngôn có cảm tình với mình,
nhân cách này và cô vừa quen biết trong một thời gian ngắn, anh ta đối với cô có cảm tình cũng có thể hiểu được, suy cho cùng là do cô thả anh ta ra. Cô nói ra lời nhận xét đó với thái độ muốn thử anh ta, không ngờ rằng anh ta không hề nghĩ ngợi đáp ứng cô. Thái độ rất thành khẩn, ánh mắt cũng chân thành tha thiết, điều này khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Vì để Ôn Mạc Ngôn quay trở lại, cô chỉ đành thế này. Sau này xem biểu hiện của anh, tôi sẽ cố gắng thay đổi cách nhìn nhận về anh. Thật ra Trầm ANS cũng không phải rất đáng ghét, tính cách của anh rất rõ ràng, rất được người ta yêu mến. Loại đàn ông hư hỏng như vậy được các cô gái yêu thích đến nỗi không thể nào thoát ra được. Đó là đương nhiên, tôi biết bản thân tôi rất ưu tú. Chỉ là, tôi không thích những cô gái khác, tôi chỉ thích em thôi. Em sẽ thích tôi chứ? Em không thích tên phế vật kia, vậy em sẽ thích tôi phải không? Phải xem biểu hiện sau này của anh, nói không chừng tôi sẽ thích anh đấy. Tôi sẽ khiến em yêu tôi. Anh ta nói một cách nghiêm túc như thể đã quyết định từ tận con tim. Bạch Thư Hân không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ta, cô cúi đầu, im lặng ăn hết tô mì. Ôn Mạc Ngôn không chịu rời đi, nhất định muốn ở lại xem tivi một lát. Cô chỉ có thể ấn định thời gian, bắt buộc anh ta 9 giờ là phải về, nếu không cô sẽ nổi giận. Anh ta có vẻ rất sợ cô giận. Cô vào nhà bếp rửa chén, đợi khi cô quay lại nhìn trên ghế sofa. Chỉ thấy phía sau lưng ghế không thấy người đâu, cô tự hỏi anh đã đi đâu. Cô tới phòng ngủ, anh cũng không ở đó, đang định sang phòng bên cạnh xem, nhưng lúc đi ngang phòng khách cô phát hiện có một người nằm dưới sofa. Là Ôn Mạc Ngôn. Sắc mặt anh ta trắng như tờ giấy, thân thể cuộn tròn như một quả bóng, ôm chặt lấy bụng. Bạch Thư Hân bị dọa một phen, vội vàng đi lên. Cô lập tức gọi 115. Nhất định là do bữa ăn của cô mới khiến anh trở nên như vậy. Ôn Mạc Ngôn, anh không sao chứ, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. Anh đừng có xảy ra chuyện gì đó. Không sao, tôi còn chịu được. Anh đau tới mức môi tím đi, cả người run rẩy, nhưng vẫn nghiến răng nói mình không sao. Rất nhanh xe cấp cứu đã tới, vội vàng đưa anh lên xe. Bác sĩ muốn tiêm thuốc mê cho anh, nhưng lại bị anh từ chối. Không cần, tôi không tiêm thuốc, tôi muốn tỉnh táo. Anh điên rồi à, bây giờ anh đang bị ngộ độc thức ăn, rất đau đớn, tiêm một mũi thuốc mê anh sẽ đỡ đau hơn. Ôn Mạc Ngôn nghe cô nói, nhất quyết nắm lấy tay cô, nói, tôi không thể mạo hiểm, tôi sẽ không để tên phế vật đó quay lại, em thuộc về tôi. Thư Hàn, em ở bên cạnh tôi, em hãy nói chuyện với tôi sẽ không đau nữa. Anh đau đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút không nhịn được ngất đi, cô cắn chặt đầu lưỡi. Cô thấy khóe miệng anh có máu trào ra, trái tim cô rung lên dữ dội. Chợt cảm thấy nhân cách thứ hai này thật đáng thương. Cô nắm chặt tay anh. Nói, anh đừng sợ, tôi sẽ ở bên cạnh anh. Anh ngoan ngoãn nghe lời tiêm thuốc được không? Tôi sợ anh không chịu được nữa. Tôi có thể mà, tôi không muốn quay về, tôi không muốn trở thành người ngoài cuộc, tôi muốn sống thật tốt. Tôi đã tồn tại như vậy 25 năm, tôi cũng muốn sống cuộc sống đàng hoàng. Ôn Mạc Ngôn nói một cách yếu ớt, đây chính là nỗi ám ảnh của anh ta. Ai cũng không muốn bị chôn giấu tận 20 mấy năm. Có ý nghĩ của riêng mình nhưng lại không cách nào kiểm soát được cơ thể. Không ai biết anh ta cũng tồn tại, anh ta cũng không thể cùng người khác trò chuyện. Mỗi ngày nhìn những việc Ôn Mạc Ngôn làm, sau đó độc thoại với chính mình. Anh tồn tại trong cơ thể Ôn Mạc Ngôn, là do anh ta tạo nên, tại sao anh lại không thể chiếm giữ cơ thể, thay anh ta sống chứ? Bạch Thư Hân nghe những lời từ đáy lòng của anh ta, trái tim khe khẽ đau. Chẳng trách Trầm ANS ta không muốn quay về. Ai cũng không muốn mình bị người khác thống trị mọi thứ. Trong thời gian này cô đã điều tra rất nhiều trường hợp tâm thần phân liệt, có không ít nhân cách đều tồn tại xu hướng bạo lực, có khi làm người khác bị thương có khi lại làm tổn hại chính mình. Bọn họ thử được xuất hiện, rồi sẽ không muốn quay trở về nữa. Anh ta cũng như vậy. Xin lỗi. Bạch Thư Hân tàn nhẫn nói, sau đó lấy thuốc mê từ tay bác sĩ, tiêm vào cánh tay của anh ta. Xin lỗi. Nhưng mà anh nên rời đi, anh chỉ là một trạng thái bệnh tật, anh không phải là một con người hoàn chỉnh. Cô chớp chớp mắt, nước mắt rơi lã chã. Ôn Mạc Ngôn kinh sợ nhìn cô, cuối cùng không chống lại được tác dụng của thuốc, hoàn toàn hôn mê. Sau đó, cô lập tức gọi điện cho Cố Gia Huy, muốn anh giúp cô ấy tìm thầy thôi miên tốt nhất, hy vọng có thể khiến cho nhân cách chính thức tỉnh lại. Đến bệnh viện, việc đầu tiên là để bác sĩ rửa dạ dày.
trong thời gian đó phải tiêm thuốc gây mê liên tục, để phòng Ôn Mạc Ngôn tỉnh dậy trước thời gian dự tính. Đợi khi rửa dạ dày xong, không còn vấn đề nghiêm trọng nữa, chỉ cần đợi tác dụng của thuốc dần dần biến mất. Thôi miên khi người ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ là có hiệu nghiệm nhất. Cô nắm chặt lấy tay của Ôn Mạc Ngôn, nói, Ôn Mạc Ngôn, thực ra tôi không hề ghét anh mau chóng trở lại được không? Tôi rất muốn ở trước mặt anh nói câu xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ trước khi nói, sẽ không hung hãn với anh nữa. Em lừa tôi. Bạch Thư Hân, em lừa tôi. Ôn Mạc Ngôn bắt đầu phản kháng, nói đúng hơn là tính cách thứ hai kia đang phản kháng. Anh ta không can tâm, anh ta không muốn ngủ say. Bạch Thư Hân nghe thấy câu này, mỗi một chữ đều giống như chiếc dao đâm vào tim cô ta. Cô lừa Thiện Ngôn. Trong mắt cô, Thiện Ngôn luôn luôn tồn tại trong trạng thái tâm lý không ổn định, nhưng trong khoảng thời gian này anh ta đã có suy nghĩ của riêng mình, hành vi và tác phong anh ta hoàn toàn không giống Ôn Mạc Ngôn. Cô đã rất cố gắng đối xử với anh như một bệnh nhân, nhưng không thể phủ nhận, có lúc cô lại tự hỏi, đối xử với Thiện Ngôn như này có quá tàn nhẫn không? Xin lỗi, Thiện Ngôn, xin lỗi .ans vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, anh không nên xuất hiện. Em lừa tôi sẽ không tha cho em. Câu nói cuối cùng cứ lờn vờn trong đầu, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại một cách mãnh liệt. Cô cảm thấy có hơi không thở được, cảm giác như bị kìm chế. Thầy Thôi Miên bảo cô ra ngoài, để ông ta tự làm phần còn lại một mình. Khi cô đi ra, cô cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Hứa Minh Tâm đã chạy tới, nhanh chóng đỡ cô ấy ngồi xuống và rót cho cô ấy một cốc nước nóng. Cô ấy nhận lấy cốc nước, cả người run rẩy. Bạch Thư Hân vừa run vừa đổ mồ hôi. Đôi mắt của cô ấy vô hồn, trống rỗng, mặt tái nhợt như tờ giấy, những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thư Hàn, cậu không sao chứ? Hứa Minh Tâm vô cùng lo lắng nói. Tớ, có phải là quá xấu xa rồi không? Thiện Ngôn cũng có ý thức của chính mình, tớ. Thiện Ngôn là nhân cách thứ hai đó sao? Cậu đừng buồn, cậu thử nghĩ xem, nếu như nhân cách thứ hai xuất hiện thì nhân cách chính sẽ không thể xuất hiện. Vậy Ôn Mạc Ngôn phải làm sao? Tính cách của nhân cách thứ hai quá bạo lực, không thích hợp để xuất hiện. Nói như vậy không sai, nhưng Bạch Thư Hân vẫn không nhịn được tự trách. Họ đợi bên ngoài hơn một tiếng thì thầy Thôi Miên mới bước ra. Nhân cách chính đã thức tỉnh trở lại thành công. Ngay sau khi biết được tin tức, tảng đá trong lòng mọi người đều được đặt xuống. Bạch Thư Hân rất vui khi biết rằng Ôn Mạc Ngôn đã trở lại. Nhưng, sau khi vui vẻ, cô ấy lại cảm thấy rất nặng nề. Anh vẫn phải chìm vào giấc ngủ say, xin lỗi. Thầy Thôi Miên tiếp tục nói, đây là lần đầu tiên nhân cách thứ hai xuất hiện, ý thức không mạnh như vậy. Nhưng nếu chấp niệm của anh ta quá sâu, quá ham muốn thế giới này, sau này khó tránh khỏi anh ta sẽ lại quay trở lại. Bộ não tồn tại rất kỳ diệu, sau này bệnh nhân nên tránh bị thương và hôn mê, nếu không thì rất dễ khiến cho nhân cách thứ hai có cơ hội chống trả. Nếu nhân cách thứ hai xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra? Hứa Minh Tâm thận trọng hỏi. Nhân cách thứ hai vốn không hoàn chỉnh, thật ra là do cảm xúc tiêu cực của nhân cách chính tạo thành. Nếu nhân cách thứ hai chiếm lấy quyền chủ động, rất có thể sẽ trả thù những người xung quanh nhân cách chính. Nhưng chuyện này cũng không thể nói rõ được, từ xưa đến nay có rất nhiều bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, nhưng bí ẩn có thể khám phá trên người bọn họ lại rất ít. Mỗi một bệnh nhân đều không giống nhau. Tính cách cũng không giống nhau, vì vậy chỉ có thể thầm quan sát những thay đổi. Thầy Thôi Miên kiên nhẫn nói. Bạch Thư Hân cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa, suýt chút nữa đã ngã xuống, nhưng may có Hứa Minh Tâm ở bên cạnh đỡ lấy. Thư Hàn, cậu không sao chứ? Cô ấy cười khổ, xem ra tớ chỉ có thể cầu cho nhân cách thứ hai đừng tỉnh lại, nếu không thì tớ chết chắc rồi. Đừng lo lắng, sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu. Hứa Minh Tâm an ủi nói. Mặc dù cô biết cậu nói này có tác dụng an ủi rất ít. Bọn họ đợi từ đêm khuya đến sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Mạc Ngôn cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh ta liếc nhìn xung quanh, cảm thấy lạ lẫm, còn bị dọa sợ. Anh ra ngoài cửa, thấy nhiều người đang đứng ở đó, Cố Gia Huy, Hứa Minh Tâm, còn có Bạch Thư Hân. Tất cả đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Rất lạ lẫm, còn mang theo ý đề phòng. Mấy người làm sao vậy? Ôn Mạc Ngôn gãi gãi đầu, ngây người nói. Thật sự đã trở lại. Hứa Minh Tâm vui vẻ nói. Ôn Mạc Ngôn không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì,
cho nên Bạch Thư Hân đành phải kể lại một lần. Ôn Mạc Ngôn nghe xong cũng rất kinh ngạc. Trong người anh vậy mà có sự tồn tại của nhân cách thứ hai, hành vi của anh ta trái ngược với chính anh. Vậy anh ta có làm mọi người bị thương không? Trước mắt thì không có. Bạch Thư Hân nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này đã xảy ra việc gì, anh hoàn toàn không biết sao. Ôn Mạc Ngôn lắc đầu, biểu thị không biết chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này. Trí nhớ của anh vẫn còn dừng lại ở vụ tai nạn xe hơi, anh nhìn thấy từng vệt máu lớn, sau đó rơi vào hôn mê. Cố Gia Huy lái xe đưa họ về biệt thự, buổi tối Bạch Thư Hân ngủ cùng Hứa Minh Tâm và Cố, hai người đàn ông thì mỗi người một phòng. Trạng thái hiện tại của Thư Hàn và Ôn Mạc Ngôn đều không được tốt, Cố Gia Huy phê duyệt tê đơn nghỉ, cho phép họ nghỉ ngơi ở nhà. Mọi người đã đợi cả đêm, Hứa Minh Tâm có chút mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến trưa, tiếng hét của Bạch Thư Hân vang lên bên tai. Đừng mà! Hứa Minh Tâm vội vàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cô ấy. Thư Hàn, cậu bị sao vậy? Dì Châu, dì mơ thấy gì sao? Cố rụi rụi mắt. Tớ mơ thấy Thiện Ngôn, anh ta muốn trả thù tớ. Anh ta nói rằng anh ta hận tớ. Minh Tâm, tớ chưa bao giờ bị một người hận đến như thế này, tớ vẫn nhớ rõ ánh mắt anh ta trước khi anh ta bất tỉnh. Anh ta nhìn tớ chằm chằm, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc và tức giận, anh ta tin tưởng tớ như vậy, nhưng tớ... Nói đến cuối, Bạch Thư Hân không kìm được nước mắt. Cô ấy cảm thấy mình đã làm sai rồi. Rõ ràng Thiện Ngôn chỉ là một tồn tại do vấn đề về tâm lý, tại sao cô ấy lại tự trách như vậy? Hứa Minh Tâm ôm chặt lấy cô ấy, dùng bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên lưng cô. Thư Hàn, đừng buồn, hai nhân cách không thể đồng thời xuất hiện. Nếu nhân cách thứ hai tồn tại, nhân cách chính sẽ biến mất. Thư Hàn, để cho cậu làm người xấu như này thật sự là quá tàn nhẫn. Tớ cũng biết anh ta chỉ là một nhân cách, nhưng mà tớ, Bạch Thư Hân nói không rõ ràng, cuối cùng bực bội nói, là do tớ nghĩ nhiều rồi. Cô rời giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi bước ra, cô ấy đã bình tĩnh lại rất nhiều. Dì Châu, dì không sao chứ? Dì đang nghĩ về cậu sao? Cậu, hóa ra còn rất nhiều người vẫn nhớ đến nhân cách đó. Không có. Bạch Thư Hân lắc đầu với chính mình nên quên tên đó đi. Ôn Mạc Ngôn đã trở lại, đây mới là điều vui vẻ nhất. Cô ngủ đến tận trưa nên có hơi đói, Hứa Minh Tâm nghe cô ấy nói câu này, bụng cô cũng bắt đầu réo lên. Cô trượt xuống giường, bể cổ xuống dưới nhà, dạ nô ò dì Lưu và đầu bếp chuẩn bị bữa trưa. Cố Gia Huy đã đến tập đoàn rồi. Anh mới nghỉ ngơi được 2 tiếng đồng hồ đã phải di. Khi Hứa Minh Tâm biết được, cô cảm thấy hơi đau lòng. Trong thời gian này Cố Gia Huy rất bận rộn, hai tập đoàn bận đến mức tối mày tối mặt. Ban đầu có mỗi tập đoàn di, C, anh đã phải thường xuyên mang công việc về nhà làm, giờ lại có thêm Cổ Thị khiến Cố Gia Huy gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ôn Mạc Ngôn cũng đi xuống lầu, Bạch Thư Hân nhìn ánh mắt của anh, không biết đang nhìn ai. Là Ôn Mạc Ngôn hay là Thiện Ngôn? Cái đó, nhân cách kia không bắt nạt em chứ? Anh hỏi, không có, cô ấy khẽ lắc đầu và nói, xin lỗi, thật ra những lời nói ngày hôm đó tôi không cố ý. Lúc đó là do tôi bị anh làm tức điền nên mới như thế. Tôi không ghét anh, tôi rất vui khi có thể làm bạn với anh. Thật không? Ôn Mạc Ngôn vui vẻ nhìn cô, sau này tôi sẽ kiềm chế bản thân và dịu dàng với anh hơn. Không, không cần. Em thế này cũng rất tốt, không cần cố tỏ ra dịu dàng. Hình như anh lại nói lập rồi. Bạch Thư Hân nói đùa, sau khi trò chuyện với anh ta vài câu, sự quen thuộc đã mất từ lâu lại quay trở lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em không thích, tôi sẽ cố gắng thay không, bây giờ nghe cũng rất thuận tai. Đổi. Trên đời này không ai là hoàn hảo, làm sao mà có thể đòi hỏi sự hoàn hảo ở mọi nơi được chứ? Ôn Mạc Ngôn và nhân cách thứ hai là ví dụ điển hình nhất. Cô trước kia rất ghét sự dịu dàng và nhút nhát, không biết cách nói chuyện, làm việc cũng không như ý mình. Sau đó, nhân cách thứ hai xuất hiện, anh ta trở thành một người vô cùng quyến rũ, anh ta rất biết cách nói chuyện và trêu ghẹo người, biết đưa bữa sáng và tặng hoa tươi. Nhưng, anh ta cũng có khuyết điểm. Mọi người đều thích hoa hồng đỏ và ánh trăng trắng, nhưng từ xưa đến nay, họ không thể có cả hai. Ôn Mạc Ngôn không cần thay đổi, dáng vẻ hiện tại cũng rất tốt. Cô cũng biết mình có rất nhiều khuyết điểm, đây mới là con người,
người không có khuyết điểm, chắc chỉ có thần tiên thôi. Bạch Thư Hân nén sự hổ thẹn xuống, thầm cầu nguyện trong lòng rằng nhân cách thứ hai sẽ không bao giờ quay trở lại. Cô nhớ rằng nhân cách thứ hai có nói với cô rằng, Ôn Mạc Ngôn thích cô, nhưng chính anh ta lại không biết. Không biết cũng tốt, không nên chọc thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng, cô không thích Ôn Mạc Ngôn, hơn nữa cô cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Giữa họ, chỉ thích hợp làm bạn bè, cô sợ rằng, sau khi chọc thủng lớp giấy trên cửa sổ, họ thậm chí ngay cả làm bạn bè cũng không được. Sau khi họ ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi làm, Ôn Mạc Ngôn phải đi về, nhân tiện đi cùng với Bạch Thư Hân. Hứa Minh Tâm dẫn Cầu Cổ đến tập đoàn thăm Cố Gia Huy. Dù sao thì những giám đốc đó cũng đã gặp cô rồi, cô cũng không cần giấu giếm. Mấy ông già đó có vẻ rất sợ mình, mỗi lần nhìn thấy cô đều lễ phép run rẩy khiến người trẻ tuổi như cô có chút ngại. Cô mang đến một nồi súp gà lớn do cô tự nấu, cô không nỡ uống, chỉ để lại một bát cho Cầu Cổ. Cô mang theo phần còn lại, dự định đến văn phòng để chia sẻ với anh. Vừa lên đến tầng cao nhất, cô đã nhìn thấy cô thư ký xinh đẹp mà lần trước cô gặp, lần này cô ấy đang mặc một chiếc quần Âu nữ truyền thống bảo thủ, che đi thân hình hoàn hảo của cô ta. Áo bên trong cũng được thay đổi từ dạng khoét ngực sang áo sơ mi trắng, che hết vóc dáng quyến rũ. Lâm Thanh Huyền thấy cô đến, rất thức thời mở cửa cho cô, cười nói, cô Tâm đến rồi, là mang đồ ăn ngon đến sao? Tôi ngửi thấy mùi thơm, tôi mang canh gà tới, lát nữa chia cho cô một ít, tôi nấu hơi nhiều. Không cần đâu, cô và Tổng Giám Đốc cứ từ từ thưởng thức. Lâm Thanh Huyền cười nói, rất khách khí. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Khương Tuấn đi tới, trên tay cầm trà chiều. Lâm Thanh Huyền, anh mua đồ ăn cho em rồi. Giờ làm việc, nghiêm túc một chút. Lâm Thanh Huyền trịnh trọng nói, Khương Tuấn lập tức hóa đá. Giọng của Cố Gia Huy từ bên trong truyền ra. Thời gian nghỉ trưa, mấy người tùy ý, không cần quá cẩn trọng. Cảm ơn anh. Khương Tuấn cảm kích nhìn Cố Gia Huy, may mà có quý nhân đến kịp thời, nếu không thì không biết nên tiếp lời như thế nào. Chăm sóc Cầu Cổ giúp tôi. Cố Gia Huy không hề khách sáo nói. Khương Tuấn ngơ ngác khi nghe những lời này, anh ta còn nghĩ rằng ý của Cố Gia Huy là cho anh ta và Lâm Thanh Huyền thời gian uống trà chiều, không ngờ rằng. Anh chỉ muốn mình và Hứa Minh Tâm có không gian riêng. Chết tiệt, quá ác độc rồi. Anh Trung, anh xem, mấy người là hai người, chúng tôi cũng là hai người. Của anh đã về tay rồi, nhưng của tôi vẫn chưa về tay, anh cảm thấy. Cầu Cổ, đi theo chủ Khương Tuấn, chú ấy sẽ mua đồ ăn ngon cho con. Hồ, có đồ ăn ngon. Cầu Cổ ôm lấy đùi của Khương Tuấn, còn không quên nằm lấy tay Lâm Thanh Huyền. Chị gái xinh đẹp, Cầu Cổ rất thích chị đi ăn đồ ngon với em được không? Chú Khương Anh Tủ mời nha. Cầu Cổ chớp mắt với Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền không thể chịu đựng được. Con gái không có sức phản kháng với trẻ con. Lâm Thanh Huyền không nhịn được ngồi xổm xuống bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cổ. Cô Ôn, thật đáng yêu. Gọi em là Cầu Cổ. Em thích mọi người gọi em là Cầu Cổ. Mau đi theo em biết chỗ nào có đồ ăn ngon. Cô nắm lấy tay Lâm Thanh Huyền đi về phía thang máy. Khương Tuấn kinh ngạc nhìn cảnh này. Không ngờ Cầu Cổ lại là một cô nhóc tinh danh như vậy. Hiện tại cậu còn cho rằng tôi đối xử tệ với cậu. Cố Gia Huy nhường mày nói. Cảm ơn anh Trung, nếu việc này thành công, tôi nhất định phải lì xì cho cô Cổ. Cố, tôi đi trước giây, tạm biệt anh, tạm biệt cô Tâm. Khương Tuấn vội vã đuổi theo. Hứa Minh Tâm có chút khó hiểu, Khương Tuấn và cô nữ thư ký kia. Chuyện tốt sắp đến. Cố Gia Huy cười nói. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Minh Tâm, thần kinh căng thẳng của anh lập tức thả lỏng, mệt mỏi toàn thân giống như đều biến mất. Anh bây giờ chỉ muốn ôm cô thật chặt, ngửi mùi hương sảng khoái từ cơ thể cô, thứ này có tác dụng hơn bất kỳ mùi hương nào khác. Anh ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi anh, cằm dựa vào vai cô. Làm sao lại đến đây rồi? Nhớ anh nên em đến đây. Anh ăn chưa chưa? Chưa. Khoảng thời gian này quá bận, một khi bận. Chuyện quên mất ăn bữa chính là bình thường. Khi Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này, cô không thể nhịn được trừng mắt nhìn anh. Em đi mua đồ ăn cho anh ăn, súp gà ăn không no được, anh đợi em. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Không cần phải phiền phức như vậy, em ở lại đây với anh là được, anh không đói lắm. Như vậy cũng không được, em đói bụng rồi.
Hứa Minh Tâm chỉ có thể nói như vậy, Cố Gia Huy mới gật đầu. Cô xoay người rời đi, mà anh cảm thấy có chút mệt mỏi nên bóp bóp đầu. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Ôn Thanh Vân gọi. Nhìn thấy Hiền thì tên người gọi, sắc mặt anh có chút ngưng trọng, anh biết cô ấy đến tìm anh, là vì cái gì? Khi có người trả lời điện thoại, giọng nói lo lắng của Ôn Thanh Vân từ đầu dây bên kia truyền đến. Gia Huy, cậu thật sự quyết định hợp tác với Ôn Thị à? Một khi như vậy thì chị sợ đối phương. Trước đây, Cố Thị là do Cổ Triệt quản lý, rất nhiều dự án bị rối loạn lên. Bây giờ tôi chỉ có thể lợi dụng tài nguyên của GC ở nước ngoài để mở rộng thị trường. Nếu tôi muốn mở rộng thị trường ở London thì tôi phải hợp tác với nhà họ Ôn. Chị biết thị trường ở London rất quan trọng với tập đoàn Cổ Thị, nhưng cậu cũng biết đó, Lucia không phải là người dễ dàng bỏ qua ý đồ của cô ta đâu. Cô ta tìm cậu suốt mấy năm nay, cô ta nghĩ cậu đang ở nước Anh nên đã tìm khắp nơi. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghi ngờ cậu lại ở Đà Nẵng, cho nên cậu mới có thể may mắn tránh né được cô ta. Nhỡ đâu cô ta biết cậu còn sống thì cô ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tôi chỉ sợ sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối thôi. Ôn Thanh Vân lo lắng nói, nếu thực sự Lucia muốn trở lại, sau lưng cô ta có thể lực Catering, kể cả cậu có thể chống đối được, nhưng tôi sợ Hứa Minh Tâm, cô ta là một người điên, phải chiếm được những thứ mà mình muốn, nếu như không chiếm được thì cô ta sẽ phá hủy. Cậu ở chung với cô ta lâu như vậy, chắc cậu cũng biết tính cách của cô ta đúng không? Tôi biết, tôi hứa sẽ bảo vệ Hứa Minh Tâm thật tốt, tôi sẽ không để cho bất cứ một người nào tổn thương cô ấy. Tôi biết chị tốt bụng nhắc nhở. Nhưng, chuyện này không thể đề phòng hết được, chị biết không? Ôn Thanh Vân thở dài một cái, cô ấy cảm giác câu nói này đang đập mạnh một cái vào tim cô ấy. Không thể nào phòng bị hết được, anh mạnh mẽ nheo mắt lại, rồi từ từ siết chặt ngón tay thành nắm đấm. Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn chị đã nhắc nhở tôi. Cố thì tôi sẽ không bỏ qua đâu, chị là người duy nhất tôi có thể giao phó từ anh hai của tôi. Nếu anh hai cậu biết. Những việc cậu làm cho anh ấy suốt mấy năm nay, tôi nghĩ, anh ấy sẽ không muốn. Tôi và anh hai cậu không muốn cậu trả giá nhiều như vậy, cậu chỉ cần sống một cuộc đời mình yêu thích là được. Cố Gia Huy nghe nói như vậy, thì khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt. Bây giờ, anh đã không còn được sống một cuộc sống mình yêu thích nữa rồi. Bắt đầu từ 5 năm trước, khi mở mắt ra thấy mình nằm trên giường bệnh, khi anh biết được hài cốt của anh hai mình không còn nữa. Anh cũng biết. Tiếp theo bản thân mình phải làm gì? Nếu như không phải có Hứa Minh Tâm, thì chắc anh vẫn chỉ là một cái xác biết đi. Tôi không thể quay đầu lại được nữa, vì vậy Thanh Vân, sau này chị đừng nói đến chuyện này nữa. Tôi sẽ trả thù cho anh hai, tôi sẽ bảo vệ người con gái của mình. Một thời gian nữa tôi sẽ đến London để thảo luận việc mở rộng thị trường ở nước ngoài với chị sau, đến lúc đó tôi sẽ dẫn Cổ Cổ sang thăm chị. Ừ, có dẫn Minh Tâm đến không? Lần nữa cô ấy đang vội, nên tôi không kịp chào hỏi cô ấy một cách đàng hoàng, bây giờ cô ấy có đến nhà tôi làm khách được không? Được, đúng lúc cô ấy đang đến kỳ nghỉ hè. Ừ, đến lúc đó tôi sẽ đợi mọi người đến, tôi sẽ cố gắng giấu thông tin của cậu đi, chỉ hy vọng Lucia phát hiện ra cậu chậm một chút. Cố Gia Huy gật đầu một cái, sau đó anh tắt điện thoại. Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của một cô gái tóc vàng mắt xanh, trước đây khi bọn họ ở bên nhau. Cô ta không hề biết anh là con trai thứ ba của nhà họ Cố, cô ta nghĩ anh là một người con trai nghèo sang đây học tập. Mà khi đó anh cũng không biết cô ta là cô chủ thứ ba của nhà Catering có tiếng tăm lừng lẫy. Anh luôn nghĩ rằng cô ta chính là một cô gái đơn giản và tốt bụng, nên anh dùng những thứ tốt nhất dành cho cô ta và bảo vệ cô ta. Kể cả khi anh biết thân phận của cô ta thì anh cũng không tức giận. Anh biết, chỉ cần anh có đủ thời gian, thì không cần đủ 3 năm nữa. Anh sẽ có thể đứng ở tầm cao ngang hàng với cô ta và cưới cô ta về. Nhưng mà, Chúa đã tạo ra một trò đùa rất lớn cho anh. Anh hai chết, mà Catering cũng tham gia vào cái chết của anh hai anh. Và Lucia lại chính là người thực hiện việc này. Anh không hối hận khi cắt đứt mối quan hệ này, bây giờ anh rất bình tĩnh và lý trí, biết ai mới là người tốt nhất với mình. Anh sẽ không lưu luyến hoài niệm gì với quá khứ đó. Bây giờ cả thể xác với tinh thần của anh chỉ trung thành với một người. Anh và Hứa Minh Tâm cảm thấy rất vui mừng khi lần đầu tiên ánh mắt của hai người nhìn nhau, bọn họ không cảm thấy chán trong một khoảng thời gian dài. Anh nghĩ, đời này không có ai có thể thay thế cô được. Cô luôn là người duy nhất,
có cô nên mới có chú ba cổ bây giờ, có chú ba cổ bằng xương bằng thịt. Hứa Minh Tâm trở về sau khi đi mua sắm xong, đúng lúc cô thấy khóe miệng của Cố Gia Huy đang mỉm cười, cô tò mò không nhịn được hỏi, anh đang cười cái gì vậy? Nghĩ đến em, cho nên anh không nhịn được mỉm cười. Cố Gia Huy ôn nhu nhìn cô, trong mắt anh tràn đầy sự lưu luyến của tình yêu và sự cưng chiều đối với cô. Anh thẳng thắn như vậy làm cho khuôn mặt của Hứa Minh Tâm đỏ lên, cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Có mà mới tin lời anh nói, em đi mua bánh áp chảo về, vừa mới làm nên nó vẫn còn nóng, anh ăn thử một miếng đi. Cô để hộp thức ăn xuống, tự nhéo lỗ tai mình, trông hình dạng bây giờ của cô trông đáng yêu kinh khủng. Bàn tay to của anh trực tiếp kéo cô vào trong ngực mình, nhưng anh không ngờ lúc này cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra. Tổng giám đốc, buổi chiều có một cuộc họp. Giám đốc Triệu vừa bước vào, thì thấy hai người đang thắm thiết ôm nhau ngồi chung một chỗ, khuôn mặt già nua của ông ta cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Tổng giám đốc Trung, bây giờ đang trong giờ làm việc. Giám đốc Triệu là người nghiêm khắc, nên ông ta không nhịn được nhắc nhở anh một câu. Trong nháy mắt Hứa Minh Tâm cảm thấy không thoải mái, cô vội vàng nhảy xuống nói, tôi, chẳng qua tôi đến đây đưa cơm cho anh ấy thôi, tí nữa tôi sẽ đi. Không cần, em cứ ở đây với anh, có em ở đây sẽ giúp anh nâng cao được hiệu quả làm việc. Giám đốc Triệu, ông còn thắc mắc gì nữa không? Không, không hợp quy tắc, giám đốc Triệu nói lắp bắp, ông ta liều mạng nói ra. Vợ tôi đến đây kiểm tra công việc của tôi, thì có chuyện gì không hợp quy tắc? Theo như tôi biết, thì chỉ cần giám đốc Triệu đi ra ngoài xã giao, bà Triệu chắc chắn sẽ kiểm tra bài đăng của công ty rõ ràng. Tại sao, vợ ông có thể kiểm tra bài đăng mà vợ tôi thì không được? Cố Gia Huy thể hiện đầy đủ ý nghĩa của việc như thế nào được gọi là chiều vợ hết chỗ nói. Kể cả miệng lưỡi của ông ta có độc như thế nào, thì anh cũng không quan tâm chuyện đó. Cố Gia Huy vẫn luôn truyền đạt một ý nghĩa qua câu nói và hành động của mình. Vợ tôi là lớn nhất, tôi là thứ hai. À, trong nháy mắt giám đốc Triệu không mở miệng nói được câu nào cả. Tôi sẽ đến đúng giờ trong cuộc họp buổi chiều ngày hôm nay, nếu không còn việc gì báo cáo thì ông đi xuống trước đi, đừng quấy rầy công việc của chúng tôi. Nhân tiện ông nói với mọi người bên ngoài là, đừng đi vào phòng làm việc mà chưa có sự cho phép của tôi. Nếu lại có người đến đây mấy lần nữa, thì cô vợ bé bỏng của anh sẽ bị dọa sợ hãi bỏ đi mất. Ra ra ra. Giám đốc Triệu gật đầu liên tục, rồi ông ta xoay người rời đi. Nếu không phải do ông ta biết Cố Gia Huy tài giỏi hơn người khác, trong mấy ngày ngắn ngủi, mà anh đã có thể điều chỉnh Cố Thị lại một cách gọn gàng, nhất định ông ta phải vỗ bàn. Ông ta nhịn không được đến phần nàn với Cố Gia Bảo. Cố Gia Bảo nói qua điện thoại, để xem chiều nay nó làm việc hiệu quả như thế nào đã, người con dâu này của tôi không bình thường đâu, con trai tôi không nghe lời nói của ông này, nó chỉ nghe theo lời vợ nó nói thôi. Có vợ thằng nhóc đó ở đấy, thì chắc chắn hiệu suất làm việc sẽ tăng gấp đôi. Nhưng với tư cách là tổng giám đốc thì cậu ấy không thể tùy tiện dẫn người nhà đến đây, nếu như tài liệu mật nào của công ty bị dò dỉ. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Hơn nữa làm thế nào mọi người trong công ty tin tưởng việc này? Vậy ông không hiểu ý tốt mà nó đã chuẩn bị rồi, trên thực tế nó đang thấy ông là một bằng chứng rất rõ ràng. Vợ chồng hòa thuận, thì ông mới có thể thành công trong sự nghiệp. Con trai tôi là người nhà họ Cổ, mà lại có sự nghiệp vững vàng, một mũi tên trúng hai đích, việc này có gì không tốt? Ai gu, ông cụ, ông đang chiều con trai mình đấy à? Tôi đang cưng chiều con dâu tôi cưng chiều thằng nhóc đó làm gì? Con dâu này do chính tôi chọn, tôi rất hài lòng với con bé. Dáng người xinh đẹp, lại thông minh, con bé có thể thu phục được đứa con trai thứ ba làm tôi lo lắng suốt, tôi nhìn thấy việc này thì vui mừng rất nhiều. Ông Triệu à, không phải tôi nói ông, nhưng ông vẫn phải ở nhà chăm sóc Cổ Cổ, mỗi lần vợ ông đến khách sạn bắt quà tang, tôi cũng cảm thấy nhân viên cấp cao của công ty chúng ta có phải đang tham gia đóng phim khiêu dâm hay không? Ông cụ, ông nói gì vậy? Tôi cũng cảm thấy người con dâu này của ông rất tốt, tổng giám đốc Trung cũng rất tốt, bây giờ tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, nên tôi cúp máy trước đây. Giám đốc Triệu vội vã cúp điện thoại. Ông ta sẽ chờ xem buổi chiều hiệu suất công việc của Cố Gia Huy sẽ như thế nào. Ngược lại bây giờ ông ta có chút muốn xem hai người ở bên trong ôm ấp âu yếm làm thế nào để làm việc được. Bên trong phòng làm việc, lúc đầu anh cũng không cảm thấy đói bụng nhưng bởi vì có Hứa Minh Tâm đến đây ăn cơm chung, bây giờ anh lại cảm thấy đói bụng. Hôm nay Hứa Minh Tâm ăn nhiều cơm hơn mọi khi, cho dù đồ ăn trước mặt cô rất bình thường, nhưng cô vẫn có thể ăn rất hạnh phúc.
Cô cảm thấy việc no bụng rất quan trọng, nhưng nếu cô vẫn có thể nếm thêm những thức ăn ngon trên này thì càng tốt hơn. Hứa Minh Tâm múc bát canh gà do chính cô khổ cực hầm canh ở trong bếp. Cô cũng đăng bài hướng dẫn lên Facebook và được rất nhiều người khen ngợi. Đang ăn uống vui vẻ thì cô nhận được điện thoại của Thẩm Thanh. Tổng doanh số bán nước hoa trong tháng 3 này đạt mức cao nhất trong lịch sử trong những năm gần đây, vì vậy nhà họ Ngôn dự định tổ chức một lễ kỷ niệm. Tất nhiên cô cũng sẽ tham gia, nó được tổ chức vào tối ngày mai trong một câu lạc bộ cấp cao của nhà họ Ngôn. Đến khi đó không chỉ có nhân viên của tập đoàn Ngôn Thị, mà còn có cả những người trong giới showbiz sẽ tham gia góp vui, ước chừng nó là nền móng cho những lần tuyên truyền lần sau. Sau khi cô tắt điện thoại, cô phát hiện sắc mặt của Cố Gia Huy không được tốt lắm, cô hơi nghi ngờ hỏi. Làm sao mà trông anh có vẻ khó chịu vậy? Có phải do món ăn này em nấu không ngon không? Không phải, anh đột nhiên nhớ mình có việc chưa giải quyết xong, bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho ông ấy. Cố Gia Huy đứng dậy rời đi, sau đó anh bấm số gọi điện cho Ngôn Dương, hỏi ông ấy mời như vậy là có ý gì? Mời vợ của anh, vì sao ông ấy không mời anh? Ngôn Dương nghe vậy, thì nhịn không được vừa cười vừa nói, đây là buổi hội tụ của các nhân viên cao cấp của tập đoàn Ngôn Thị, Tổng Giám Đốc Trung đến, hình như không được thích hợp. Ngày mai sẽ có rất nhiều phóng viên, không phải cậu cũng không muốn quan hệ của cậu và cô ấy bị mọi người bên ngoài biết à? Cô nhóc Minh Tâm kia vẫn còn đang đi học, chuyện này mà bị phơi bày ra ánh sáng thì không có lợi với cô ấy, cho nên cậu vẫn nên nhẫn nhịn một chút đi. Cố Gia Huy nghe vậy thì vẻ mặt của anh lập tức trở nên tối tăm. Nói như vậy, anh vẫn không được đi. Chúng ta đang hợp tác đúng không? Cậu ba, cậu đừng gây sự với tôi nữa. Cậu cứ yên tâm ở nhà đi. Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc vợ của cậu. Dù sao vợ của cậu cũng là con gái nuôi của tôi. Con bé cũng không phải là người ngoài. Cậu vẫn chưa tin tôi à? Anh có thể tắt được rồi đó. Cố Gia Huy nói bình thường. Sau đó anh tắt điện thoại. Thằng nhóc này, đúng là không có lễ phép. Ngôn Dương nhìn về phía điện thoại bĩu môi nói. Đúng lúc này, điện thoại của ông ấy lại vang lên một lần nữa, không ngờ là ảnh họa bì gọi đến. Có chuyện gì xảy ra à? Tôi vừa nhận được tin tức từ một người cung cấp thông tin, anh ta, không ở London nữa, anh ta vượt qua eo biển giữa Đà Nẵng và London bằng một con tàu buôn lậu, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đến Đà Nẵng trong một hôm nữa. Hình như bây giờ anh ta đang làm việc thay cho catering, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết bên dưới anh ta có bao nhiêu đàn em, bọn họ có súng đạn không? Tôi không có người anh em nào trên biển cả, nên rất khó nắm bắt được đường đi của đội tàu buôn lậu. Tôi chỉ có thể đợi anh ta đi lên bờ rồi mới quyết định được. Tôi đã cử người ở chợ đen đi ra ngoài, chỉ cần anh ta đi lên bờ thì bọn họ sẽ thông báo việc này cho anh. Ngôn Dương nghe nói như thế thì đôi mắt đại bàng của ông ấy hung hăng nheo lại, trong đó tỏa ra một tia lạnh lùng đáng sợ. Ông ta, cuối cùng cũng trở về rồi. Lần này, phải làm cho anh ta đến đây mà không về được. Thời gian qua tôi cũng lo lắng đủ rồi. Ngôn Dương lạnh lùng nói. Nếu đối phương đã vội vã trở về như vậy thì chắc chắn đối phương đã có kế hoạch hoàn hảo, nên chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn. Ngược lại tôi muốn biết, những năm gần đây ông ta có phải là người bất khả chiến bại, hay là tôi vẫn cao hơn ông ta một bậc. Ảnh họa bì, ngày mai cậu đến hội quán để bảo vợ của tôi muốn bà ấy phải an toàn, cậu hiểu không? Tôi hiểu. Nếu ông ta dám động đến chị dâu thì ông ta phải dẫm lên xác tôi trước. Ảnh họa bì là một người rất tình cảm và chính trực, anh ta có thể giúp đỡ bạn bè của mình hết sức, cho dù nó có nguy hiểm đến tính mạng thì anh ta cũng không quan tâm. Ngôn Dương nghe thấy anh ta nói lời này, thì trong lòng ông ấy cũng yên tâm hơn một chút. Rốt cuộc chuyện gì nên đến thì nó cũng sẽ đến, nhiều năm như vậy rồi, mỗi khi đến nửa đêm ông ấy mơ mơ màng màng tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy ông ta. Ông ấy nhất định phải tự tay giết chết ông ta, làm cho ông ta cả đời không được siêu thoát. Ngôn Dương cúp điện thoại, khóe miệng ông ấy nở một nụ cười hung ác, kèm theo hơi thở khát máu. Lúc này ông ấy giống như một con quỷ sa tăng đến từ địa ngục. Ngày mai, chính là chiến trường địa ngục của ông ta. Ngày hôm sau, 4 giờ chiều Hứa Minh Tâm bắt đầu thử lễ phục. Buổi tối sẽ có rất nhiều người của giới giải trí đến đây. Tất cả những người này đều đứng đầu trong lĩnh vực thời trang, cô cũng không thể làm nhà họ Ngôn xấu mặt được. Cái này thì sao? Cô nhìn xuống những ngón chân, cô cảm thấy nó giống như một vùng đất bằng phẳng. Đã trôi qua lâu như vậy rồi, mà nó vẫn chưa có dấu hiệu lớn lên. Đổi cái khác,